ông già từ từ cầm một khẩu súng bắn tỉa, chĩa vào đầu Vương Cường. Vương Cường tức giận gầm lên, bắn tỉa, các người chết hết rồi hả? Giết anh ta, giết anh ta. Bằng, y đột nhiên, ông già bóp cò, một viên đạn bay ra như sấm. Vương Cường đang tức giận đầu nở hoa, trước khi chê anh ta cũng không biết mình chết như thế nào. Rõ ràng tay bắn tỉa là người bên mình, làm sao lại có thể tấn công mình? Bộp 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 bộp. Ngay sau đó, hơn chục bóng gờ người, mặc đồ đen đi ra từ tứ phía của chiến trường. Tất cả những người mặc đồ đen này đều cầm vũ khí, họ đều mặc áo choàng đen, trên ngực có khắc logo đầu rồng. Nếu ai nhìn thấy sẽ thốt lên rằng đây chính là biểu tượng đặc biệt của Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Đúng vậy, những người này đều đến từ Tuyệt Thế Long Môn. Ông già giết hai tay bắn tỉa vừa nãy chính là Am Kim Long Vương, một trong tứ đại Long Vương trong Tuyệt Thế Long Môn. Trước đó Dương Tiêu cử Am Kim Long Vương bí mật bảo vệ đường. Mộc Tuyết, Âm Kim Long Vương hiểu rõ, không đến mức cần thiết ông không cần ra tay. Long Ngũ là anh em tốt của Dương Tiêu, cho nên Ám Kim Long Vương đương nhiên không thể chỉ ngồi nhìn không quan tâm. Mấy chục người trong Tuyệt Thế Long Môn gia nhập chiến trường, giỏng như sói như hồ, một nhóm sát thủ, kẻ địch không dùng nổi một chiêu đã ngã xuống hết, sau đó họ lui lại. Những người này là ai? Long Ngũ kêu lên. Anh có thể cảm nhận được tất cả những nhân vật mặc áo choàng đen này đều có hiệu quả chiến đấu phi thường, mỗi người đều mạnh hơn anh chứ không yếu hơn. Đôi mắt đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ đẫn, mọi thứ trước mắt hoàn toàn lật đổ tam quan của cô. Vèo, mối nguy của Đường Mộc Tuyết và Long Ngũ được hóa giải, bóng dáng của Ám Kim Long Vương lặng lẽ biển mắt trong màn đêm. Lúc này, Đường Hạo và Miyamoto Masao sợ hãi đến mức sắp tè ra quần. Hai người đều kinh hãi. Chỉ cảm thấy mọi chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ. Một mình Dương Tiêu giết tất cả những tinh nhuệ mà họ bổ trí với tốc độ ánh điện đá lửa. Ngay cả hạng thiên bá chiến tướng tướng số 1 của Phùng Tứ gia cũng không địch nổi một chiêu, thủ đoạn thật sự kinh hãi. Miyamoto Masao vội la lên với tài xế, mẹ kiếp, còn ngây ra đó làm gì? Muốn chết hả, đi mau. Đúng đúng đúng, đi mau, chuyện này thật kinh khủng. Tim của Đường Hạo như treo trên cổ họng. Tim hai người đập thình thịch, chỉ cảm thấy có một loại hơi thở chết chóc bao phủ, cảm giác này quá đáng sợ. Cho đến bây giờ, họ vẫn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Hơn trăm cao thủ đều bị Dương Tiêu giết chết, thật sự quá kinh khủng. Đột nhiên, ở giữa xe có hai cánh tay ôm cô của hai người, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đi. Đi đâu? Đường Hạo và Miyamoto Masao cảm thấy như thể họ vừa phải hứng chịu một cú đánh. Một cơn ớn lạnh ập đến từ gót chân vọt lên đỉnh đầu. Ưng ực, hai người nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía trung tâm, thấy Dương Tiêu ngậm điều thuốc, ôm mặt hai người họ với vẻ mặt trêu đùa. Dương Tiêu, Miyamoto Masao xin hãi như thể vừa nhìn thấy ma. Mùi nước tiêu nồng nặc lập tức bao trùm toàn bộ xe, nhìn chăm chú thì thấy hai chân Đường Hạo run rẩy sợ đến mức tè ra quần. Dương Tiêu nhìn Miyamoto Masao, chủ nhà Miyamoto. Nửa đêm nửa hôm vẫn chưa ngủ. Đây là mắt ngủ mới lái xe đi hóng gió ngang qua đây à? Dương Tiêu, không, ông nội Dương, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Miyamoto Masao nhìn vẻ mặt vô hại của Dương Tiêu bị dọa suýt ngất xỉu. Vừa rồi chính mắt ông ta nhìn thấy sự khủng khiếp của Dương Tiêu, cho Miyamoto Masao 10 lá gan, hiện tại Miyamoto Masao cũng không dám xúc phạm uy nghiêm của Dương Tiêu. Mẹ kiếp! Đây đâu phải con người, đơn giản, là một cô máy giết người sinh ra để giết người. Hơn trăm người bị giải quyết với tốc độ ánh điện đá lửa. Đây là điều mà người bình thường có thể làm hả? Dương Tiêu cười nhẹ, chủ nhà Miyamoto, yên tâm, đã khuya, đã đến giờ đi ngủ. Không, à không, ông nội Dương hãy tha cho tôi. Miyamoto Masao sợ tới mức quỳ trên xe, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin mạnh mẽ. Là chủ nhà của gia tộc Miyamoto. Miyamoto Masao muốn tiên có tiên, muốn địa vị có địa vị, muốn phụ nữ có phụ nữ, ông ta không hề muốn chết. Giờ này phút này, cả ruột gan Miyamoto Masao đều hối hận. Nếu biết trước Dương Tiêu đáng sợ như vậy, ông ta nhất định sẽ không hợp tác với Đường Hạo đối phó với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Giờ thì hay rồi, Dương Tiêu là thót, ông ta là cá, thay đổi nhân vật, thực sự rất kinh khủng. Trong bóng tối, Dương Tiêu cười ác độc. Chủ nhà Miyamoto, về ngủ đi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi.
Miyamoto Masao, sợ hãi nước mắt nước mũi chảy lem nhem. Dương Tiêu lại nhìn Đường Hạo bị dọa hồn bay phách lạc. Đường Hạo khó khăn nuốt nước bọt, toàn bộ đầu óc trồng rồng. Anh ta biết Dương Tiêu rất đáng sợ, nhưng anh ta không bao giờ ngờ tới sinh mệnh con người lại như cỏ rác kinh khủng đến mức phi thường. Vẻ mặt Đường Hạo sâu xí nói, Dương Tiêu, sau lưng tôi là Dương Bân Hàn cậu cả nhà họ Dương trông đỡ. Nếu tôi chết, cậu cả nhà họ Dương sẽ không tha cho cậu. Dương Bân Hàn, anh trai cùng cha khác mẹ với tôi. Chậc, Đường Hạo, cảm giác làm ưng khuyến có sướng không? Dương Tiêu chê nhạo. Đường Hạo vô cùng kinh hãi, anh ta biết lần trước Dương Bân Hàn đến Trung Nguyên, ở sân bay Dương Tiêu suýt chút nữa đã đá chết Dương Bân Hàn. Kiểu người siêu tàn nhẫn này, Đường Hạo thật sự sợ hãi, vẻ mặt anh ta tuyệt vọng, Dương Tiêu, rốt. Rốt của cậu muốn thế nào? Tôi muốn thế nào, đơn giản thôi. Nhớ kỹ, lần sau chớ tìm chết. Dương Tiêu vỗ nhẹ vào má Đường Hạo, bóng dáng anh biến mất như ma. Sau khi Dương Tiêu rời đi, Đường Hạo và Miyamoto Masao đều mở to mắt, giống như được miễn tội chết. Bọn họ tưởng Dương Tiêu sẽ giết hai người họ, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại giơ cao đánh khế với họ. Cách đó không xa, Dương Tiêu sờ căm, lạnh nhạt nói, đây là cảnh cáo các người, nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ tự tay giết chết hai người. Nếu không phải hai tên ngốc nhà các người có giá trị, tôi đã khiên hai người đầu rơi xuống đất từ lâu rồi. Ban đầu, Dương Tiêu định giết Đường Hạo và Miyamoto Masao, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Dương Tiêu quyết định làm từ từ, rốt cuộc, Đường Mộc Tuyết còn đang trong giai đoạn lớn mạnh, cùng Đường Hạo và Miyamoto Masao là đối thủ vừa tầm. Nếu Đường Mộc Tuyết vẫn còn nhiều không gian phát triển, đối đầu trực tiếp với những ông lớn trong nước hay những nhân vật nổi tiếng tầm cỡ thế giới, với tâm lý và kinh nghiệm hiện tại của Đường Mộc Tuyết, sẽ không thể chống đỡ được. Vì vậy, trận đấu giữa Đường Mộc Tuyết và Đường Hạo, Miyamoto Masao trong giai đoạn này rất quan trọng. Dương Tiêu chỉ có một mục tiêu cuối cùng, đó là biên bọn Đường Hạo và Miyamoto Masao trở thành bàn đạp để Đường Mộc Tuyết trở thành nữ hoàng kinh doanh. Một khi Đường Mộc Tuyết đánh bại tập đoàn dược phẩm Hào Thiên do bọn Đường Hạo đứng đầu, Dương Tiêu sẽ lập tức diệt Đường Hạo và Miyamoto Masao, tiễn bọn họ về chầu trời. Bây giờ hai người bọn họ vẫn còn có giá trị phát triển rất lớn đối với Đường Mộc Tuyết, nên Dương Tiêu mới có thể nhẫn nhịn không dê bọn họ. Sau tất cả, mọi thứ là để Đường Mộc Tuyết phát triển tốt hơn, hy vọng Đường Mộc Tuyết sẽ trưởng thành càng sớm càng tốt, đạt đến mức không chê vào đâu được. Dương Tiêu biết. Thông qua chuyện tôi nay đã cho Đường Hạo và Miyamoto Masao một cú sốc rất lớn. Tin rằng sự hợp tác giữa hai người sẽ không còn thuận buông xuôi gió nữa. Hai người sẽ càng không dám động tay động chân trong bóng tối với Đường Mộc Tuyết, trừ khi hai người họ không muôn sông nữa. Hai mắt Miyamoto Masao đỏ đẫn, đi rồi. Dương Tiêu đi rồi. Hình như đi rồi, Đường Hạo cũng không thể tin nổi. Thế mà Dương Tiêu không giết họ, lại tha cho họ. Sau khi xác định Dương Tiêu đã rời đi, Miyamoto Masao vội vàng nói, đi, mẹ kiếp, đi mô. Tài xế không chần chừ nữa, vội khởi động xe. Bởi vì xuất phát quá nhanh, bốp một tiếng, Đường Hạo và Miyamoto. Masao chân động mạnh, hai mắt đen lại. Mẹ kiếp, không giảm tốc độ hả? Miyamoto Masao giận dữ hét lên. Sau đó, Miyamoto Masao lấy một điều xì gà trong túi ra ngậm vào. Ông ta lấy một chiếc bật lửa cao cấp, bật lại nhiều lần nhưng không có lửa. Đường Hạo nhanh chóng sờ túi, lấy ra một chiếc bật lửa cho Miyamoto Masao. Hai tay Đường Hạo run rẩy, trong lòng vẫn kinh hãi không thôi. Seto. Đường Hạo hoàn toàn không đốt vào điều xì gà, ngọn lửa lúc bắt lửa quá mạnh, điều xì gà không cháy mà châm lửa đốt tóc của Miyamoto. Đậu phộng. Tóc ông ta bốc cháy, Miyamoto Masao hét lên trong đau đớn. Cháy, dập lửa, Miyamoto Masao vội vàng la lên. Đường Hạo sửng sốt, anh ta cũng không để ý, mở một chai rượu trăng đổ hết lên đầu Miyamoto Masao. Vùi trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, nóc xe cũng bốc cháy. Vốn dĩ rượu này là do, Đường Hạo và Miyamoto Masao chuẩn bị, ăn mừng Dương Tiêu bị giết, Đường Hạo không để ý mà đổ hết rượu lên đầu Miyamoto Masao. Bây giờ thành trò cười lớn, trong màn đêm. Chỉ thấy khói bốc lên từ nóc một chiếc ô tô Mercedes-Benz màu đen, chiếc xe bốc cháy và lao nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Tiêu che mặt, hai tên tượng cắt này làm gì vậy? Tôi đã tha cho hai người, không cần tự thiêu như thế chứ. Tuy nhiên,
Dương Tiêu không có thời gian bận tâm về điều đó. Ám Kim Long Vương, tình huống bên Mộc Tuyết thế nào rồi? Dương Tiêu gọi điện hỏi. Ám Kim Long Vương nhận được điện thoại của Dương Tiêu, kính cẩn nói, điện hạ, trận chiến bên này đã kết thúc. Có tra ra ai đã làm không? Dương Tiêu hỏi. Ám Kim Long Vương lại nói, Phùng Tứ gia, Phùng Sám Trung Nguyên. Phùng Tứ, được rồi, dẫn theo người, đêm nay giết chết lão già này. An trong mắt Dương Tiêu lóe lên sát ý. Đường Hạo và Miyamoto Masao vẫn có giá trị, nhưng Phùng Tứ không cần tồn tại. Tối nay, xuống đao với Phùng Tứ trước. Ở thiện đường Túc Sục Thành, vẻ mặt của Phùng Tứ gia rất ảm đạm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Cường mất liên lạc, Hạng Thiên Bá cũng mất liên lạc, ngay cả Đường Hạo và Miyamoto Masao cũng không liên lạc được, không lẽ tất cả những người này đều bị bọn Dương Tiêu dĩa? Mặt Phùng Tứ gia tái mét. Một tên đàn em thấp giọng nói, Tứ gia đừng nóng vội, có thể là hai bên đang chiến đấu. Chiến đấu, đã lúc nào rồi, đối phó với một thằng phê vật, một con đàn bà tôn công tôn sức như vậy hả? Phùng Tứ gia tức giận nói. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, Phùng Tứ, chúc mừng ông đoán đúng rồi. Tất cả người của ông đều lên đường trước, ông xem ông là ông chủ, có phải đã đến lúc đến địa ngục cùng anh em của mình rồi không? Ai, nghe thấy lời này, Phùng Tứ gia đột nhiên nhíu mày hét lên. Bộp, đột nhiên, cửa phòng họp bị đá tung, ra, bước vào là bóng dáng của Dương Tiêu và bọn Âm Kim Long Vương. Dương Tiêu, nhìn rõ người bước vào, Phùng Tứ gia cho thay đổi sắc mặt. Tên nhóc này chính là Dương Tiêu. Mọi người trong phòng họp đều sửng sốt. Lần này, để đối phó với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, một nhóm người do Phùng Tứ đứng đầu rất quan tâm, phái một số lượng lớn thành viên tinh nhuệ. Ai có thể ngờ rằng Dương Tiêu không những bình an vô sự mà còn tới được tông bộ của họ. Dương Tiêu nhếch mép, đúng vậy, tôi là Dương Tiêu. Xem ra các vị rất kinh ngạc. Thế mà cậu vẫn còn sống. Phùng Tứ gia kinh ngạc hỏi như thể đã nhị, thây ma. Dương Tiêu chế nhạo nói, nếu tôi đinh sự đã chết, vậy trước mắt ông là ai hai? Xác nhận Dương Tiêu thật sự chưa chết, vẻ mặt già nua trải qua nhiều thăng trầm của Phùng Tứ gia đột nhiên vô cùng ảm đạm, con người co rút, toàn thân bốc lên sát khí mãnh liệt. Cậu chưa chết, bọn Hạng Thiên Bá đâu? Phùng Tứ gia hỏi. Lúc này trong đầu ông ta hiện lên vô số câu hỏi, chẳng lẽ Dương Tiêu có khứu giác nhạy bén, bị Dương Tiêu đánh chạy trồn? Dương Tiêu cười nhẹ, không phải đã nói rồi còn gì. Vừa nãy ông cũng đoán được, toàn bộ người của ông đều chết trong tay tôi. Cái gì, tất cả đều đã chết? Phùng Tứ gia đặc biệt kinh hãi. Một đám người cấp cao tại hiện trường nhìn nhau, bọn họ không thể tin được những gì Dương Tiêu nói. Tất cả bọn họ đều đã chết, làm sao có thể, chúng ta đã huy động gần 200 người, tất cả đều là tỉnh Anh, làm sao lại xảy ra chuyện? Đúng thế, ngay cả Hạng Thiên Bá cũng đích thân tấn công. Chẳng lẽ Hạng Thiên Bá còn không xử lý được tên phế vật trước mặt này? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chắc chắn tên nhóc này đã chạy trốn rồi. Lần này để đối phó với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, họ đã huy động một số lượng lớn tỉnh Anh, nhất định phải giết được Dương Tiêu và bắt được Đường Mộc Tuyết. Nhiều người có kỹ năng giỏi như thế, làm sao bọn Dương Tiêu có thể xử lý tất cả bọn họ dễ như trở bàn tay được? Nhìn đám người có vẻ mặt không thể tin nổi, Dương Tiêu nghiền ngâm nói. Không tin. Được rồi, các người động não nghĩ đi, chúng tôi bước vào đây như thế nào? Ha ha, Ám Kim Long Vương cười âm u. Người thầy mùi máu tanh nồng nặc trên người bọn Ám Kim Long Vương, Phùng Tứ gia không khỏi trợn to hai mắt, chẳng lẽ toàn bộ người của tôi đã thật sự rơi vào tay các người? Nếu không thì sao? Dương Tiêu cười giễu cợt. Vẻ mặt của Phùng Tứ gia đột nhiên trở nên vô cùng xấu xí, thiên đường Túc Dục Thành này là hang ổ của ông ta. Bên ngoài bổ trí những nhân lực giỏi. Bây giờ Dương Tiêu dẫn mọi người vào phòng họp, phần lớn những người ở bên ngoài đã bị bọn Dương Tiêu giải quyết. Một tên cao to vạm vỡ nói với Phùng Tứ gia, sợ cái gì? Chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn chó gà bản địa này? Đúng vậy, Tứ gia, một lũ rác rưởi, cho dù bọn Hạng Thiên Bá cũng không xử lý bác, Dương Tiêu, bọn họ chủ động đưa tới cửa, chúng ta vẫn giết bọn họ như chó như gà thôi. Một người cao to vạm vỡ khác lạnh lùng nói. Tổng cộng có 10, 20 người trong phòng họp, tất cả đều là lãnh đạo cấp cao do Phùng Tứ gia đứng đầu. Có nhiều người ủng hộ như vậy, Phùng Tứ gia cũng không sợ, ánh mắt hơi lạnh, hừ. Dương Tiêu, thiên đường có đường cậu không đi, địa ngục không lôi cậu lại tự tìm tói.
Lên, xử lý bọn họ. Xử lý bọn họ, một người cao to vạm vỡ rút dao pha từ rưỡi bàn lên, tức giận xông lên chém giết Dương Tiêu. Giết, hai. Trong tích tắc, 10, 20 tên cao to vạm vỡ lần lượt trang bị dao xông lên chém giết Dương Tiêu. Dương Tiêu thờ ơ bình tĩnh, nhìn đám người đang lao tới. Lúc này, Dương Tiêu là người đứng đầu, phía sau anh là Ám Kim Long Vương và 6 người mặc đồ đen. Nhìn thấy Dương Tiêu không động, ánh mắt Phùng Tứ bùng phát, diệt, giết cho tôi, giữ hết bọn họ cho tôi. Giết, 10, 20 người lập tức quét qua. Tất cả đều có hiệu quả chiến đấu phi thường, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị, muốn giết chết Dương Tiêu ngay tại chỗ. Vèo 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 on ngay lúc những người này chuẩn bị xông tới trước mặt Dương Tiêu, ánh mắt của 6 người áo đen phía sau Dương Tiêu hơi lạnh, kiếm dài trong tay phóng ra như sao băng. Im lặng. Ngay sau đó, toàn bộ phòng họp không có gì khác ngoài yên tĩnh. Tất cả thân thể của 10, 20 tên cao to vạm vỡ đều đông cứng tại chỗ, rơi vào trạng thái hóa đá. Phùng Tứ ra điên cuồng hét lên, ngây ra đó làm gì? Giết, giết cho tôi, dê bọn họ ném cho chó ăn. Phỉ Chi một người gục ngã. Phịch 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 phịch. Giây tiếp theo, tất cả ánh mắt của 10, 20 tên cao to vạm vỡ đều mất đi ánh sáng, rụt cô lại, thân thể ngã xuống đất. Cái gì, nhìn thấy tất cả thuộc hạ của mình đã chết, Phùng Tứ gia bị dọa sợ suýt hồn bay bánh lạc. Vừa nãy ông ta không nhìn thấy 6 người mặc đồ đen phía sau Dương Tiêu ra tay như thế nào, toàn bộ thuộc hạ ưu tú của ông ta đều đã chết. Kinh khủng, cảnh tượng trước mắt thực sự quá kinh khủng. Phùng Tứ gia không hề hay biết 6 người này đều là cao thủ hàng đầu trong Long Môn. Bọn họ đều là những nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt, chỉ cần để bọn họ ra tay cũng đủ chấn động toàn bộ quốc tê. Nhìn Phùng Tứ gia bị dọa không nhẹ, Dương Tiêu giễu cợt nói, úi ngại quá, trong toàn bộ phòng họp này chỉ còn lại một mình ông. Dết, sốt của cậu là người hay ma? Phùng Tứ gia sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Trong vòng chưa đầy một giây, 6 người mặc đồ đen đã giết chết 10, 20 tên thuộc hạ của ông ta. Những người này là quỷ hả? Dương Tiêu nở nụ cười vô hại, Phùng Tứ, cho ông cơ hội tấn công tôi, nếu không, ngay cả cơ hội ra tay ông cũng không có đâu. Tôi, Phùng Tứ gia kinh hãi nhìn chằm Dương Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỳ mãnh liệt. Nhìn Dương Tiêu, Phùng Tứ gia chỉ cảm thấy da đầu, tê dại, toàn thân nổi da gà. Ông ta hiểu sâu sắc, Dương Tiêu không nói đùa với ông ta. Nếu ông ta không ra tay, không cần Dương Tiêu tự mình làm, chỉ cần một người mặc đồ đen đứng sau lưng Dương Tiêu đủ đưa ông ta xuống hoàng tuyền rồi. Dương Tiêu cười nhạt, tốt xấu gì cũng là ông trùm đứng đầu Trung Nguyên, không lẽ ngay cả can đảm tấn công tôi cũng không có. Phùng Tứ, ông thật sự làm tôi thất vọng. Vẻ mặt của Dương Tiêu nhân hậu, nhưng trong lòng Dương Tiêu lại tràn đầy sát khí. Đường Hạo và Miyamoto Masao hiện là doanh nhân lớn, có trợ giúp cho Đường Mộc Tuyết và còn có giá trị lợi dụng. Nhưng Phùng Tứ gia là ông trùm xã hội, không có giá trị gì cả, trực tiếp giết ông ta tránh đêm dài lắm mộng. Dương Tiêu, cậu thật sự cho rằng mình bất khả chiến bại hả? Cậu thật sự cho rằng Phùng Tứ này là quả hông mềm hả? Phùng Tứ nghiên răng nghiền lợi, từ từ lây một con đao đường từ dưới bàn làm việc. Dương Tiêu kinh ngạc, đao đường. Hơi thú vị đầy. Dương Tiêu, cậu chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đế Đô. Chỉ dựa vào cậu hoàn toàn không có tư cách đấu với tôi. Nói cho cậu biết, về mặt hiệu PS chiến đầu, ngay cả Long Ngũ cũng có thể không phải là đối thủ của tôi. Phùng Tứ rút đao, hai tay nắm chặt, nhắm thẳng vào, Dương Tiêu, sát khí bắn tung tóe khắp nơi. Dương Tiêu giễu cợt, Long Ngũ đại ca cũng không phải là đối thủ của ông. Phùng Tứ, có phải ông đã đánh giá cao bản thân mình quá không? Dương Tiêu biết rất rõ sức chiến đấu của Long Ngũ, lúc trước bị thương nặng mà vẫn một đao xử lý Vương Thiên Long một trong ba ông trùm. Điều này đủ cho thấy sức chiến đấu của Long Ngũ đáng sợ như thế nào. Hừ, chỉ một mình cậu, Phùng Tứ này nhất định có thể khiến cậu rơi vào lưới đao. Vẻ mặt Phùng Tứ tràn đầy tự tin. Dương Tiêu bình tĩnh nói xong chưa? SN có ý gì? Phùng Tứ cảnh giác ỏi Dương Tiêu giễu cọt, tôi không có thói quen nghe người khác đánh giám. Nếu ông đã đánh xong, vậy cũng không còn sớm nữa, lên đường sớm đi. Hỗn láo, danh con, dám có gan thô lỗ với tôi. Nghe vậy, Phùng Tứ vô cùng tức giận, thân hình như một mũi tên rời dây cung bắn về phía Dương Tiêu, đao đường trong tay vung lên, hung hãn rơi về phía Dương Tiêu. Nhìn thấy Phùng Tứ nhanh như vậy, Dương Tiêu rất kinh ngạc,
Không thể không nói, mặc dù Phùng Tứ đã có tuổi nhưng kỹ năng rất giỏi, bảo đao cũng chưa già. Nếu đơn giản đấu với Long Ngũ, e rằng thắng bại thật sự là 5 năm. Danh con, xuống địa ngục đi. Phùng Tứ lập tức vọt lên, đao đường trong tay ông ta hóa thành bóng mờ, hung hăng chém về phía đầu của Dương Tiêu. Mặt Dương Tiêu không hề có gợn sóng, thờ ơ nói, thật không? Vẻ on khi đao đường còn cách Dương Tiêu chưa tới 1 cm, tay phải của Dương Tiêu bắt lấy kiếm dài trong tay của người mặc đồ đen bên cạnh như sao băng. Thanh kiếm dài được Dương Tiêu nắm chặt, lập tức hóa thành ánh sáng lạnh vút về phía Phùng Tứ. Chết đi, Phùng Tứ ra tức giận gầm lên. Ánh mắt ông ta âm hiểm, vẻ mặt kiêu ngạo không hề khuất phục, muốn giết chết Dương Tiêu chỉ bằng một nhát đao đường. Đao đường nhanh, nhưng kiếm dài của Dương Tiêu còn nhanh hơn. Phập một tiếng, vào lúc này thế giới dường như đã dùng lại. Răng rắc. Đột nhiên, đạo đường nứt gáy từ trong, hai mắt Phùng Tứ ra mở to, một dòng chảy nóng ẩm phụt ra từ cổ, vẻ mặt ông ta co giật khẽ, cả người buồn bã ngã xuống đất. Cho đến chết, ông ta cũng không biết Dương Tiêu dùng kiếm khi nào. Dương Tiêu rút kiếm dài lại, ánh mắt lạnh nhạt nói, tự tạo nghiệt thì không thể sống, có gan nhắm vào Bê Tuyết nhà tôi, chính là chê sông Âu. Đường Mộc Tuyết luôn là miếng thịt trên người Dương Tiêu, người nào đụng hòn đó chết. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết còn mang thai đứa con của Dương Tiêu. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến Đường Mộc Tuyết, khóe miệng Dương Tiêu không khỏi hơi kéo lên, dâng lên nụ cười hạnh phúc. Điện hạ, chàng trai tên Long Ngũ kia là một cây giống tốt, nếu dốc lòng bồi dưỡng, trong tương lai nhất định sẽ trở thành cánh tay phải của điện hạ. Ám Kim Long Vương thấp giọng nói. Dương Tiêu ngạc nhiên nhìn về phía Ám Kim Long Vương, ông dao động. Điện hạ, nếu Long Ngũ nhận tôi làm thầy, tương lai thành tựu của Long Ngũ sẽ cao hơn chứ không thấp hơn tôi. Ám Kim Long Vương lại nói. Ồ, hai Dương Tiêu khá ngạc nhiên. Anh đã biết hiệu quả chiến đấu của Long Ngũ phi thường từ lâu, nhưng Dương Tiêu chưa bao giờ ngờ tới. Ám Kim Long Vương một trong tứ đại nguyên lão của Long Môn lại nhận xét như vậy. Rốt cuộc, bên trong tuyệt thế Long Môn, ngoài Long Chủ, người có sức chiến tên mạnh nhát không gì bằng tứ đại Long Vương. Nói trắng ra, hiệu quả chiến đấu của Ám Kim Long Vương chắc chắn cao hơn Dương Tiêu. Từ khi Dương Tiêu kê thừa chức Long Chủ, anh chưa từng tới tuyệt thế Long Môn, cũng chưa từng giao tiếp với người trong tuyệt thế Long Môn. Lần đầu gặp Ám Kim Long Vương, Dương Tiêu đã ngửi thấy cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ từ trên người Ám Kim Long Vương. Anh hiểu sâu sắc, huyệt thế Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, tứ đại Long Vương tuyệt đối có sức chiến đấu mạnh, chỉ giỏi hơn anh chứ không kém. Nếu không, tuyệt thế Long Môn thật sự quá thấp kém. Ám Kim Long Vương cung kính nói, điện hạ, tôi có ý định nhận Long Ngũ làm học trò. Không biết điện hạ có bằng lòng không? Long Ngũ là bạn của Dương Tiêu, Ám Kim Long Vương cần phải xin chỉ thị của Dương Tiêu. Vừa nãy nhìn thấy Long Ngũ một địch 100, Ám Kim Long Vương cũng phải sửng sốt, cây rồng tốt như Long Ngũ quả thật là trăm năm khó gặp. Chuyện này cứ từ từ trước đi, không? Vội, khi nào có thời gian tôi sẽ nói lại ý của ông với Long Ngũ đại ca. Dương Tiêu thấp giọng nói. Ám Kim Long Vương bắt lực gật đầu, vâng, điện hại. Phùng Tứ đã chết, chúng ta rút thôi. Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Ám Kim Long Vương muốn nhận Long Ngũ làm học trò. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Dương Tiêu. Căn cứ vào tình hình hiện tại của Long Ngũ, muốn bái Ám Kim Long Vương làm thầy thì hơn nửa là không có khả năng. Thứ nhất, Long Ngũ hiện đang trong thời kỳ phát triển, thân là tông giám đốc của tập đoàn Tuyết Tiêu hoàn toàn không rút ra được. Thứ hai, Đường Vận đang mang thai, Long Ngũ sắp làm cha, để anh ấy đi theo Âm Kim Long Vương rèn luyện vất vả, chắc chắn Long Ngũ sẽ không đồng ý. Quan trọng nhất là Dương Tiêu có những ý tưởng ích kỷ riêng. Đó là, 10 năm trước Long Ngũ là xã hội đen thống trị Trung Nguyên, khó khăn lắm khi ác trên người anh ấy mới tiêu tan, Dương Tiêu không muốn Long Ngũ lại nhuốm máu giang hồ nữa. Hơn nữa, Đường Vận không muốn Long Ngũ phải xông cuộc xông chém dê môi ngày, Dương Tiêu cũng không muốn Long Ngũ dính vào những tranh chấp thế tục. Tập đoàn Tuyết Tiêu là một nền tảng tốt, Dương Tiêu hy vọng Long Ngũ sẽ phát triển nhanh chóng trong tập đoàn Tuyết Tiêu, trở thành một thế hệ kinh doanh khổng lồ. Anh em của anh không cần thiết phải vướng vào tranh chấp giang hà. Anh em của anh, để anh bảo vệ một đời. Sau khi rời Thiên Đường Túc Dục Thành, Dương Tiêu gọi điện cho Lý Thần Chiến, Phùng Tứ đã chết, hãy nuốt trọn lực lượng của Phùng SIUP thống trị Trung Nguyên. Vâng, điện hại Lý Thần Chiến cung kính nói. Sau khi loại bỏ Phùng Tứ, Dương Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
anh biết những sát thủ mà Đường Hạo có thể phải tới chủ yếu là người của Phùng Tứ. Phùng Tứ đã chết, Đường Hạo lại muốn dùng thủ đoạn nhỏ nhặt sẽ không dễ dàng nữa. Trở về nhà, Long Ngũ và Đường Mộc Tuyết đang ngồi trong phòng khách. Nhìn thấy Dương Tiêu trở về, Long Ngũ cười to, em dâu, tôi đã nói rồi mà, Dương Tiêu nhất định sẽ không sao. Em nhìn đi, này là không sao đúng không? Không xảy ra chuyện gì bất ngờ đâu chứ. Thầy Dương Tiêu trở về Tà Mộc Tuyết bước tới quan tâm ỏi. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp tràn đầy dịu dàng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu dịu dàng nói, anh không sao, Mộc Tuyết, vừa nãy em bị sợ không nhẹ đúng không? Em không siêu gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết vẫn hơi tái nhọt. Nói thật, Đường Mộc Tuyết vẫn còn vương vân về hình ảnh vừa nãy, cô thực sự sợ hãi. Lần đầu tiên, Đường Mộc Tuyết sống lâu như vậy, thật sự là lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo đẫm máu như vậy. Cô chỉ thấy những cảnh tượng như thế này trong các bộ phim cổ trang Hong Kong, ai mà biết được chuyện này lại xảy ra trong thực tế. Dương Tiêu hiểu rõ chắc chắn hôm nay Đường Mộc Tuyết bị sợ không nhẹ, nhưng Dương Tiêu sẽ không quá lo lắng về Đường Mộc SS bởi vì đây là một trải nghiệm tốt cho Đường Mộc Tuyết. Dương Tiêu có trực giác, đây mới chỉ là bắt dâu, sau này Đường Mộc Tuyết sẽ càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Sự nổi lên của mọi nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đều được xây dựng trên vô số bộ xương. Dương Tiêu thấp giọng nói, Mộc Tuyết, những gì em nhìn thấy đêm nay chỉ là phân nổi của tảng băng trôi, sau này sẽ còn kinh khủng hơn thế này, em cần phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Vâng, Đường Mộc Tuyết khẽ cắn răng, nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng sụp đổ. Cô cũng hiểu được đằng sau sự vươn lên của một gia đình lớn, không biết đằng sau đó đã nhuộm bao nhiêu giọt máu. Không có bất kỳ nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới hay bất kỳ tập đoàn đa quốc gia nào có thể thanh nhã vươn lên. Để trở thành Đường Mộc Tuyết mạnh nhất trái đất, nhất định phải trải qua rất rất nhiều. Nhìn thấy nỗi sợ hãi kéo dài của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu thầm vui mừng, may mắn anh không giết Đường Bao và Miyamoto Masao. Nếu hai tên, này chết, để Đường Mộc Tuyết đối đầu với một đối thủ mạnh hơn, e rằng Đường, Mộc Tuyết cũng không cách nào chống đỡ được. Rốt cuộc, nó cũng giống như chơi một trò chơi. Thậm chí bạn còn không vượt qua được cấp độ đầu tiên đã muốn đánh boss của cấp độ 10, chẳng phải sẽ nhàm chán sao? Tâm thái, điều quan trọng nhất là tâm thái. Hành trình tương lai của Đường Mộc Tuyết là sao trời biển rộng, bây giờ cần phải có thời gian phát triển. Dương Tiêu tin một ngày nào đó Đường Mộc Tuyết chắc chắn sẽ làm mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà anh, sẽ đồng hành với sự lớn mạnh không ngừng của Đường Mộc Tuyết. Long Ngũ cao giọng ho khan một tiếng, e hèm. Hai người đừng anh em nữa. Tôi đã đưa em dâu bình an vô sự về tới nhà, đã muộn, tôi cũng nên trở về với vận vận nhà tôi rồi. Long Ngũ đại ca, đêm nay vất vả rồi. Dương Tiêu cười nhẹ. Đường Hao hít sâu một hơi, cúi đầu nói, xin lỗi cậu lớn, tôi biết lỗi rồi. Đường Hạo không phải kẻ ngốc, anh ta biết cho dù có giải thích thế nào Dương Bân Hàn cũng sẽ không tin. Vì thế, tốt hơn hết là nên chủ động thừa nhận mình sai. Chờ mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ khiến Dương Bân Hàn này quỳ gối trước mặt mình cúi đầu nịnh bợ mình. Phế vật, liên lạc với Dương Tiêu cho tôi. Dương Bân Hàn giận dữ mắng. Đường Hạo không dám do dự, bảo sao nghe vậy giúp Dương Bân Hàn liên do đến số của Đường Mộc Tuyết. Trở lại phòng, Đường Mộc Tuyết nhìn thấy cuộc gọi video, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tiêu vừa mới tắm rửa xong, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết sao vậy? Đường Hạo gọi video, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu nói. Dương Tiêu ngạc nhiên, Đường Hạo gọi video, tên này nửa đêm nửa hôm không ngủ còn muốn làm gì. Vừa nãy ở trên xe Đường Hạo bị mình dọa sợ đến mức tè ra quần, lúc này Đường Hạo không nên có ý định quấy rầy Đường Mộc Tuyết. Nếu có chuyện, nhất định có quỷ, Dương Tiêu biết chắc hẳn không phải Đường Hạo tìm Đường Mộc Tuyết. Em cũng không biết, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết hoàn toàn bôi rồi. Mặc dù cô và Đường Hạo đã xé rách ra mặt hoàn toàn, nữ Đường Mộc Tuyết vẫn chưa xóa thông tin liên lạc của Đường Hạo. Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, có lẽ anh biết là ai tìm, em dịch ra một chút đi. Vâng, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng dịch sang một bên. Dương Tiêu bật video, bên kia video là Dương Bân Hàn với nụ cười âm u trên môi. Dương Tiêu, xem ra cuộc sống của cậu khá thoải mái nhỉ. Dương Bân Hàn nói vẻ mặt nhăn nhó. Dương Tiêu diêu cọt. Hóa ra là anh cả tốt của tôi sao, cú đá lần trước ở sân bay anh vẫn chữa chết à?
Ô Không Uy bị Dương Tiêu trêu chọc, Dương Bân Hàn gần như nổ tung tại chỗ. Vì cú đá ở sân bay của Dương Tiêu, mà gần như muôn lây cái mạng già của Dương Bân Hàn. Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng Dương Bân Hàn đã hồn bay phách tán. Tốt tốt tốt, Dương Tiêu, mẹ kiếp cậu giỏi lắm, tôi nhớ cái cú đá đó. Khi tôi trở về, tôi sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cú đá đó. Dương Bân Hàn hung ác nói. Dương Tiêu diêu cợt, Dương Bân Hàn, tặng anh một câu, lời nói đừng nói quá hoàn hảo, nếu không rất dễ bị vả mặt. Hừ, đến lúc đó ai bị vả mặt còn chưa chắc đâu, Dương Bân Hàn u ám nói. Đường Hao hít sâu một hơi, cúi đầu nói, xin lỗi cậu lớn, tôi biết lỗi rồi. Đường Hạo không phải kẻ ngốc, anh ta biết cho dù có giải thích thế nào Dương Bân Hàn cũng sẽ không tin. Vì thế, tốt hơn hết là nên chủ động thừa nhận mình sai. Chờ mình trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định sẽ khiến Dương Bân Hàn này quỳ gối trước mặt mình cúi đầu nịnh bợ mình. Phế vật, liên lạc với Dương Tiêu cho tôi. Dương Bân Hàn giận dữ mắng. Đường Hạo không dám do dự, bảo sao nghe vậy giúp Dương Bân Hàn liên do đến số của Đường Mộc Tuyết. Trở lại phòng, Đường Mộc Tuyết nhìn thấy cuộc gọi video, trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Tiểu vừa mới tắm rửa xong, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết sao vậy? Đường Hạo gọi video, Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu nói. Dương Tiêu ngạc nhiên, Đường Hạo gọi video, tên này nửa đêm nửa hôm không ngủ còn muốn làm gì? Vừa nãy ở trên xe Đường Hạo bị mình dọa sợ đến mức tè ra quần. Lúc này Đường Hạo không nên có ý định quấy rầy Đường Mộc Tuyết. Nếu có chuyện, nhất định có quỷ, Dương Tiêu biết chắc hẳn không phải Đường Hạo tìm Đường Mộc Tuyết. Em cũng không biết, gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết hoàn toàn bôi rồi. Mặc dù cô và Đường Hạo đã xé rách ra mặt hoàn toàn, nữ Đường Mộc Tuyết vẫn chưa xóa thông tin liên lạc của Đường Hạo. Dương Tiêu nói với Đường Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, có lẽ anh biết là ai tìm, em dịch ra một chút đi. Vâng. Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng dịch sang một bên. Dương Tiêu bật video, bên kia video là Dương Bân Hàn với nụ cười âm u trên môi. Dương Tiêu, xem ra cuộc sống của cậu khá thoải mái nhỉ. Dương Bân Hàn nói vẻ mặt nhăn nhó. Dương Tiêu diêu cọt, hóa ra là anh cả tốt của tôi sao, cú đá lần trước ở sân bay anh vẫn chữa chết à. Ô Không Uy bị Dương Tiêu trêu chọc, Dương Bân Hàn gần như nổ tung tại chỗ. Vì cú đá ở sân bay của Dương Tiêu, mà gần như muôn lây cái mạng già của Dương Bân Hàn. Nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng Dương Bân Hàn đã hồn bay phách tán. Tốt tốt tốt, Dương Tiêu, mẹ kiếp cậu giỏi lắm, tôi nhớ cái cú đá đó. Khi tôi trở về, tôi sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cú đá đó. Dương Bân Hàn hung ác nói. Dương Tiêu diêu cợt, Dương Bân Hàn, tặng anh một câu, lời nói đừng nói quá hoàn hảo, nếu không rất dễ bị vả mặt. Hừ, đến lúc đó ai bị vả mặt còn chưa chắc đâu, Dương Bân Hàn u ám nói. Dương Tiêu nhún vai, Dương Bân Hàn, tôi không có thời gian nói nhảm với anh, có gì thì nói thẳng đi. Thấy Dương Tiêu trực tiếp như vậy, Dương Bân Hàn cũng không lấp liếm, vẻ mặt dữ tợn nói, Dương Tiêu, không phải cậu vẫn luôn muốn đường đường chính chính lấy lại mọi thứ thuộc về mình sao? 20 ngày nữa, tôi sẽ trở về Đế Đô. Nếu cậu không phải kẻ nhát gan thì chờ tôi trở về. 20 ngày, Dương Tiêu cười lắc đầu. Dương Bân Hàn, anh thật sự cho rằng tôi nhớ thương vị trí người thừa kế tương lai của nhà họ Dương ở Đế Đô sao? Nếu là như thế thì anh thật sự nực cười. Anh hiểu ý của Dương Bân Hàn khi gọi cuộc gọi video này, không gì khác ngoài việc trì hoãn thời gian, ngăn mình trở về Đế Đô sớm. Dương Tiêu đã biết Dương Bân Hàn đang dần dần không được bà cụ ở Đế Đô yêu ái yêu chiêu nữa, Dương Bân Hàn sợ mình về Đế Đô nắm quyền. Nhưng chuyện nắm giữ quyền lực này, Dương Tiêu thật sự quan tâm sao? Anh là ai? Thế nhưng, anh Dương Tiêu là thần chết, anh Dương Tiêu là long chủ tối cao, lẽ nào lại quan tâm đến địa vị người thừa kế của nhà họ Dương ở Đế Đô? Sở dĩ Dương Tiêu muốn trở về Đế Đô là khiến những kẻ đã đuổi anh hồi đó phải cúi đầu nịnh bợ anh, đồng thời khiến những kẻ sỉ nhục, xúc phạm mẹ anh phải ăn năn sâu sắc. Mục đích của anh, chỉ như thế không hơn không kém. Có giỏi thì chờ tôi trở về. Dương Bân Hàn lại quát. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh nhạt nói, 20 ngày, đúng không? Được. Tôi cho anh 20 ngày, 20 ngày nữa chúng ta gặp nhau ở Đế Đô. Dương Bân Hàn, lần này trở về, tất cả những người hãm hại tôi hồi đó,
tất cả những kẻ xúc phạm mẹ tôi hồi đó, đã đến lúc tính sổ với các người. Tính sổ, nực cười, Dương Thiêu, 20 ngày nữa cậu dám trở về Đế Đô, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Dương Bân Hàn cười giữ tọn. Dương Thiêu nhẹ nhàng nói, vậy thì chờ xem, Dương Bân Hàn, chúc anh sống lâu. Nguyễn rủa tôi chết sớm hả? Hừ. Đến lúc đó, xem ai trong chúng ta sẽ chết trước. Đôi mắt của Dương Bân Hàn lóe lên sát khí, anh ta cúp cuộc gọi video với vẻ căm hận. Sau khi kết thúc video, Đường Mộc Tuyết lo lắng nói, Dương Thiêu, 20 ngày nữa anh thật sự sẽ trở về Đế Đô à? Mộc Tuyết yên tâm, không hoàn toàn nắm chắc anh sẽ không dễ dàng đặt chân lên đường về nhà. Anh phải đích thân lây lại những thứ đã mất. Đêm đã khuya rồi, Mộc Tuyết nên ngủ sớm thôi. Dương Thiêu dịu dàng nói. Nhìn vẻ kiên nghị trong mắt Dương Thiêu, Đường Mộc Tuyết tự nhiên không ngăn cản. Cô biết đây là cuộc chiến giữa Dương Thiêu và Dương Bân Hàn. Cuộc chiến này, đã đến lúc phải có hồi kết cuối cùng, không ai có thể ngăn cản được. Ngày hôm sau khi Dương Thiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến tập đoàn Tuyết Thiêu, anh nhận được một cuộc gọi. Dương Thiêu liếc nhìn tên người gọi, kinh ngạc nói, Cung Linh Nhi. Cô gái này lại làm sao vậy? Dương Thiêu, chào buổi sáng. Vừa kết nôi, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghịch ngợm của Cung Linh Nhi. Dương Thiêu dở khóc dở cười hỏi, sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi nhất định không phải. Hỏi thăm tôi, nói đi, cô lại gây ra rắc rối gì? Ngay sau đó, Cung Linh Nhi ở đầu bên kia căn răng, giọng nói vô cùng ngượng ngùng. Dương Thiêu, không, không lẽ anh khòng muốn xem thử âm đạo của tôi? Âm nhạc. Phụt. Dương Thiêu vừa lên xe uống một ngụm nước, nghe thấy giọng nói ST, ngùng của Cung Linh Nhi lập tức phọt nước. Gì, không muốn xem thử âm đạo? Mặt mo của Dương Thiêu cứng lại, đây không phải chuyện rất lâu rồi sao? Tại sao cô gái này lại đem chuyện cũ ra nhắc lại? Nghĩ đến lúc trước ngày nào Cung Linh Nhi cũng tìm mình nói muôn thưởng thức âm nhạc, không cần nói Dương Thiêu buồn bực đến mức nào. Vốn dĩ, Dương Thiêu nghĩ câu chuyện này đã được bỏ qua hoàn toàn, ai dè sáng nay Cung Linh Nhi lại đề cập đến nó. Cung Linh Nhi nhận ra Dương Thiêu đã mất kiểm soát, cô cắn răng, Dương Thiêu, không lẽ anh không muốn xem thử âm đạo của tôi đến thế sao? Âm đạo của tôi rất sâu. Dừng lại, sau này làm ơn hãy nói những lời dừng để người khác nghĩ nhiều. Sau này hãy đổi âm đạo thành trình độ âm nhạc, đổi âm đạo rất sâu thành trình độ âm nhạc rất sâu. Cô thế này sẽ làm tôi nghi ngờ cô đang lái xe, chỉ là tôi không có chứng cứ mà thôi. Dương Thiêu đặc biệt hãng giọng. Anh không biết xấu hổ. Cung Linh Nhi nghe thầy thế vô cùng xấu hổ. Thế mà anh chàng này lại nghĩ mình đang lái xe, sâu hổ chê mật. Dương Thiêu lại uống một ngụm nước, bình tĩnh lại tâm trạng, cô gái, nhớ kỹ, sau này đừng liêu lĩnh như vậy. Dương Thiêu, tôi còn là trẻ con, anh như vậy thật sự tốt à? Cung Linh Nhi xấu hổ không thôi. Dương Thiêu trêu ghẹo, cô còn là trẻ con, cô còn nhỏ. Đúng thế, tôi vừa mới trưởng thành. Cung Linh Nhi tức giận nói. Dương Thiêu cũng không muốn nói nhiều với Cung Linh Nhi, anh đi thẳng vào chủ đề, được rồi, tôi đang lái xe, không nói với cô nhiều được, có gì thì nói IMNG đi. Lái xe gì, kiểu tay lão làng bần bần kia à? Cung Linh Nhi tinh nghịch đùa giỡn. Dương Thiêu nghe xong mặt đen lại, nghiêm túc, lát nữa tôi còn có chuyện phải làm. Được rồi, vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Tối nay tôi tổ chức một buổi hòa nhạc ở Trung Nguyên. Tôi định nhờ anh giúp đỡ, anh xem có được không? Cung Linh Nhi rất mong đợi. Dương Thiêu kinh ngạc, buổi hòa nhạc, cô tổ chức buổi hòa nhạc, cô không nói nhầm chứ? Dương Thiêu biết Cung Linh Nhi là một cô gái có tài năng về âm nhạc. Một nhân vật hàng đầu trong thế hệ âm nhạc mới ở trong nước, hầu như không ai là đối thủ của Cung Linh Nhi. Nhưng trong ấn tượng của Dương Thiêu, tổ chức một buổi hòa nhạc, ít nhất cũng phải là thần tượng của công chúng chứ nhỉ. Cung Linh Nhi thật sự khá tài năng, có tầm ảnh hưởng tương đối cao trong giới, nhưng việc tổ chức buổi hòa nhạc không phải trò đùa. Một buổi hòa nhạc cần ít nhất vài nghìn khán giả chứ nhỉ. Nhiều khán giả như thế từ đâu ra? Nếu Tô Thiên Lung tìm mình, Dương Thiêu cũng sẽ không ngạc nhiên. Dù sao Tô Thiên Lung cũng là thân hậu trẻ tuổi châu Á, có độ nổi tiếng rất cao ở trong nước. Không nhằm, Cung Linh Nhi nói nghiêm túc. Dương Thiêu xoa đầu hỏi, cô biết một buổi hòa nhạc cần bao nhiêu chi phí, cần bao nhiêu người không? Đầu tiên, cô lấy độ nổi tiếng ở đâu? Thứ hai, buổi hòa nhạc có bao nhiêu chỗ? Vé của cô đã bán hết chưa? Cô sẽ không dựa vào thân phận cô chủ của gia tộc mạnh nhất Trung Nguyên ép người khác đến xem buổi hòa nhạc của mình đâu đầy chứ?
bị Dương Tiêu chất vấn, thân thể mềm mại của Cung Linh Nhi cứng đờ, cả người như muốn nổ tung. Dương Tiêu, anh cố ý chọc giận tôi hả? Nhà anh không có kết nối mạng à? Thế mà anh không biết tôi nổi tiếng N mạng hả? Nghe được tiếng hét giận dữ của Cũ Linh Nhi, Dương Tiêu nhíu mày, cô tắt nổi tiếng. Chẳng lẽ tôi không nổi? Cung Linh Nhi hỏi. Im lặng, cả khung cảnh bỗng chốc chìm vào im lặng sâu lắng. Dương Tiêu bối rồi, Cung Linh Nhi này thật sự rất nổi à? Có mức độ phổ biến cao trên mạng. Chưa kể, Dương Tiêu thường không để ý đến bất cứ thứ gì trên mạng. Điều mà hàng ngày anh làm nhiều nhất là đắm chìm trong tâm trí, liên tục khôi phục thực lực, sau đó luyện tâm pháp tối cao của Long Môn, chỉ vậy thôi. Cung Linh Nhi tức giận, cô hỏi lại, anh không thường xem bê chạm, đâu anh, quay sâu các kiểu đâu à? Không xem, Dương Tiêu nói thẳng. Cung Linh Nhi hoàn toàn không nói nên lời, cô thật sự bị Dương Tiêu đánh bại. Thời buổi này, không biết có bao nhiêu người trẻ tuổi xem đâu anh, quay sâu. Coi như không chịu nổi thì anh có thể lướt Bilibili có được không? Mà, anh chàng Dương Tiêu này thậm chí còn không xem bất cứ thứ gì, điều này khiến Cung Linh Nhi rất suy sụp. Cung Linh Nhi cảm thấy tẻ nhạt một lúc, rồi cô trịnh trọng nói, tối nay, tòa nhà Trung Nguyên, tôi chờ anh ở đây. Không được quên, giữa lúc nghỉ tôi phải thấy anh, nếu anh dám không tới, tôi sẽ nói cho chị Mộc Tuyết là anh bắt nạt tôi. Rồi, tôi biết rồi, Dương Tiêu rất không nói nên lời. Sau khi cúp điện thoại, Dương Tiêu mang theo sự tò mò tải mây ứng dụng truyền thông mới như Douyin, Kuaishou, Weibo vệ máy. Bấm tìm kiếm tên Cung Linh Nhi, Dương Tiêu đã rất kinh ngạc. Thấy Cung Linh Nhi có 20 triệu người theo dõi trên Douyin, gần 20 triệu người ở Kuaishou, hơn chục triệu người theo dõi trên Weibo, ít nhất 1 triệu người trên các trang mạng xã hội mới khác. Dương Tiêu sững sờ, má, con nhóc này nổi tiếng như vậy. Trong 5 năm ở rễ, Dương Tiêu gần như sống cuộc sống biệt lập với phần còn lại của thế giới. Dương Tiêu hoàn toàn không quan tâm đến các phương tiện truyền thông mới. Không chú ý thì không biết, vừa mới chú ý đã giật mình. Trước đây Dương Tiêu chưa bao giờ biết về các trang web truyền thông mới, nhưng bây giờ Dương Tiêu biết các phương tiện truyền thông mới rất phổ biến. Sau khi tra Baidu Baike, hồ sơ của Cung Linh Nhi hiện ra trước mắt. Cung Linh Nhi, một cô gái thiên tài về âm nhạc. Thủ lĩnh thế hệ mới trong ngành âm nhạc, đến từ Trung Nguyên, được chọn vào danh sách 10 nhân vật xuất sắc của thế hệ mới trong nước. Đậu xanh rau má, con nhóc này giỏi như vậy à? Dương Tiêu hết sức kinh ngạc. Với sự tò mò, Dương Tiêu đã gửi tin nhắn cho Đường Mộc Tuyết. Mộc Tuyết, Cung Linh Nhi rất nổi tiếng ở trong nước à? Không nổi, sau khi nhận được tin nhắn Đường Mộc Tuyết trả lời trực tiếp. Dương Tiêu nhìn câu trả lời của Đường Mộc Tuyết, đầu óc đầy dấu chấm hỏi đen. Có nhiều fan như vậy mà không ni, không khoa học. Đường Mộc Tuyết lại nghịch ngợm đáp lại, mà là cực kỳ nồi. Xem ra tối nay mình cần phải có mặt. Nhìn câu trả lời của Đường Mộc Tuyết lần nữa, Dương Tiêu không khỏi dở khóc dở cười. Vào lúc 7 giờ tối, tòa nhà Trung Nguyên. Cung Linh Nhi một trong 10 nhân vật xuất sắc của thế hệ mới trong nước, đêm nay mở buổi hòa nhạc đầu tiên trong đời. Hiện trường có đủ 10.000 chỗ ngồi. Vé xem buổi hòa nhạc vừa phát hành trong vòng chưa đầy 10 phút, hàng chục nghìn vé đã được bán hết, đủ để chứng tỏ tầm ảnh hưởng siêu lớn của Cung Linh Nhi trong nước. Vừa mới đến, Cung Linh Nhi đeo mặt nạ lén lút tới trước mặt Dương Tiêu, này. Ở đây, Dương Tiêu ở đấy. Ha, buổi tối đeo mặt nạ định dọa người à? Dương Tiêu rất không nói nên lời. Cung Linh nói với giọng điệu không tốt, làm ơn, tối nay đây là sân nhà của tôi. Nếu bị lộ, nhất định phải lùi thời gian tổ chức buổi hòa nhà hát. Biết rồi, Dương Tiêu gật đầu. Cung Linh Nhi cười hi ha nói, khách mời trợ diễn, nhanh lên, chỉ thiếu anh thôi. Dương Tiêu tăng nhanh tốc độ. Ngay lúc Dương Tiêu di chuyển bước chân, một thanh niên tóc vàng mặc Louis Vuitton và đeo Rolex chế nhạo. Cung Linh Nhi, đây chính là khách mời nó diễn mà cô tìm. Chậc chậc, ánh mắt kiêu gì vậy? Tên này thật sự lâu hết sức. Thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu tràn đầy khinh thường, như thể Dương Tiêu là nhân vật nhỏ đẳng cấp thấp. Thấy thanh niên cao ngạo như vậy, Dương Tiêu kinh ngạc nói, tôi lâu hay không lâu có liên quan đến anh A2. Đúng vậy, Hoàng Giật, chuyện này có liên quan đến anh hả? Cung Linh Nhi lộ vẻ không vui. Thanh niên chế nhạo nói, Cung Linh Nhi, tối nay tôi tới đập phá nơi này, bớt đắc ý, chúng ta cứ chờ xem L. Nói xong. Thanh niên Hoàng Giật phớt lờ Dương Tiêu và Cung Linh,
đi thẳng đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc. Trước khi tiến vào hội trường, Hoàng Dật đặc biệt liếc nhìn Dương Tiêu, ánh mắt khinh thường hơn trước. Đây là ai, vênh váo như vậy? Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi không vui nói, tên này là Hoàng Dật, cũng là một người nổi tiếng trong ngành âm nhạc trong nước, nhưng Hoàng Dật không có thiên phú bằng tôi. Tôi đã giành được danh hiệu quỷ tài số 1 trong ngành âm nhạc. Hoàng Dật này xem thường, mỗi lần đều tới gớ dịu chết mắt. Hóa ra là như thế, vừa nãy tôi nằm không cũng trúng đạn, Dương Tiêu chọt hiệu ra. Tục ngữ nói, đồng nghiệp là kẻ thù, Cung Linh Nhi được ca ngợi là thế hệ âm nhạc mới số 1, đương nhiên sẽ bị các thế hệ âm nhạc mới khác ghét bỏ, cô lập. Cây to gió lớn thường là lý lẽ này. Bạn đang đứng đầu một ngành nhất định, không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào bạn. Cung Linh Nhi nhìn đồng hồ, vội vàng nói, buổi biểu diễn bắt đầu từ 7 rưỡi, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Lát nữa sắp xếp như thế nào? Dương Tiêu hỏi. Cung Linh Nhi thấp giọng nói, rất đơn giản, không phải anh là hoàng tử nhỏ thôi sáo sao? Khi buổi biểu diễn diễn ra được một nửa, anh sẽ lên sân khấu giúp đỡ vài phút, còn tôi sẽ đi uống nước rửa tay. Đã hiểu, Dương Tiêu đáp. Dù là buổi biểu diễn âm nhạc hay buổi biểu diễn, việc tìm người trợ diễn để nghệ sĩ nhân cơ hội nghỉ ngơi là điều bình thường. Rốt cuộc, những người bình thường thực sự không thể biểu diễn cường độ cao trong hơn 2 tiếng. Bước vào hiện trường buổi hòa nhạc, Dương Tiêu đã rất kinh ngạc. Trong hiện trường buổi hòa nhạc to lớn có hơn chục nghìn người. May tòa nhà Trung Nguyên đủ lớn, nếu không thực sự không thể chứa nhiều người như vậy. Cung Linh Nhi đề nghị Dương Tiêu đợi trong hậu trường, nhưng hậu trường quá nhàm chán, Dương Tiêu yêu cầu Cung Linh Nhi thêm một ghế. Dương Tiêu ngồi ở hàng đầu tiên của khán phòng. Vừa mới ngồi xuống, một giọng nói bất hòa vang lên, lên kia, Cung Linh Nhi bị mù à, hai sao lại có thể tìm anh tới giúp. Thật trùng hợp, bên cạnh Dương Tiêu lật giật đối thủ của Cung Linh Nhi bị ánh mắt khinh thường của Hoàng Dật nhìn chằm chằm, Dương Tiêu không khỏi dở khóc dở cười, liên quan gì đến NHL. Dương Tiêu thật sự không thèm quan tâm đến những nhân vật như Hoàng Dật. Tuổi trẻ hết sức lông bông anh có thể hiểu được, nhưng cậy tài LTT Phil người Dương Tiêu thật sự không thể hiểu. Tôi đâu có quen biết anh làm phiền tôi nhiều lần, đây có phải là có hơi không nói nôi không? Hừ, phôi thai thô kệch không lên nỗi sân khấu, Hoàng Dật lạnh lùng nói. Anh ta không chỉ khinh thường Dương Tiêu, mà còn khinh thường cả Cung Linh Nhi. Như anh ta đã nói, hôm nay anh ta tới đây để đập phá hiện trường, những người liên quan đến Cung Linh Nhi đều nằm trong tầm tấn công của Hoàng Dật. Dương Tiêu cười lắc đầu, không để ý tới Hoàng Dật nữa. Con chó cắn bạn, bạn không thể cắn lại chó, đúng không? Giờ phút này, trong mắt Dương Tiêu, Hoàng Dật không khác gì con chó điên. 7 rưỡi tối buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ. Ngay sau đó, tại hiện trường to lớn tất cả các ánh sáng tại buổi hòa nhạc bị mò đi, ánh đèn sân khấu trên bục cao chiếu vào Cung Linh Nhi đang mặc trang phục cô đại của Trung Hoa. Thầy Cung Linh Nhi cầm sáo ngọc thổi NS tiếng nhạc đẹp mê hôn người nghe. A hát a hát a hát a hát, nữ thần Linh Nhi thổi sáo ngọc rất êm tai nhỉ. Ừ, lỗ tai sắp mang thai luôn rồi. Chậc chậc, xứng danh là nữ thần Linh Nhi, xứng nã là thế hệ âm nhạc mới số 1 trong nước, quỷ tài âm nhạc toàn năng thật sự danh bắt hư truyền. Trong nháy mắt âm nhạc tuyệt vời nở rộ, trong buổi hòa nhạc hơn nghìn người đã choáng ngợp ập. Có chút thành tựu nha, Dương Tiêu ngạc nhiên nói. Bản thân anh cũng có cảm xúc đặc biệt với sáo ngọc, trong số nhiều nhạc cụ thì Dương Tiêu giỏi nhất là sáo ngọc. Vì vậy, ngay lúc Cung Linh Nhi vừa thổi sáo ngọc, Dương Tiêu biết Cung Linh Nhi đã thực sự tiến dần từng bước, có thể so sánh với thế hệ bậc thầy. Chẳng trách trước đây Cung Linh Nhi vẫn luôn muốn so tài với mình, hóa ra Cung Linh Nhi thực sự có trình độ thôi rất sâu. Rác rưởi, Hoàng Dật lại nói những lời bẩn thỉu. Nghe thấy giọng nói khinh thường của Hoàng Dật vang lên, khóe miệng Dương Tiêu co giật dữ dội. Anh chàng này ăn phải thuốc súng à? Hay bữa tôi đã ăn phân? Sao lại luôn gây chuyện? Cung Linh Nhi hoàn toàn không nghe thấy một tiếng ầm của Hoàng Dật, cô đã hòa mình vào âm nhạc, hòa mình làm một thể với trời đất. Giai điệu này được truyền thể từ bộ phim The Wizard of Greenfield, có âm hưởng tuyệt vời, có thể vang sâu trong lòng người. Ngây người, một nhóm các trai tơ ở hiện trường gần như ngây người. Thời buổi này trai tơ rất phổ biến, Cung Linh Nhi là một cô gái xinh đẹp thật sự, giống như Tô Thiên Lung, có rất nhiều fan hâm mộ trai tơ ở trong nước. Hết khúc. Dương Tiêu thổn thức nói, đã đạt tới trình độ giỏi, còn thiếu quan niệm nghệ thuật. Quan niệm nghệ thuật này thật sự không dễ nhập tâm.
Dương Tiêu hiểu sâu sắc, nhiều thiên tài âm nhạc có thể chơi những giai điệu âm nhạc hay, chỉ thiếu quan niệm nghệ thuật. Xét cho cùng, quan niệm nghệ thuật chính là khoảng cách lớn nhất giữa một thiên tài cao thủ và một bậc thầy cấp bậc cung điện. Rác rưởi, thôi cái quái gì, Cung Linh Nhi, chỉ chút trình độ này cũng dám khoe khoang. Nếu tôi là cô, tôi đã tìm lỗ chui vào từ lâu rồi. Lúc này, Hoàng Dật tức giận đứng lên mắng. Cái gì, rác rưởi. Nhìn thấy Hoàng Dật vênh váo như vậy, vẻ mặt Cung Linh Nhi tái nhọt. Cô biết tối nay Hoàng Dật tới đây để gây chuyện, nhưng không ngờ mới bài đầu tiên Hoàng Dật đã nhảy ra gây rồi. Đây là Hoàng Dật, thiên tài âm nhạc hàng đầu trong nước à. Sao anh ta lại nhảy ra nói những lời bẩn thỉu về nữ thần Linh Nhi? Anh bạn, anh còn chưa bia đúng không? Hoàng Dật này đứng thứ hai trong danh sách thiên tài âm nhạc thế hệ mới trong nước. Anh ta là đối thủ một mắt một còn của nữ thần Linh Nhi. Thì ra là tới đập phá. Hoàng Dật, anh nói nữ thần Linh Nhi thổi không ra gì, anh giỏi thì anh lên đi. Đúng vậy, giỏi thì anh lên đi. Trong phút chốc, khán giả kích động tức giận. Cung Linh Nhi cũng tức giận nói, đúng vậy. Hoàng Dật, nếu anh cho rằng trình độ âm nhạc của anh vượt trên tôi, thì anh cứ việc lên sân khấu. Được, Cung Linh Nhi cô tìm chết, tôi thỏa mãn côi vẻ mặt Hoàng Dật hung hăng âm hiểm trực tiếp lên sân khấu. Nhìn chằm chằm Hoàng Dật đã tính trước kỹ càng, Dương Tiêu nói không nên lời, tên này đúng là đủ thối. Đối với nữ thần, Hoàng Dật anh tự chuốc lấy nhục. Một nhóm người tức giận mắng. Tuy nhiên, khi Hoàng Dật lầy một cây sáo ngọc ra thôi, một bản nhạc hay hơn đã quét qua khắp nơi. Hả, này, trong nháy mắt Cung Linh Nhi trợn to hai mắt. Ngay khi tiếng nhạc vang lên, cơ thể Cung Linh Nhi như bị điện giật, cô hiểu sâu sắc bản chuyên thê bài hát này của Hoàng Dật đã vượt qua cô. Chuyện này, làm sao có thể, hàng trăm người có mặt tại hiện trường chết lặng. Đúng vậy, giai điệu của Hoàng Dật đã nghiền nát Cung Linh Nhi, trực tiếp khiến Cung Linh Nhi bị thương đây mình. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, không nhìn ra, trình độ thổi sáo ngọc của tên này còn cao hơn một bậc. Cung Linh Nhi gặp rắc rồi. Cung Linh Nhi, chết lăng đúng không? Nói cho cô biết, trình độ âm nhạc của tôi hoàn toàn không hải thứ mà cô có thể sánh được. Ở trong nước, trình độ âm nhạc của ai có thể so sánh được với tôi? Sau khi kết thúc bài hát, Hoàng Dật nhìn Cung Linh Nhi cười điên cuồng diễu võ dương oai. Như thể anh ta mới là thủ lĩnh của giới âm nhạc trong nước. Anh ta đã sớm ở đỉnh cao âm nhạc, tận hưởng sự cô đơn bất khả chiến bại. Vẻ mặt Cung Linh Nhi lúc trắng lúc xanh, cô không ngờ Hoàng Dật lại trực tiếp đập phá trâu của cô. Tuy nhiên, nhìn thái độ ngạo mạn của Hoàng Dật, Cung Linh Nhi hừ lạnh, ai nói kỹ năng âm nhạc của anh là bất khả chiến bại. Tôi biết ở hiện trường có một người, kỹ năng âm nhạc của anh ấy cách xa anh hàng nghìn dặm. Ồ, là ai? Hoàng Dật ngạo nghễ nói. Cung Linh Nhi chỉ thẳng vào Dương Tiêu, là anh ấy. E hè mồ, không cần gây thù chuốc oán lên người tôi như thế chứ. Tôi chỉ tới trợ diễn cho cô thôi. Dương Tiêu bắt lực sờ mũi. Thấy rõ là Dương Tiêu, Hoàng Dật khinh thường nói, là tên rác rưởi này. Cung Linh Nhi, cô nói tên rác rưởi này có trình độ âm nhạc cao hơn tôi. Tôi không nghe nhầm chứ. Chẳng lẽ không sợ tôi cười rụng răng à? Như thể Dương Tiêu là một trò đùa, so sánh trình độ âm nhạc với anh ta hoàn toàn là một trời một vực. Rác rưởi, so với anh ấy, anh mới hoàn toàn là rác rưởi. Bót múa dìu qua mắt thợ trước mặt Dương Tiêu đi, Cung Linh Nhi khinh thường nói. Hoàng Dật khinh thường nói, thật không, tôi thấy trình độ âm nhạc của anh ta hoàn toàn là nghịch đao lớn trước mặt quan công, không biết sống chết. Hoàng Dật rất kiêu ngạo, ngay từ đầu Hoàng Dật đã không để Dương Tiêu vào mắt. Là thế hệ mới hàng đầu trong ngành âm nhạc, trong nước, Hoàng Dật được ca ngợi là thiên tài âm nhạc từ khi còn nhỏ. Khi chọn thế hệ âm nhạc xô một mới. Hoàng Dật chỉ kém Cung Linh Nhi một chút xíu đã có thể đảm bảo vị trí số một thế hệ trẻ của nền âm nhạc trong nước. Lần này Cung Linh Nhi tổ chức buổi biểu diễn, Hoàng Dật muốn đập tan chỗ của Cung Linh Nhi, nói với thế giới rằng anh ta mới là thế hệ trẻ số một của ngành âm nhạc trong nước. Về phần Dương Tiêu, Hoàng Dật không thèm nhìn thẳng. Một người ăn mặc bình thường đến mức không thể nhìn thấy một chút màu sắc nào, có tư cách gì so sánh với anh ta. Nghịch đao lớn trước mặt quan công. Hoàng Dật đúng không? Thật sự cho rằng mình quét sạch mọi đối thủ trong nước sao? Dương Tiêu từ từ đứng lên. Vốn dĩ anh không định xen vào, nhưng thái độ kiêu ngạo của Hoàng Dật thật sự khiến người khác rất khó chịu, nên Dương Tiêu mới ra mặt. Về công về tư, việc này tối nay Dương Tiêu sẽ quan tâm. Về công, Cung Linh Nhi là cháu gái của ông nội Cung Cung Thiên Tê, là con gái của Cung Minh.
Nhà họ Cung và mình vẫn luôn có quan hệ tốt, những ngày qua đã giúp mình rất nhiều. Cung Linh Nhi là cô chủ nhà họ Cung, lúc này Cung Linh Nhi gặp rắc rồi, Dương Thiêu đương nhiên không thể không quan tâm. Về tự, Dương Thiêu cũng là bậc thầy về thổi sáo, bị người ta khiêu khích, Dương Thiêu không tức giận mới là lạ. Nê Bồ Tát còn có ba phần tức giận, Hoàng Giật này kiêu ngạo không coi ai ra gì. Dương Thiêu thật sự muốn dạy cho Hoàng Giật một bài học khó quên. Nhìn thấy Dương Thiêu ra tay, Cung Linh Nhi Dương Dương tự đặc, hừ. Hoàng Giật, anh cho rằng mình thật sự rất giỏi hả? Nói cho anh biết, ở trước mặt Dương Thiêu, anh chẳng là gì. Nếu không phải ở hiện trường có hơn chục nghìn người hâm mộ, Cung Linh Nhi đã không giữ vững phong độ chửi bới la mắng Hoàng Giật rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô tổ chức buổi hòa nhạc, mục đích chính là giao lưu với người hâm mộ. Hoàng Giật lợi dụng lúc này đến đập phá nơi này, không phải cố ý đánh vào mặt Cung Linh Nhi cô sao? Con gái đều là động vật hẹp hòi, Hoàng Giật gây rắc rối như thế, Cung Linh Nhi không tức giận mới là lạ. Người khác không biết Dương Thiêu là hoàng tử nhỏ nỗi đình đám trên mạng lúc trước, nhưng Cung Linh Nhi thì biết rất rõ. Hiện giờ, các bậc thầy thổi sáo trong toàn bộ ngành âm nhạc trong nước đều không bằng. Họ đã coi hoàng tử nhỏ thổi sáo như bậc thầy thổi sáo cấp bậc cung điện. Lúc này, Dương Thiêu đi ra, thử hỏi, trên thế giới này ai dám tranh tài? Anh chàng này là ai? Nữ thần Linh Nhi tin tưởng NS, thế? Không biết, nhìn qua không thấy khác lạ mấy, nhưng người này trông rất thoải mái. Hy vọng anh chàng này là bậc thầy về âm nhạc, dáng vẻ kiêu ngạo của Hoàng Giật thật sự khiến người ta khó chịu. Trước cảnh tượng này hơn chục nghìn người xì xào bàn tán, ánh mắt của nhóm người nhìn Hoàng Giật đầy vẻ chán ghét. Dù gì thì Cung Linh Nhi cũng là thần tượng của họ, thần tượng bị sỉ nhục, người hâm mộ không bức xúc mới là chuyện lạ. Anh rất giỏi. Trình độ âm nhạc của anh còn có thể nghiền nát tôi hay có giỏi thì anh bước lên thử xem L. Hoàng Giật ngạo nghễ nhìn Dương Thiêu. Cung Linh Nhi nhìn Dương Thiêu cầu xin, Dương Thiêu, làm ơn. Mượn sáo dùng tí, Dương Thiêu bước về phía bục cao với thân hình thẳng như kiếm. Anh biết buổi biểu diễn tối nay rất quan trọng với Cung Linh Nhi, mình không biết thì thôi, mình đã biết thì đương nhiên sẽ quan tâm. Cung Linh Nhi không hề do dự đưa sáo ngọc cho Dương Thiêu, có lên. Tối nay hãy để tôi thưởng thức trình độ âm nhạc của An Hưu. Yên tâm, chắc sẽ không làm cô thất vọng đâu. Dương Thiêu cầm lấy sáo ngọc cười nhạt. Nhìn chằm chằm vẻ mặt tự tin của Dương Thiêu, Hoàng Giật khinh thường nói, tỏ vẻ huyền bí, cắm bảng giá trên đầu. Anh ta thực sự rất coi thường Dương Thiêu, anh ta không tin trình độ âm nhạc của Dương Thiêu có thể vượt qua anh ta. Anh chàng này làm được không? Hơn chục nghìn khán giả thót tim. Họ hiểu sâu sắc nếu Dương Thiêu không nghiền ép được Hoàng Giật. Thì sau đêm nay Cung Linh Nhi nhất định sẽ trở thành trò cười, đó không phải là điều họ muốn nhìn thấy. Dương Thiêu nhìn Hoàng Giật, tỏ vẻ huyền bí, đọm đóm làm sao có thể biết được thế giới này rộng lớn. Thật không, chờ lát nữa lại không thối nỗi, cẩn thận khiến tôi cười rụng răng. Hoàng Giật chế nhạo, lúc này vẻ mặt Hoàng Giật trêu đùa, anh ta thật sự nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng Dương Thiêu không lên nổi sân khấu. Dưới ánh mắt của mọi người, Dương Thiêu cầm sáo ngọc nhẹ nhàng thôi. Trong tích tắc, một bản nhạc tự nhiên quét sạch hiện trường. Chuyện này làm sao có thể? Chỉ một khúc dạo đầu, hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường lập tức dao động. Cái gì, làm sao có thể? Nghe thấy khúc dạo đầu này, Hoàng Giật Phôn đang tự cao tự đại về tài năng của mình đột nhiên kinh ngạc, lông tơ toàn thân dựng đứng. Anh ta như phải chịu một cái tát, chỉ một khúc nào đầu thôi cũng khiến ra đầu anh ta tê dại, trong lòng nổi lên sóng gió. Sau đó, Dương Thiêu thôi nhẹ nhàng, những nốt nhạc tuyệt đẹp quét qua, những nốt nhạc tuyệt đẹp dường như tràn đầy linh khí rót vào tai hàng nghìn người. Không đến 3 giây, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một bức tranh. Trên cánh đồng với bầu trời trong xanh, một nam một nữ chính thức gặp nhau. Chàng, trai ngượng ngùng xấu hổ, cô gái cúi đầu ngượng ngùng, nhưng lại nhìn trộm chàng trai hết lần này đến lần khác, trong lòng như cỏ nai nhỏ chạy loạn, cả không khí tràn ngập hơi thở rực rỡ. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, cô gái mặc váy hoa, làn gió thoảng qua, hương hoa cải thoảng qua mặt. Trời ạ, vô số người có mặt tại hiện trường kinh ngạc. Cung Linh Nhi là thiên tài âm nhạc số 1 của thế hệ trẻ trong nước, buổi hòa nhạc này đã thu hút rất nhiều nhà âm nhạc. Vừa nãy Hoàng Giật đi ra làm phiên, những nhà âm nhạc này cũng không tiến lên ngăn cản. Bởi vì họ muốn xem, trong những ngày này sự tiến bộ của Hoàng Giật có thực sự vượt qua Cung Linh Nhi hay không. Phải thừa nhận rằng Hoàng Giật đã tiến bộ rất nhanh,
Thành Thích Thi Sáo quả thực đã đè bẹp Cung Linh Nhị, điều này khiến những nọ âm nhạc này phải kinh ngạc. Tuy nhiên, khi Dương Tiêu ra tay, những nhà âm nhạc này đã hoàn toàn choáng váng. Âm nhạc đẹp đẽ, quan niệm nghệ thuật thuần túy như vậy lại được chàng trai trẻ này dễ dàng tạo ra. Anh chàng này là quái vật hả? Như đã biết, ngay cả những bậc thầy âm nhạc kỳ cựu như họ cũng không thể tạo ra một quan niệm nghệ thuật mạnh mẽ. Sự khác biệt lớn nhất giữa một bậc thầy âm nhạc và bậc thầy âm nhạc cấp bậc cung điện là quan niệm nghệ thuật. Âm nhạc của bạn động lòng người, có thể được đánh giá là bậc thầy về âm nhạc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn trở thành bậc thầy cấp bậc cung điện, bạn phải tạo ra một quan niệm nghệ thuật. Thanh niên trước mặt này nhìn qua cũng không lớn tuổi, lại có thể dễ dàng tạo ra khí thế mạnh mẽ như vậy, quả thực rất kinh ngạc. Quan niệm nghệ thuật, đây lại là quan niệm nghệ thuật, làm sao tên này có thể tạo ra quan niệm nghệ thuật? Nhìn chằm chằm Dương Tiêu đang thổi sáo ngọc không ngừng trên bục cao, Hoàng Dật như bị sét đánh giữa trời quang, hai mắt lập tức đỏ đẫn. Trong chốc lát, quan niệm nghệ thuật vừa ra, không thể tranh tài. Sắc mặt Hoàng Dật thay đổi dữ dội, vẻ kiêu ngạo trên khiên mặt anh ta đã hoàn toàn biến mất. Bại, Hoàng Dật biết mình đã bị đánh bại. Ở trước mặt Dương Tiêu, anh ta bị đánh bại thảm hại, ngay cả sức phản kháng cũng không có, anh ta dùng sáo ngọc thổi ra âm nhạc rất êm tai, nhưng so với Dương Tiêu, thật sự rông khoảng cách giữa đom đóm và ánh trăng, không thể vượt qua. Âm sắc đẹp động lòng người, quan niệm âm nhạc kỳ ảo đến thẳng tâm hồn. Thậm chí có thể tạo ra một cảm giác mạnh mẽ khi khiêu vũ với nó. Trình độ như vậy vượt xa anh ta. Âu Dương Tiêu, anh là ma quỷ à? Cung Linh Nhỉ nhìn chăm chú dáng vẻ của Dương Tiêu, đôi mắt đẹp tràn đầy cuồng nhiệt. Được ca ngợi là thế hệ mới số một của nền âm nhạc trong nước, Cung Linh Nhi luôn tỏ ra tự mãn về thành tích của mình. Mấy ngày nay, hoàng tử nhỏ thổi sáo trở nên nổi tiếng trên mạng, càn quét khắp cả nước như một cơn lốc xoáy, Cung Linh Nhi rất không phục. Đầu tiên, Cung Linh Nhi thừa nhận trình độ của nhân vật thổi sáo trong video khiến người ta nghẹn họng chân chối, khiến Cung Linh Nhi tâm phục khẩu phục. Thứ hai, Cung Linh Nhi không tin đây là điều mà một người đàn ông trẻ tuổi có thể làm được, cô cho rằng lẫn lộn hiềm nghi rất lớn. Vì vậy, khi Cung Linh Nhi biết được Dương Tiêu là hoàng tử nhỏ thổi sáo, cô đã lập tức tìm gặp Dương Tiêu bàn luận cao thấp về thổi sáo ngọc. Đáng tiếc, Dương Tiêu liên tục từ chối, khiến Cung Linh Nhi thực sự không ìm được cơ hội phát huy. Tối nay, Cung Linh Nhi đặc biệt mời Dương Tiêu làm khách mời trợ diễn. Ngoài việc muốn thư giãn vài phút ở giữa chừng, còn muốn biết trình độ âm nhạc của Dương Tiêu đã đạt đến mức nào. Ai mà ngờ được, Dương Tiêu không ra tay thì thôi, một khi ra tay đã khiến khán giả vô cùng sửng sốt. Quan niệm nghệ thuật, thế nhưng đó là quan niệm nghệ thuật chỉ bậc thầy cấp cung điện mới có thể làm được. Dương Tiêu còn trẻ, vừa bắt đầu đã có thể khiến người ta nổi da gà, sau đó quan niệm nghệ thuật đập dồn dập vào mặt. Chuyện này đơn giản là dùng hai chữ quái vật để miêu tả, e là chỉ có yêu nghiệt mới có thể so với Dương Tiêu. AI không tốt, Cung Linh Nhi hét lên. Đột nhiên, cô nhận ra cây sáo ngọc mà cô đã đưa cho Dương Tiêu còn vương dấu môi của mình trên đó. Cung Linh Nhi không khỏi trợn to hai mắt, chẳng phải mình và Dương Tiêu đã hôn gián tiếp sao? Nghĩ đến đây, tim Cung Linh Nhi đập thình thịch, vẻ mặt càng đỏ hơn. Tuy nhiên, ít lâu sau, quan niệm nghệ thuật mạnh mẽ đã cho người ta cảm nhận được sự ngại ngùng của mỗi tình đầu. Dương Tiêu từ từ nhắm mắt, dùng trái tim thể hiện cảm xúc của mình. Giai điệu tươi đẹp, cảm giác âm nhạc đẹp để làm cho con người cảm thấy như gió xuân, vui vẻ thoải mái. Một anh chàng trai tơ bật khóc, thật sự rất êm tai. Tôi nghĩ đến mối tình đầu của mình. Ừ, tôi cũng nghĩ đến mối tình đầu của mình. Một người khác cất lời. Gần chục nghìn người đã nhắm mắt, cẩn thận thưởng thức quan niệm nghệ thuật tuyệt đẹp do Dương Tiêu thôi sáo tạo ra, tận hưởng bữa tiệc thính giác hiếm thấy này. Qua những âm thổi của Dương Tiêu, bức tranh lại hiện ra trước mắt mọi người. Dưới cánh đồng ruộng trồng, nam thanh niên áo sơ mi trắng và cô gái mặc váy hoa đang ngồi xuông cỏ nói chuyện. Họ rất u mê ngây ngô, đôi khi đỏ mặt lén nhìn nhau. Đáng tiếc là khi mặt trời lặn, hai người họ sẽ trở về nhà. Trước khi đi, cô gái còn cắn răng, tay nằm góc quần áo trong lòng lưu luyên không muôn đi. Giờ ền 1251 đẹp đẽ làm cho con người cảm thấy như gió xuân, vui vẻ thoải mái. Một anh chàng trai tơ bật khóc, thật sự rất êm tai. Tôi nghĩ đến mối tình đầu của mình. Người tôi cũng nghĩ đến mối tình đầu của mình. Một người khác cất lời. Gần chục nghìn người đã nhắm mắt, cẩn thận thưởng thức quan niệm nghệ thuật tuyệt đẹp do Dương Tiêu thôi sáo tạo ra, tận hưởng bữa tiệc thính giác hiếm thấy này.
Qua những âm thổi của Dương Tiêu, bức tranh lại hiện ra trước mắt mọi người. Dưới cánh đồng ruộng trồng, nam thanh niên áo sơ mi trắng và cô gái mặc váy hoa đang môi xuông cỏ nói chuyện. Họ rất u mê ngây ngô, đôi khi đỏ mặt lén nhìn nhau. Đáng tiếc là khi mặt trời lặn, hai người họ sẽ trở về nhà. Trước khi đi, cô gái còn cắn răng, tay nằm góc quần áo trong lòng lưu luyên không muôn đi. Chàng trai vò đầu bút tai, không biết trước khi rời đi thì phải nói gì. Sau đó, trong một khoảnh khắc im lặng, cả hai đưa lưng về phía nhau mà bước. Khi đi được ba bước, cả hai lần lượt dừng lại. Xoay người chạy nước rút, ôm hôn nồng nhiệt, hoàn thành trong một mạch. Dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, cảm giác mạnh mẽ của mồi tình đầu khiến tim người ta đập thình thịch. Những nốt nhạc châm bông dường như đánh thức mọi dây thần kinh trong cơ thể của hơn chục nghìn người, khiến mọi người đắm chìm trong quan niệm nghệ thuật, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Đúng vậy, đây là cảm giác của mối tình đâu. Bất kể là nam hay nữ sẽ luôn trải qua những loại cảm xúc u mê của năm đó. Khi đó, tình yêu rất đẹp, khiến người ta say mê. Khi đó, tình yêu rất đơn giản, nháy mắt chính là cả đời. Giống như ngày hôm đó ánh mặt trời chiếu đúng lúc, và anh mặc áo sơ mi trắng. Giống như ngày hôm đó ánh mặt trời chiếu đúng lúc, em mặc váy hoa đi ngang qua, nụ cười ngọt ngào ấy sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Không biết có bao nhiêu nam nữ thanh niên khao khát mối tình đầu, đều phần đấu quên mình, muốn kết hôn với tình yêu ấy. Khi đó, họ đều tin rằng thời gian là tác giả vĩ đại, cuối cùng nó sẽ viết nên một câu chuyện hoàn hảo nhất. Khi đó, tí tách, không biết bắt đầu từ khi nào, nhiều người đã ươn ướt, nhớ lại quá khứ của mình. Hơn nghìn người thôn thức, kiểu bữa tiệc thỉnh giác này là lần đầu tiên họ gặp trong đời. Loại quan niệm nghệ thuật này, quá mạnh mẽ. Sợ rằng sự xuất hiện của bậc thầy cấp bậc cung điện thổi sáo số một thế giới cũng không được như này. Đạt được đến trình độ này đơn giản là toàn thế giới không ai bằng đốt cuộc tên này là ai. Trên mặt Hoàng Dật không hề còn vẻ kiêu ngạo nữa. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu lộ ra vẻ kinh hãi, trong lòng nổi sóng. Dương Tiêu thổi nhẹ nhàng, từng nốt nhạc đều rất sạch, sẽ tỉnh khiết, không tìm thấy khuyết điểm nào. Nhất là với một quan niệm nghệ thuật mạnh mẽ như vậy thì lại càng khiến người ta đắm chìm hơn. Hoàng Dật khoe khoang trình độ âm nhạc của mình không thua Cung Linh Nhi. Nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện ra trước mặt Dương Tiêu, anh ta mới thật sự là nghịch đao lớn trước mặt quan công. Trước mặt Dương Tiêu, anh ta mới thật sự là múa dìu qua mắt thợ. Mạnh, thật sự quá mạnh. Đây đơn giản là yêu nghiệt cấp cung điện sinh ra dành cho âm NSB. Đã phục, Hoàng Dật đã hoàn toàn bị những nốt nhạc của Dương Tiêu chinh phục. Những khán giả đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu vừa nãy thở phào nhẹ nhõm. Cao thủ âm nhạc như vậy ra tay, hạ gục khán giả, không ai có thể tiếp cận được. Ngầu ngầu ngầu, Dương Tiêu anh rất ngầu, Cung Linh Nhi kích động bước lên. Đôi mắt đẹp của cô lấp lánh, ánh mắt nhìn chăm chú Dương Tiêu tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn có chút mê thích. Dù chưa từng yêu nhưng quan niệm nghệ thuật của môi tình đầu mà Dương Tiêu tạo ra khiến Cung Linh Nhi không thể không muốn có một tình yêu mãnh liệt. Cho dù vạn kiếp, bắt phục, cho dù phía trước là núi đan biển lửa. Cô bằng lòng vì người thương, chết cũng không hối hận. Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu, vẻ mê thích trong mắt càng ngày càng mạnh. Từ nhỏ cô đã có một ước muốn anh chồng tương lai của cô phải là nhà âm nhạc, người có thể tạo nên tiếng vang trong trái tim cùng cô. Nghĩ đến trước kia mình khăng khăng muốn so cao thấp với Dương Tiêu, Cung Linh Nhi không khỏi đỏ mặt. Cũng may Dương Tiêu không PK với cô, nếu không cô nhất định sẽ thua. Các nốt nhạc đôi khi du dương, đôi khi ra diết. Dương Tiêu đã tạo ra cảm giác của môi tình đầu trong trái tim cô. Anh chưa từng yêu, nhưng tình yêu lý tưởng trong lòng Dương Tiêu chắc là như thế này. Tình yêu, hoặc không bắt đầu hoặc sẽ tồn tại suốt đời. Yêu em, không phải vì em đã cho anh thứ anh cần, mà bởi vì em đã cho anh cảm giác mà trước đây anh chưa từng cảm nhận được. Anh không, muốn trở thành một đoạn kết của cuộc đời em, anh chỉ muốn trở thành cái kết viên mãn của cuộc đời em. Đây là niềm tin tình yêu của Dương Tiêu. Và đây cũng là niềm tin tình yêu của Dương Tiêu dành cho Đường Mộc Tuyết. Sau bài hát, hàng nghìn người vẫn còn đắm chìm trong quan niệm nghệ thuật, không thể thoát ra khỏi nó. Hoàng Dật kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm Dương Tiêu giọng run rẩy hỏi, anh là ai, sao lại có thể tạo ra quan niệm nghệ thuật mạnh mẽ như vậy? Rốt cuộc anh là ai? Tôi là ai? Dương Tiêu nhìn Hoàng Dật đang kinh hãi cười đùa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Cung Linh Nhỉ không còn do dự nữa.
cô nghiêm mặt nói, anh ấy là ai? Hoàng Dật, tôi nghĩ chắc hẳn anh biết rất rõ, Dương Tiêu không phải ai khác, Dương Tiêu chính là hoàng tử nhỏ thối sáo trong truyền thuyết. Cái gì, Dương Tiêu là hoàng tử nhỏ thối sáo? Y vừa rút lời, Hoàng Dật cảm giác như bị sấm sét đánh trúng, hai mắt trợn tròn xoe, quai hàm đột nhiên bị vỡ. Theo sau thân phận của Dương Tiêu bị lộ, vô số người có mặt tại buổi hòa nhạc đã vô cùng sửng sốt. Xoạt xoẹt tô xoạt 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 xoạt. Ngay sau đó, hết bóng người này đến bóng người khác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tất cả đều kinh ngạc nhìn Dương Tiêu trên bục cao. Anh ấy là hoàng tử nhỏ thổi sáo. Một người kinh ngạc hỏi. Lại thêm một người khác kinh hãi, đoạn video mây ngày trước rất nổi trên mạng. Từ đó đến giờ, hoàng tử nhỏ đã lâu không xuất hiện, không ngờ anh ấy lại chính là hoàng tử nhỏ trong truyền thuyết. Đúng thế, vừa rồi tôi nên nghĩ đến anh ấy là hoàng tử nhỏ thổi sáo. Ai có thể đạt được trình độ hiểu biết về thỏi như thế này? Còn ai có thể làm được điều đó ngoại trừ hoàng tử nhỏ thổi sáo? Kinh ngạc. Trong chốc lát hơn nghìn người đã kinh ngạc. Rất nhiều nhà âm nhạc đều dao động, vừa nãy bọn họ thật sự đánh giá thấp Dương Tiêu. Khi biết được thân phận của Dương Tiêu, mỗi người đều không khác gì bị sét đánh, cảm giác thay đổi trong lòng không kém gì Hoàng Dật. Dương Tiêu tức giận nhìn Cung Linh Nhi, ó thê khiêm tốn chút được không? Tối nay tôi tới đây giúp đỡ, ni phải đến tổ chức buổi hòa nhạc trước đó Dương Tiêu không biết mình nổi tiếng như thế nào, nhưng bây giờ Dương Tiêu đã biết. Nếu nhóm người này chặn đường không cho anh rời đi, Dương Tiêu nhất định sẽ chán nản. Có thể là do năm đó anh đã quen với việc thực hiện nhiệm vụ một mình, Dương Tiêu thực sự không thích sự náo nhiệt. Hết cách, anh muốn khiêm tốn, nhưng thực lực lại không cho phép. Cung Linh Nhi cười tỉnh nghịch. Dương Tiêu khẽ đỡ chán, không khỏi khẽ thở dài. Như vậy Dương Tiêu không nổi tiếng mới là lạ. Nghĩ đến việc trước đây mình đã xúc phạm không biết bao nhiêu kẻ thù, Dương Tiêu không khỏi cảm thấy đau đâu. Nhưng về phần Dương Tiêu, như vậy cũng tốt. Lúc trước anh còn chưa khôi phục lại thực lực, trong lòng lo lắng rất nhiều. Bây giờ Dương Tiêu sắp trở lại trạng thái đỉnh cao, cho dù có cao thủ giết anh, Dương Tiêu cũng không sợ. Đợi đến khi luyện thành công tâm pháp tối cao của Long Môn, lúc đó hiệu quả chiến đấu của Dương Tiêu còn bùng nổ hơn trạng thái đỉnh cao, lúc đó anh thực sự không còn kiêng kỵ gì nữa. Dương Tiêu bát lực nhún vai, có thực lực cái nỗi gì? Khiêm tốn hiểu không? Anh dai, anh muốn bảo tôi khiêm tốn là kiểu khoe khoang tốt nhất à? Cung Linh Nhi cười hi ha nói. Dương Tiêu rất không nói nên lời, làm ơn đó nhóc Linh Nhi, hôm nay là buổi biểu diễn của cô, sân nhà của cô, tôi có thể khoe cái gì? Hoàng tử nhỏ thổi sáo, vậy mà anh lại là hoàng tử nhỏ thổi sáo. Hoàng Dật nhìn chằm chằm Dương Tiêu buồn bực đến nỗi suýt chút nữa hộc máu. Vốn dĩ chỉ nghĩ đến việc tối nay đến đập phá chỗ của Cung Linh Nhi, thể hiện kỹ năng âm nhạc mạnh mẽ của mình, dẫm đạp Cung Linh Nhi dưới chân. Ai có thể ngờ tới, anh ta đang yên đang lành lại chạm. Mặt hoàng tử nhỏ thối sáo, đúng là sống gặp ma mà. Theo quan điểm của Hoàng Dật, hoàng tử nhỏ thổi sáo ít nhất cũng đã 30 tuổi, ai biết Dương Tiêu còn trẻ như vậy. Xong đời, hoàn toàn xong rồi. Đêm nay không đập phá được, mà còn đá vào tâm sắt. Lúc này Dương Tiêu nhìn Hoàng Dật, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn nữa. Trình độ của anh còn kém san. Dương Tiêu không kiêu ngạo, nhưng lời nói ý nghĩ sâu xa khuyên bảo Hoàng Dật. Còn trẻ hết sức lông bông cũng chẳng sai, nhưng đừng cậy tài khinh người. Trong lĩnh vực âm nhạc, một người không thể hiểu được quan niệm nghệ thuật sẽ mãi mãi là người ngoài ngành. Chỉ có âm nhạc hay mới có thể làm cho mọi người đắm chìm, và âm nhạc hay mới có thể làm cho khán giả cảm thấy vui vẻ thoải mái. Tài năng âm nhạc của Hoàng Dật quả thật hơn người, nhưng tâm thái lại quá cực đoan, chú tâm vào tranh danh trục lợi, điều này hoàn toàn không cân thiện. Tục ngữ nói, người nghèo ở chợ không ai hỏi han, người giàu có họ hàng xa trên núi sâu. Đồng nghĩa với việc, chỉ cần bạn có một nền tảng âm nhạc vững vàng, thì còn ai dám coi thường bạn. Còn kém xa, phải không người trẻ tuổi, giọng điệu của cậu thật sự không nhỏ, thật sự cho rằng mình là nhà âm nhạc sao? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu đứng lên khỏi ghế. Hai mắt ông ta rực lửa, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, không để Dương Tiêu vào mắt. Bó, thấy người trung niên đứng lên, Hoàng Dật như túm được cọng rơm cứu mạng vội vàng nói. Người trung niên kia không phải ai khác mà chính là cha ruột của Hoàng Dật. Hoàng Tuần Kiệt, người Đề Đô, một trong số ít những nhà âm nhạc trong nước,
và là một nhân vật chơi piano tầm cỡ cung điện trong nước, trình độ âm nhạc của ông ta không kém hơn nhiều so với bậc thầy Lưu Sảng. Bởi vì xuất thân từ nhà âm nhạc, nên thành tích âm nhạc của Hoàng Dật mới hơn người. Tối nay Hoàng Dật tới đập phá chính là sự xúi dục của cha anh ta Hoàng Tuấn Kiệt. Bậc thầy Hoàng, nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên, Cung Linh Nhi tái mặt. Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi hỏi, người này là ai hay? Bố của Hoàng Dật, Hoàng Tuấn Kiệt, bậc thầy âm nhạc hàng đầu trong nước. Cung Linh Nhi thập giọng nói. Dương Tiêu giễu cợt, hóa ra là bó, của tên này, đúng là cha nào con nây, sao? Chẳng nhẽ tôi nói sai à? Nói xong, Dương Tiêu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Tên nhóc kia, cậu có tư cách gì nhận xét con trai tôi? Vẻ mặt Hoàng Tuấn Kiệt tức giận. Con trai của ông ta đã đủ hơn người, ngoài tài thối sáo, Hoàng Dật con trai ông ta còn thông thạo các lĩnh vực âm nhạc khác. Dương Tiêu là hoàng tử nhỏ thổi sáo thì như thế nào? Cũng chỉ biết thổi sáo, tính là gì chứ? Một bậc thầy, âm nhạc thực sự cần phải rất giỏi tất cả các dòng nhạc chính, nếu chỉ biết thổi sáo thì sẽ không thể đạt đến trình độ phong nhã. Dương Tiêu biết Hoàng Tuấn Kiệt đứng ra bao che cho con, điều này làm Dương Tiêu hoàn toàn mất thiện cảm với Hoàng Tuấn Kiệt. Con mình đến đập phá, ông bố ngồi xem, thật là khó bảo. Như đã biết, Cung Linh Nhi là một cô gái trẻ vừa mới trưởng thành, ông ta không chỉ hẹp hòi mà còn già, điều này không thích hợp lắm nhỉ. Bây giờ Hoàng Dật bị bại trong tay mình, Hoàng Tuấn Kiệt nhảy ra kêu gào, điều này thực sự khiến người ta nói không nên lời. Dương Tiêu bình tĩnh nói, không đủ tư cách nhận xét. Theo ý kiến của ông, cấp bậc của tôi còn không đủ. Cậu đã lên được cấp bậc chưa? Lĩnh vực âm nhạc liên quan đến nhiều nhạc cụ, chỉ biết thổi sáo đơn thuần không thể bước lên sân khấu tao nhã. Con trai tôi thành thạo các nhạc cụ chính, cậu có thể không? Hoàng Tuấn Kiệt hùng hồ dọa người nói. Dương Tiêu biết, nhạc cụ chính đề cập đến rất nhiều, chẳng hạn như piano, violin, guitar, đàn tranh. Thật sự rất nhiều. Nhưng Dương Tiêu luôn tin rằng biết 100 không bằng thông thạo một. Trong xó rất nhiều loại nhạc cụ, khi bạn chơi một loại nhạc cụ nào đó đến đỉnh cao, bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành một bậc thầy. Nếu không, ngay cả khi bạn chơi tất cả các nhạc cụ rất tốt mà không thể tạo ra quan niệm nghệ thuật, đó là sự thất bại thực sự trong việc tạo nên sự phong nhã trên sân khấu. Hoàng Tuấn Kiệt, người Đề Đô, một trong số ít những nhà âm nhạc trong nước, và là một nhân vật chơi piano tầm cỡ cung điện trong nước, trình độ âm nhạc của ông ta không kém hơn nhiều so với bậc thầy Lưu Sảng. Bởi vì xuất thân từ nhà âm nhạc, nên thành tích âm nhạc của Hoàng Dật mới hơn người. Tối nay Hoàng Dật tới đập phá chính là sự xúi dục của cha anh ta Hoàng Tuấn Kiệt. Bậc thầy Hoàng, nhìn thấy Hoàng Tuấn Kiệt đứng lên, Cung Linh Nhi tái mặt. Dương Tiêu nhìn Cung Linh Nhi hỏi, người này là ai hay? Bố của Hoàng Dật, Hoàng Tuấn Kiệt, bậc thầy âm nhạc hàng đầu trong nước. Cung Linh Nhi thập giọng nói. Dương Tiêu giễu cợt, hóa ra là bó, của tên này, đúng là cha nào con nây, sao? Chẳng nhẽ tôi nói sai à? Nói xong, Dương Tiêu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Tên nhóc kia, cậu có tư cách gì nhận xét con trai tôi? Vẻ mặt Hoàng Tuấn Kiệt tức giận. Con trai của ông ta đã đủ hơn người, ngoài tài thối sáo, Hoàng Dật con trai ông ta còn thông thạo các lĩnh vực âm nhạc khác. Dương Tiêu là hoàng tử nhỏ thổi sáo thì như thế nào? Cũng chỉ biết thổi sáo, tính là gì chứ? Một bậc thầy, âm nhạc thực sự cần phải rất giỏi tất cả các dòng nhạc chính. Nếu chỉ biết thổi sáo thì sẽ không thể đạt đến trình độ phong nhã. Dương Tiêu biết Hoàng Tuấn Kiệt đứng ra bao che cho con, điều này làm Dương Tiêu hoàn toàn mất thiện cảm với Hoàng Tuấn Kiệt. Con mình đến đập phá, ông bố ngồi xem, thật là khó bảo. Như đã biết, Cung Linh Nhi là một cô gái trẻ vừa mới trưởng thành, ông ta không chỉ hẹp hòi mà còn già, điều này không thích hợp lắm nhỉ. Bây giờ Hoàng Dật bị bại trong tay mình, Hoàng Tuấn Kiệt nhảy ra kêu gào. Điều này thực sự khiến người ta nói không nên lời. Dương Tiêu bình tĩnh nói, không đủ tư cách nhận xét. Theo ý kiến của ông, cấp bậc của tôi còn không đủ. Cậu đã lên được cấp bậc chưa? Lĩnh vực âm nhạc liên quan đến nhiều nhạc cụ, chỉ biết thổi sáo đơn thuần không thể bước lên sân khấu tao nhã. Con trai tôi thành thạo các nhạc cụ chính, cậu có thể không? Hoàng Tuấn Kiệt hùng hồ dọa người nói. Dương Tiêu biết, nhạc cụ chính đề cập đến rất nhiều. Chẳng hạn như piano, violin, guitar, đàn tranh. Thật sự rất nhiều. Nhưng Dương Tiêu luôn tin rằng biết 100 không bằng thông thạo một. Trong xó rất nhiều loại nhạc cụ, khi bạn chơi một loại nhạc cụ nào đó đến đỉnh cao, bạn sẽ nghiễm nhiên trở thành một bậc thầy. Nếu không,
Ngay cả khi bạn chơi tất cả các nhạc cụ rất tốt mà không thể tạo ra quan niệm nghệ thuật, đó là sự thất bại thực sự trong việc tạo nên sự phong nhã trên sân khấu. Đúng thế, anh được không? Có cha trông lưng, Hoàng Giật khiêu khích. Dương Tiêu sờ cằm nhìn Hoàng Tuần Kiệt, ngại quá, đã làm hai người thất vọng rồi, tôi thực sự biết. Con người tôi ý, cái gì cũng biết sơ sơ. Tôi biết hai người không phục, bậc thầy, R1254 Hoàng đúng không hai? Tốt thôi, ông nói xem ông giỏi nhạc cụ nào nhất, chúng ta hoàn toàn có thể so tài. Bố tôi chơi piano là giỏi nhất, so với bố tôi, ngay cả tư cách để bố tôi ra tay cũng không có. Hoàng Giật khinh thường nói. Giỏi nhất về piano. Nghe vậy, Dương Tiêu suýt bật cười. Thật sự ngại ghê, ngoài sáo ra, thứ mà Dương Tiêu tôi giỏi thứ hai là piano. Trước đó, tại buổi hòa nhạc của những thiên tài piano thế hệ mới ở trong nước, Dương Tiêu đã tạo ra một bữa tiệc hình ảnh của Sky Mountain Bird, lưu sảng nghệ sĩ piano số 1 trong nước sững sờ muốn quỳ xuống bái anh làm thầy, nhưng bị Dương Tiêu từ chối. Dương Tiêu nhìn Hoàng Tuần Kiệt cười nói, bậc thầy Hoàng giỏi chơi piano nhát. Thật ép không hợp tôi cũng khá giỏi piano. Không, biết kỹ năng chơi piano của bậc thầy Hoàng so với bậc thầy Lưu Sảng thì như thế nào? Bậc thầy Lưu Sảng, Hoàng Tuần Kiệt hơi sửng sốt. Sau đó, ông ta chế nhạo, bậc thầy Lưu Sảng được công nhận là nghệ sĩ piano số 1 trong nước. Tôi đương nhiên vẫn còn một khoảng cách với bậc thầy Lưu Sảng. Nhưng với một người hư danh như cậu, không cần bậc thầy Lưu Sảng đến, một mình tôi đã đủ khiến cậu sâu hỗ không chịu nổi rồi. Như thể Dương Tiêu là một người ra vẻ đạo mạo, trước mặt Hoàng Tuân Kiệt này hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Tốt, là ngựa chết hay lừa chết thì dắt ra xem. Nếu ông thua thì tôi là kẻ hư danh, nếu tôi may mắn thắng ông, xin lỗi, xin hãy nhanh chóng rời khỏi hiện trường buổi hòa nhạc, không được làm xáo trộn trật tự của buổi hòa nhạc, thế nào? Dương Tiêu nhìn Hoàng Tuân Kiệt. Dương Tiêu thật sự không thích kiểu hai cha con cùng đến đập phá nơi này. Tuổi trẻ ra so tài thì cũng thôi, ông đã già là bề trên lại không biết xấu hổ ra mặt bắt nạt người khác như thế. Hoàng Tuần Kiệt chế nhạo, được. Để xem hôm nay tôi sẽ khiến cậu mất hết danh dự như thế nào, không xuống nồi. Thật không, vậy thì tôi rất mong trời. Dương Tiêu cười nhẹ. Hoàng Tuấn Kiệt kiêu nạo bước lên bục cao, ông ta nhìn cung Linh Nhi, Tiêu, gái Linh Nhi, mượn đơn piano của cô dùng một lát. Hả, mượn piano của tôi dùng một lát, cung Linh Nhi theo bản năng nhìn Dương Tiêu. Cô biết Dương Tiêu có trình độ thổi sáo phi thường, nhưng về phương diện piano cung Linh Nhi vẫn chưa tự tin. Mặc dù trước đó Dương Tiêu đã tạo ra cảnh tượng Sky Mountain Bird, tạo nên quan niệm nghệ thuật mạnh mẽ, nhưng cung Linh Nhi vẫn rất lo lắng cho Dương Tiêu. Xét cho cùng, Hoàng Tuần Kiệt là nghệ sĩ piano hàng đầu trong nước, chỉ đứng sau bậc thầy Lưu Sảng. Nếu Hoàng Tuần Kiệt muốn biểu diễn hết mình, thì việc tạo ra quan niệm nghệ ép thuật sẽ thực sự không thành vấn đề. Tuy nhiên, Dương Tiêu hiểu sâu sắc, tạo ra quan niệm nghệ thuật cũng có 3-6-9 cấp độ. Cũng giống như một kỳ thị, thất bại, đạt tiêu chuẩn, rất tốt, xuất sắc, chỉ là một phạm vi lớn. Ngược lại có rất nhiều loại, xuất sắc cũng có nhiều loại, 90 điểm là xuất sắc, 100 điểm cũng là xuất sắc, vậy chắc chắn 100 điểm thuộc về tồn tại cao nhất. Dương Tiêu nói với cung Linh Nhi, không sao, cho ông ta mượn đàn piano thì có làm sao? Được, được rồi, lúc này cung Linh Nhi mới gật đầu. Cung Linh Nhi đã giỏi nhiều loại nhạc cụ từ khi còn nhỏ, mỗi nhạc cụ đều rất có màu sắc, nhưng đáng tiếc là không loại có thể tạo ra sự tồn tại quan niệm nghệ thuật. Ngay sau đó, một cây đàn piano cao cấp có giá trị đã được bố trí trên bục cao. Hoàng Tuần Kiệt ngạo mạn đi về phía cây đàn piano. Nhìn thấy Hoàng Tuần Kiệt làm thật, nhiều người có mặt tại hiện trường đã suýt xoa. Không ngờ, bậc thầy Hoàng lại so tài. Bây giờ hoàng tử nhỏ thôi sáo gặp nguy hiểm. Đúng thế, tuy nhiên, bậc thầy Hoàng có tiếng là bao che cho con. Vừa nãy Hoàng Giật bị hoàng tử nhỏ thổi sáo, làm mất mặt, thân là cha, bậc thầy Hoàng chắc chắn sẽ lấy lại danh dự. Bây giờ hoàng tử nhỏ thổi sáo gặp nguy hiểm, bậc thầy Hoàng cũng không phải người dễ chọc. Kỹ năng đánh đàn của ông ấy thực sự rất khủng bố. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt đầy đồng cảm. Tất cả đều biết Hoàng Tuần Kiệt có sức mạnh phi thường, là một trong số những bậc thầy piano giỏi ở Thiên Phủ Chi Quốc. Tất cả đều biết mấy năm nữa, khi bậc thầy Lưu Sảng nghỉ hưu, Hoàng Tuần Kiệt sẽ là nghệ sĩ piano số 1 trong nước. Đối mặt với cao thủ như vậy, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Dương Tiêu. Cung Linh Nhi cũng không ngoại lệ, cô thật sự rất lo lắng cho Dương Tiêu.
Tên tuổi của Hoàng Tuần Kiệt nổi tiếng đến mức người thường không dám coi thường. Trên mặt Dương Tiêu không hề có chút gọn sóng nào, anh ngược lại muốn xem trình độ piano của Hoàng Tuần Kiệt đã đạt đến trình độ nào. Hoàng Tuần Kiệt nhẹ nhàng ngồi trước đàn piano, vuốt ve những phím đàn piano, từ từ nhắm mắt lại. Bậc thầy Hoàng nghiêm túc, Cung Linh Nhi lo lắng nói. Trước đây cô đã từng xem các buổi hòa nhạc của Hoàng Tuần Kiệt, bất cứ khi nào Hoàng Tuần Kiệt nhắm mắt lại là Hoàng Tuần Kiệt bước vào trạng thái. Hoàng Giật nhìn cha trên bục cao nắm chặt tay, anh ta trầm giọng nói, bó, cố lên. Nhất định phải cho tên hư danh này đẹp mặt một chút. Để cơn bão đến dữ dội hơn đi. Dương Tiêu rất mong đợi. Nếu không có tí tính khiêu chiến nào thì quả thật khiến người khác thất vọng. Định Định đi nhờ ngay sau đó, khi Hoàng Tuất Kiệt vỗ ốt phím đàn piano trong 3 giây, một nốt nhạc dữ dội quét toàn bộ buổi hòa nhạc. Đột nhiên, khi nghe thấy nốt nhạc tất cả mọi người không cảm thấy quan niệm nghệ thuật nào cả, mà lần lượt trợn tròn mắt. Hai mắt Dương Tiêu sáng lên, chậc chậc, hay, xem ra lát tôi phải biểu diễn một số tuyệt chiêu. Đây thực sự là bản piano concerto no, 32 Cung Linh Nhi vừa nghe đã kinh ngạc. Hoàng Giật cười âm hiểm, khà khà. Không ngờ đúng không, bố tôi sẽ chơi bản piano concerto no, 3. Tác giả của bản piano concerto no, 3, op, 30, D minor là Rachmaninoff, hoàn thành vào tháng 9 năm 1909, công chiêu vào ngày 28 tháng 11 năm 1909. Đây là một tác phẩm quy mô lớn do nhà soạn nhạc, sáng tác biểu diễn tại Hoa Kỳ. Nó nổi tiếng khắp thế giới nhờ khả năng biểu đạt cảm xúc mạnh và kỹ năng chơi khó. Tác phẩm này chiếm một vị trí quan trọng trong văn học về piano concerto, được gọi là vua của các bản piano concerto. Bất cứ ai đã học piano đều biết bản piano concerto no, 3 được ca ngợi là bản piano khó nhất thế giới. Tác giả Rachmaninoff từng đích thân nói trên thế giới này chỉ có Horowitz mới có thể chơi tốt bản piano concerto no, 3. Horowitz, một trong những nghệ sĩ piano danh tiếng nhất thế giới, thậm chí còn được mệnh danh là ông hoàng piano trong lịch sử piano. Trời ơi, bậc thầy Hoàng lại chơi bản piano có độ khó cao số một thế giới, quá đỉnh rồi nhỉ. Đúng vậy, thật sự không ngờ tới bậc thầy Hoàng sẽ thử thách bản nhạc này. Cá nhân nhà soạn nhạc nói chỉ có vua piano. Horowitz mới có thể thể hiện hoàn hảo cảm xúc và nhịp. Điệu, kể từ khi Horowitz qua đời, hầu như không ai có thể phát huy vô cùng tỉnh tê bản này. Đúng thế, bậc thầy, Hoàng quá mạnh, vậy mà ông ấy lại dám điều khiển bản này. Tất cả mọi người tại hiện trường đều náo động, nhiều người nhìn vào dáng vẻ của Hoàng Tuấn Kiệt với sự kính sợ sâu sắc. Không thể không nói, Hoàng Tuấn Kiệt không chỉ thể hiện bản piano concerto no, 3. Mà còn thể hiện cảm xúc của ông ta một cách hoàn hảo. Mặc dù có những sai sót lớn nhưng Hoàng Tuần Kiệt đã thể hiện rất tốt. Rốt cuộc, vô số bậc thầy đẳng cấp thế giới đều không dễ dàng dám chơi bản nhạc này, sợ mật mặt. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Hoàng Tuần Kiệt đã hoàn thành bản piano concerto no, 3 một cách hoàn hảo. Bậc thầy Hoàng quá đỉnh, Dương Tiêu, anh gặp nguy hiểm rồi. Cung Linh Nhi kêu lên. Hoàng Tuần Kiệt đứng lên nhìn Dương Tiêu, cậu nhóc. Cậu có phục bản nhạc này không? Không thể không thừa nhận, ông quả thật có chút tài năng, nhưng bản SS này có độ khó rất cao. Ông cũng chỉ đạt đến mức hợp lệ, còn lâu mới đạt được sự hoàn hảo Dương Tiêu phê bình phù hợp với quy củ. Mức hợp lệ, Hoàng Tuần Kiệt tỏ vẻ khinh thường. Ông ta đã học bản piano concerto no, 3 trong gần nửa năm, với mục tiêu thách thức lưu sảng bậc thầy piano số 1 trong nước. Bây giờ, vì đối phó với Dương Tiêu, ông ta đã dùng trước. Ánh mắt Hoàng Tuần Kiệt nhìn Dương Tiêu càng khinh thường hơn, ông ta không tin trình độ piano của Dương Tiêu có thể vượt qua ông ta, cho dù đạt tới mức hợp lệ, nhìn chung trong nước, có mấy người si thê làm được. Cậu kiêu ngạo cái gì? Nhóc con, có giỏi thì cậu chơi đi. Đúng thế, anh giỏi thì chơi đi. Hoàng Giật phụ hoa, nhìn vẻ mặt ngạo nghề của hai cha, nhà họ Hoàng, Dương Tiêu búng tay, thờ ơ nói. Es ngồi đáy giếng làm sao biết thiên hạ rộng lớn. Dựng tai lên mà nghe, đêm nay, tôi sẽ dạy cho hai bố con ông một bài học miễn phí. Bài học miễn phí, nhóc con, giọng điệu của cậu thật sự lớn. Hoàng Tuần Kiệt cực kỳ ngạo mạn. Vừa nãy, bản piano concerto no, 3 là bản nhạc khó nhất trên thế giới. Hoàng Giật Siêu, cọt, bồ, con thấy tên này đang giả thần giả quỷ, chờ lát nữa, anh ta bắt tài sẽ không xuống nồi. Đột nhiên, hai cha con nhà họ Hoàng đều cười hả hê,
như thể Dương Tiêu sắp trở thành trò cười. Dương Tiêu, anh có được không? Cung Linh Nhi căng thẳng nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nhếch mép, đàn ông ấy, không thể nói không được, yên tâm, tôi có thể chịu được. Dương Tiêu cười phóng khoáng sải bước về phía đàn piano. Dương Tiêu, cố lên, Cung Linh Nhi không nhịn được nắm chặt góc quần áo, tận đáy lòng rất lo lắng cho Dương Tiêu. Xét cho cùng, Hoàng Tuần Kiệt là một nhân vật nổi tiếng trong giới piano trong nước, chỉ đứng sau bậc thầy Lưu Sảng. Mà Hoàng Tuần Kiệt vừa chơi bị piano có độ khó số một thế giới, điều này võ hình trung tạo cho người ta cảm giác bị áp bức mạnh mẽ. Vẻ mặt Dương Tiêu không hề dao động, anh đi chậm đến cạnh đàn, nhàn nhã ngồi xuống. Vuốt ve các phím đàn piano, một giai điệu dễ chịu vang lên. Lúc này, trong hiện trường buổi hòa nhạc to lớn vô số người tập trung ánh mắt vào Dương Tiêu, tất cả đều chờ đợi màn trình diễn tuyệt vời của Dương Tiêu. Đồng thời, nhiều người vô cùng lo lắng cho Dương Tiêu. Các anh nói xem hoàng tử nhỏ thổi sáo có thể biểu diễn ra màn biểu diễn có 1-0-2 không? Này, dù hoàng tử nhỏ có thể chơi loại nhạc cụ piano đi chăng nữa thì lần này chắc chắn anh ấy cũng sẽ thua. Nếu anh ấy gặp những cao thủ piano khác, thì có thể lật ngược. Nhưng Hoàng Tuần Kiệt là ai? Đó là một trong những bậc thầy piano hàng đầu trong nước. Ở hiện trường không thiếu fan của Hoàng Tuần Kiệt và Hoàng Dật, mặc dù rất ngưỡng mộ Dương Tiêu nhưng lần này trong lòng họ đã ủng hộ Hoàng Tuần Kiệt. Rốt cuộc, tên tuổi của Hoàng Tuần Kiệt quá lớn, vượt xa Dương Tiêu có thể so sánh. Nhìn đi, anh chàng này là cao thủ thôi sáo, trước mặt bậc thầy Hoàng hoàn toàn không gây ra sóng gió gì. Đúng vậy, trước mặt bậc thầy Hoàng, tên này nhất định không hề có sức mạnh chống đỡ. Lần này tên nhóc này chắc chắn sẽ thêu. Nhiều người nhìn Dương Tiêu với biểu cảm đùa cợt, như thế Dương Tiêu thật sự không chịu nổi một đòn trước mặt Hoàng Tuần Kiệt. Hoàng Tuần Kiệt nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu chế nhạo, nhóc con không biết tự lượng sức, dám thách thức tôi, đúng là không biết sống chết. Bó, tên này dám thách thức bó, không khác gì cầm đèn lồng tìm cút trong nhà vệ sinh. Hoàng Dật cười khinh thường. Ngay lúc nhiều người không mấy lạc quan về Dương Tiêu, đôi tay của Dương Tiêu bất ngờ múa trên phím đàn piano nhanh như chớp. Tỉnh tỉnh ti nhồ tỉnh 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 ti nhồ ngay sau đó, giữa giai điệu đẹp đẽ trên những phím đàn piano, một loạt nốt nhạc nhanh chóng bùng nổ, lan tỏa khắp khung cảnh buổi hòa nhạc. Nghe tiếng nhạc piano có tiết tấu cực nhanh, hơn chục nghìn khán giả mắt tròn xoe như bị điện giật. Đây là cái gì? Vô số người ngần ra, ánh mắt nhìn Dương Tiêu sợ hãi như vừa nhìn thấy ma. Cung Linh Nhi cũng sửng sốt, trời ạ. Vậy mà Dương Tiêu lại chọn bản nhạc này, anh ấy bị điên à? Không lẽ anh ấy không biết yêu cầu của bản piano này cao đến mức nào hả? Đây là đang đùa với lửa à? Không phải chứ, tên này bị co giật não hả, lại dám chọn bài này. Ngay cả Hoàng Dật cũng sửng sốt. Bậc thầy piano cấp bậc cung điện trong nước Hoàng Tuần Kiệt sửng sốt nói, đồ điên. Đúng là đồ điên, cậu. Cậu ta lại dám chọn bản siêu khó này, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Dương Tiêu, vẻ mặt của Hoàng Tuấn Kiệt đây kinh ngạc. Tỉnh tỉnh tinh, tỉnh 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 tinh dưới phím đàn của Dương Tiêu, ánh mắt nhiều người đờ đẫn, thân thể như hóa đá, trong đầu chỉ có vô số con ong bay vút lên trời như một bữa tiệc thị giác. Bumblebee Flying, bản nhạc mà Dương Tiêu chọn lại là Bumblebee Flying. Cung Linh Nhi che đôi môi anh đào gợi cảm không thể tin nổi. Đúng vậy, là Bumblebee Flying. Trong lòng nhiều người trùng xuống. Xác nhận bản piano của Dương Tiêu, không biết bao nhiêu người có mặt tại hiện trường đã nôi sóng gió trong lòng. Bumblebee Flying, còn được gọi là The Fly of the Bumblebee, là một trong những bài hát nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Nga Nikolai Andreevich Aisky-Korsakov và cũng được biết đến là một trong những bản nhạc điên rồ nhất thế giới. Danh tiếng của bản nhạc này đã gây bão trên toàn thế giới. Đã được sử dụng trong tác phẩm truyền thể từ vở opera Tale of Tristan của Pushkin. Vì vậy, giai điệu của bản nhạc này rất nhanh, các thế hệ sau thường chọn bản này để trình diễn piano, violin và các loại nhạc cụ khác. Nói trắng ra, bản nhạc này không nằm trong 10 bản nhạc piano khó nhất thế giới, nhưng để chơi được ý trong đó thì cực kỳ khó. Không phải độ khó của tác phẩm này quá cao mà là tác phẩm này quá cô điền, đầy chất hoang dã và cực kỳ cá tính. Điều quan trọng nhất là bản nhạc này có yêu cầu tốc độ cực kỳ cao, muốn chơi nó ở trạng thái xuất thần nhập hóa không khác gì khó cấp địa ngục. Mặc dù Hoàng Tuần Kiệt là nghệ sĩ piano cấp bậc cung điện trong nước, nhưng ông ta không thể đưa tác phẩm này lên đến đỉnh cao. Nói cách khác, Hoàng Tuần Kiệt có thể chơi đến 99,
99 điểm, nhưng không thể chơi đến 100 điểm. Nhìn chung toàn thế giới, không biết có bao nhiêu người có thể đạt 99,99 điểm, nhưng không ai đặt tấm vé nói rằng mình có thể đạt được 100 điểm. Hết cách, bản nhạc này đòi hỏi tốc độ ngón tay quá cao, đến mức tay tàn chết trận. Người khác không làm được, nhưng Dương Tiêu làm được. Khi anh chấp hành nhiệm vụ ở châu Âu, đã được ca ngợi như một nhà kiểm soát đàn piano, một nhóm các bậc thầy cấp bậc cung điện ở châu Âu đã khen ngợi khâm phục. Xét cho cùng, Dương Tiêu thường xuyên chém giết, tốc độ ra tay của anh vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu trên bục cao, Hoàng giật khít mũi nói, bó, con thầy tên này là tự chuốc diệt vào ngổ. Đúng vậy, bản Bumblebee Flying có thể chân chính đạt được điểm tối đa, nhìn toàn bộ thế giới, không có người nào cả. Hoàng Tuần Kiệt nghiêm nghị nói, ở trong mất hai người, cho dù Dương Tiêu chơi bản Bumblebee Flying này được 99,99 điểm, thì so với bọn họ Vân không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, sau đó sinh ra biến hóa kinh ngạc. Tỉnh tỉnh tinh, tỉnh tinh tỉnh tinh. Trong phút chốc, hai tay Dương Tiêu bay nhanh, tiết tấu cực nhanh, dâng trào cuồng bạo, nót nhạc bắn ra như đạn. Siêu nhè nhồ cực kỳ điên rồi. Siêu khốc liệt. Trên phím đàn piano, hoàn toàn không nhìn rõ ngón tay của Dương Tiêu, tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Hơn chục nghìn người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chỉ cảm thấy có sấm sét nổ vang, hoàn toàn chinh phục được bọn họ. Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy có vô số con ong mật ong ong bên tai, thật sâu kích thích thần kinh não bộ của mọi người. Những nốt nhạc cuồng bạo mà hỗn loạn thực sự sắc nét ly kỳ, bắn ra giống như những viên đạn, những con ong nhảy múa khiến người khác cảm thấy sắc bén mà lại rung động lòng người. Cảm nhận được bầy ong đang nhảy múa xung quanh tai mình, Hoàng giật như bị sét đánh, không khỏi há to miệng. Chuyện này làm sao có thể? Toàn thân Hoàng Tuần Kiệt giật mình, như bị điện giật kinh hãi liên tục. Thật sự, Hoàng Tuần Kiệt chỉ cảm thấy ong ong vo ve la hét từ phía, gần như làm chân động ra đầu của ông ta. Cảnh tượng này đơn giản là quá lật đổ. Dương Tiêu hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc, hai tay múa tới múa lui trên phím đàn piano, hóa thành những bóng mờ ảo. Trong chốc lát, cả nghìn người giật mình, chỉ cảm thấy như bị ong đốt tâm hồn giật mình không ngừng. Lật đổ, quá lật đổ. Những nốt nhạc hỗn loạn và dữ dội giống như những con ong đốt sâu trong tim người, cảm giác không rét mà run khiến da đầu tê dại. Giờ phút này, hơn chục nghìn người đều nổi da gà toàn thân, kích thích mãnh liệt, điên cuồng khiến bọn họ sởn gai ốc. Các nốt nhạc rơi xuống như một cơn bão dữ dội, làm tê liệt sâu thần kinh não bộ của tất cả những người có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, Dương Tiêu đã bước vào cảnh giới người hòa với piano từ lâu, màn trình diễn của anh càng ngày càng nhanh, một lần nữa đảnh đỗ nhận thức của mọi người có mặt tại hiện trường. Không, đừng, một thanh niên không còn kìm chế được sợ hãi trong lòng bịt chặt lỗ tai. Đôi mắt của anh ta như nứt ra, anh ta chỉ cảm thấy có ong vây quanh mình, đang quét về phía anh ta. AI không, lại thêm một người kinh hãi hét lên vùi đầu vào tay. Dừng lại, mau dừng lại, một người đàn ông trung niên thở gấp. Phủi quan niệm nghệ thuật quá mạnh, một người bị dọa sợ lên cơn đau tim, hai mắt tối sầm ngất xỉu. Không, không, lại một người khác kinh hãi hét lên rơi vào trạng thái hôn mê. Kinh khủng, cảnh tượng này thật sự quá kinh khủng. Tóc tai ai nấy đều dựng đứng, như thể hàng ngàn con ong đang vây về phía họ. Choáng váng, mọi người đều bị dọa sợ choáng váng. Hơn chục nghìn khán giả choáng váng, Cung Linh Nhi choáng váng. Hoàng giật choáng váng, ngay cả bậc thầy piano Hoàng Tuân Kiệt cũng choáng váng. Lật đổ, thật sự quá lật đổ, tay của Dương Tiêu nhanh đến mức hoàn toàn đánh đổ nhận thức của bọn họ về Bumblebee Flying. Ngay sau đó, một người sợ hãi sùi bọt mép rơi vào hôn mê. Đi nhờ cuối cùng, âm nhạc cũng bình phi ính trở lại. Hai tay Dương Tiêu vỗ ốt ve các phím đàn piano, hoàn thành bản nhạc với điểm số hoàn hảo. Tuy nhiên, hiện trường to lớn chìm vào im lặng chết chóc, không một ai phát ra âm thanh nào cả. Ánh mắt bọn họ đều khóa trên người Dương Tiêu, trong lòng run sợ giống như nhìn ma piano. Nhìn hiện trường im lặng, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Có vẻ như kết quả không tệ. Anh đã từng lang thang trên sân khấu quốc tế. Một bản nhạc Bumblebee Flying không biết đã chinh phục được bao nhiêu bậc thầy piano đẳng cấp thế giới. Thậm chí, nhiều công chúa hoàng gia ở châu Âu biết tốc độ tay Dương Tiêu rất nhanh đã nhớ thương Dương Tiêu trong lòng, chỉ muốn cảm nhận tốc độ tay bát thường của Dương Tiêu. Đúng vậy,
không biết có bao nhiêu vương công quý tộc ở châu Âu muốn tận mắt trải nghiệm tốc độ ra tay kinh ngạc của Dương Tiêu, thỏa mãn nhu cầu khó tả của họ. Tất nhiên, Dương Tiêu đã không quan tâm những người hâm mộ thô tục này. Không ổn, không ổn, có người, ngất xỉu, có người ngất xỉu, gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu. Hiện trường im lặng nửa phút, sau đó có người hoàn hôn lại phát hiện xung quanh có người đang ngất xỉu. Bịch bịch, bịch bị chi nghe thấy tiếng la hét, các nhân viên cấp cứu tại buổi hòa nhạc mới tỉnh táo lại. Dưới bản nhạc Bumblebee Flying của Dương Tiêu, vừa rồi tất cả đều rơi vào trạng thái thẫn thờ. Không lâu sau, 11 khán giả ngất xỉu được đưa đến bệnh viện, 36 khán giả sợ hãi tái phát bệnh tim. Nhìn thấy có người ngất xỉu, Dương Tiêu đỡ chán, yêu xem ra lại tạo nghiệp rồi. Trước đây, khi anh biểu diễn trên sân khấu thế giới, thỉnh thoảng có người, vì bản nhạc Bumblebee Flying với tiết tấu quá nhanh do anh biểu diễn mà hôn mê bất tỉnh, điều này làm Dương Tiêu dở khóc dở cười. Dương Tiêu, anh là quái vật à? Cung Linh Nhi hoàn hồn, nhìn Dương Tiêu như nhìn thấy ma. Dương Tiêu bắt lực giang hai tay ra, tay nhanh, tôi cũng hệt cách. Hồi đó, anh thường sống bên bờ vực cái chết, chỉ sau đó Dương Tiêu mới luyện được tốc độ tay đáng kinh ngạc này. Trên thực tế, Dương Tiêu không chỉ nhanh, mà các loại phản ứng đều siêu nhanh. Từng là lưỡi dao sắc bén manh nhất, nhiệm vụ mà Dương Tiêu tiếp nhận có cái nào mà không khó cấp địa ngục. Chỉ cần có bất kỳ sai lầm nào, chỉ cần chênh lệch 0,1 giây, không phải đối phương sẽ chết, mà là anh Dương Tiêu. Kiểm soát bàn phím, anh thật sự là một tay kiểm soát bàn phím. Cung Linh Nhi hoàn toàn bị Dương Tiêu chinh phục. Dương Tiêu chớp mắt, khoan hãy nói, trước kia ở nước ngoài, mấy ông già nước ngoài đó cũng từng nói như vậy. Tôi có thể học tốc độ tay từ anh không? Anh có thể đến nhà tôi dạy tôi? Đôi mắt Cung Linh Nhi tràn đầy mong đợi mãnh liệt. Cô yêu thích nhất là piano, nếu cô có thể có tốc độ tay nhanh như Dương Tiêu, cô chắc chắn sẽ sớm trở thành bậc thầy piano thế hệ mới. Dương Tiêu kinh ngạc, không phải chứ Cung Linh Nhi, tôi coi cô là bạn, vậy mà cô lại muốn ăn hời của tôi. Ăn hời của anh, tôi ăn hời của anh cái gì? Cung Linh Nhi hơi khó hiểu. Dương Tiêu tức giận nói, trước kia ở nước ngoài, những người phụ nữ tóc vàng mắt xanh đó biết tốc độ tay của tôi nhanh, tất cả đều lấy danh nghĩa học hỏi tốc độ tay nhanh từ tôi mà lừa tôi đến phòng của bọn họ, sau đó âm mưu làm loạn tôi. Hả? Cung Linh Nhi nghe vậy thì lập tức kinh ngạc. Cô chợt nhận ra, khuôn mặt non nót bỗng chốc bị mây đỏ bao phủ. Cung Linh Nhi ngượng ngùng nhìn chằm chằm Dương Tiêu, anh lái xe, anh đây là lái xe, tôi có chứng cứ chắc chắn. Dương Tiêu, anh quá không trong sáng, tôi còn là trẻ con. Tôi lái xe, là cô muốn ăn hời của tôi mà. Dương Tiêu cũng rất phiền muộn. Tay mình nhanh thì có gì tốt? Tại sao tụi con gái lại luôn tìm mình muốn học tốc độ tay của mình, không những không học, mà còn muốn mình phát huy trên người họ, Dương Tiêu thật sự không hiểu. Con gái tay nhanh thì có lợi ích gì? Dương Tiêu thật sự bối rối, không thể hiểu nổi. Tí tách, tí tách. Hai cha con Hoàng Tuần Kiệt và Hoàng Giật Dân tỉnh táo lại thì kinh hãi, trên trán họ chảy mồ hôi ròng ròng to như hạt đậu nành. Không biết từ lúc nào lưng của hai cha con nhà họ Hoàng đã ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt của họ nhìn Dương Tiêu đột nhiên thay đổi. Điểm tối đa, đây chắc chắn là Bumblebee Fling điểm tối đa. Vừa rồi hai người còn tưởng Dương Tiêu chơi Bumblebee Flying tới mức 99,99 điểm là đã đạt tới cực hạn. Ai biết Dương Tiêu chơi Bumblebee Flying lại mang đến cho người khác nhận thức lật đổ mạnh mẽ như vậy. Vừa nãy khi Dương Tiêu đang chơi, họ cảm thấy có vô số con ong N9 rình rập xung quanh họ, sẽ tung ra một cuộc tấn công chí mạng vào họ bất cứ lúc nào. Với loại cảm giác rùng rợn này, hai người hoàn toàn không muốn thử lại lần nữa. Hoàng Tuấn Kiệt run giọng nhìn Dương Tiêu, có thể chơi Bumblebee Flying rung động lòng người, nhìn chung toàn thế giới hoàn toàn không tìm được người như cậu. Sốt của cậu là ai? Hai cậu nhất định không đơn giản chỉ là hoàng tử nhỏ thổi sáo. Sốt của cậu là ai? Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, cảm giác ưu việt trên mặt Hoàng Tuấn Kiệt đã hoàn toàn tan thành mây khói. Ông ta biết mình đã bại, hơn nữa còn bại đến mức không thể đánh trả. Tôi là ai quan trọng không? Dương Tiêu nhẹ giọng nói. Đột nhiên, một khán giả dường như đã nghĩ tới điều gì đó, không khỏi thốt lên, cách đây không lâu. Bậc thầy Lãng Lãng tổ chức một buổi hòa nhạc ở thành phố Trung Nguyên, có một thanh niên bí ân tiên lên chơi bản nhạc Shepherd Piano, hình như anh ấy là người chơi bản nhạc Shepherd Piano ngày hôm đó. Cái gì? Khoảng thời gian trước,
Người chơi bản nhạc Shepard Piano và tạo ra Sky Mountain bớt rầm rộ chính là Dương Tiêu trước mặt này. Nghe vậy, hai cha con nhà họ Hoàng như bị sét đánh trúng, trong lòng hai người đều nổi sóng, ánh mắt nhìn Dương Tiêu lập tức sôi tung lên. Đúng vậy, là anh ấy, chính là anh ấy. Người tạo ra bản nhạc Sky Mountain bớt ở buổi hòa nhạc của bậc thầy Lãng Lãng chính là hoàng tử nhỏ thổi sáo. Thảo nào vừa nãy tôi thấy hoàng tử nhỏ thổi sáo rất quen thuộc. Một người nói rất chắc chắn. Nghe vậy, một người khác kích động nói, đúng thế. Tôi cũng có mặt ở tại buổi hòa nhạc của bậc thầy Lãng Lãng hôm đó, đúng vậy, chính là anh ấy. Đò ơ mời không phải chứ. Hoàng tử nhỏ thổi sáo không chỉ biết thổi sáo, mà còn là bậc thầy piano đẳng cấp thế giới, đã tạo ra bản Sky Mountain bớt chấn động lòng người từ xưa tới nay. Trong chốc lát, toàn bộ buổi hòa nhạc sôi sục, vô số người chết lặng. Khoảng thời gian trước, Dương Tiêu chơi Shepard Piano mạnh mẽ tại buổi hòa nhạc của bậc thầy Piano Lãng Lãng, tạo ra bản Sky Mountain bớt rầm rộ, gây chấn động nền âm nhạc trong nước. Chỉ là lúc đó tất cả mọi người đều say sưa với giai điệu tuyệt đẹp do Dương Tiêu chơi đã quên mất việc chụp ảnh. Khi tỉnh táo lại, Dương Tiêu đã rời đi. Chuyện này vừa xảy ra, cả nền âm nhạc chấn động giống như một trận động đất lớn. Rốt cuộc, Sky Mountain bớt rầm rộ chỉ tồn tại trong thời cổ đại. Ai có thể ngờ tới có người sẽ thực sự tạo ra Sky Mountain bớt rầm rộ. Loại tồn tại chắc chắn là bậc thầy âm nhạc đẳng cấp thế giới. Nếu người này nói mình đứng thứ hai thế giới về piano, e rằng không ai dám xưng thứ nhất. Không phải chứ, ánh mắt Hoàng giật dần dần trở nên đờ đẫn. Hoàng Tuần Kiệt há to miệng, vẻ mặt thân thờ. Thì ra là tiền bối tài giỏi tạo ra Sky Mountain bớt. Chẳng trách có thể chơi Bumblebee Flying mạnh mẽ đến vậy. Là mình thô lôi. Hoàng Tuân Kiệt cười lầm bầm một mình với vẻ xấu hổ. Lúc đầu ông ta chỉ nghĩ, Dương Tiêu là thanh niên vô danh tiểu tốt, ai ngờ Dương Tiêu lại có lai lịch lớn như vậy. Người tạo ra Sky Mountain bớt, loại tồn tại này vượt xa ông ta có thể so sánh. Kết thúc màn biểu diễn, Dương Tiêu nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, cùng Linh Nhi phải tiếp tục biểu diễn buổi hòa nhạc. Không còn sớm, mong hai người hãy nhanh chóng rời đi. Chúng tôi... Khuôn mặt của Hoàn, giật khá xấu xí. Đêm nay anh ta đến là để đập phá, nhưng không ngờ lại chạm mặt Dương Tiêu, một sự tồn tại yêu nghiệt của nền âm nhạc. Hoàng Tuấn Kiệt khẽ thở dài nói nhỏ, thua rồi, chúng ta hoàn toàn thua, đi thôi. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt không hề có cái gọi là không phục, ông ta biết trình độ âm nhạc của mình hoàn toàn không thể lấy ra dùng trước mặt Dương Tiêu. Bậc thầy, đây là bậc thầy âm nhạc thực sự. Hoàng Giật nắm chặt tay tỏ vẻ không cam lòng, nghĩ đến tài năng âm nhạc mạnh mẽ của Dương Tiêu, Hoàng Giật cảm thấy yếu ớt, vô lực. Hết cách, trước thực lực tuyệt đối của Dương Tiêu, anh ta chỉ đành ngoan ngoãn chấp nhận. Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đầu xoay người đi ra ngoài địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, Hoàng Giật đi theo sau. Nhìn hai cha con Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Giật rời đi, Dương Tiêu bất lực nhún vai. Tối nay anh tới đây giúp Cung Linh Nhi, ai ngờ Hoàng Tuấn Kiệt và Hoàng Giật lại gây rắc rồi. Đổi thành người khác, Dương Tiêu thật sự không muốn quan tâm, nhưng Cung Linh Nhi là cô chủ nhà họ Cung, Dương Tiêu không muốn xen vào cũng khó. Dương Tiêu, anh thật sự rất đỉnh. Ánh mặt trong veo của Cung Linh Nhi tràn đầy ngưỡng mộ. Nhìn dáng vẻ khâm phục thật lòng của Cung Y Ú Tê Nhi, miệng Dương. Tiêu không khỏi hơi nhét lên, đều là mây kỹ năng lặt vặt, tôi còn biết cái khác giỏi hơn. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp Cung Linh Nhi khăng khăng tìm mình thử trình độ âm nhạc sâu, rồi nhìn vẻ mặt của Cung Linh Nhi lúc này, Dương Tiêu thật sự dở khóc dở cười. Hả, còn biết cái khác giỏi hơn, tay nhanh của anh còn có thể nhanh hơn à? Vậy sợ là trên đời này không có cô gái nào có thể chịu được tốc độ tay của anh. Cung Linh Nhi nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt khó tin. Dương Tiêu nghe vậy, nghỉ, ngờ hỏi, không có cô gái nào có thể chịu được tốc độ tay của tôi. Có ý gì? Dương Tiêu. Anh đang giả vờ không hiểu hả? Gương mặt non nớt của Cung Linh Nhi đỏ bừng. Dương Tiêu thật sự không hiểu, tôi thật sự không hiểu. Xí, đàn ông đều là móng heo lớn, anh không hiểu. Tôi học hành ít, anh đừng lừa tôi. Cung Linh Nhi rất nghi ngờ. Đây là thời đại cởi mở, không có nhiều cô gái thực sự ngây thơ. Cung Linh Nhi sinh ra trong một gia, tộc mạnh số một ở Trung Nguyên, tất nhiên đặc biệt nhạy cảm với những điều này. Cô biết đàn ông có tốc độ tay nhanh thì về phương diện đó phụ nữ sẽ thoải mái hơn nhiều. Dương Tiêu nhíu mày, nhóc, rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Bót quanh co lòng vòng được không? Hừ, tôi sẽ không bị lừa đâu.
Nếu anh thực sự không hiểu thì về nhà xem phim Nhật với chị dâu Mộc Tuyết rồi thực hành một chút thì sẽ biết ngay. Cung Linh Nhi đỏ mặt nói. Phim Nhật, Dương Tiêu vẫn rất không hiểu. Bao năm qua, Dương Tiêu rất trong sáng. Tuy cái gì Dương Tiêu cũng biết sơ sơ, nhưng trong chuyện giường chiếu nam nữ anh thực sự không hiểu. Mấy năm trước, anh đã bị nhà họ Dương ở Đề Đồ tàn nhẫn đuổi khỏi nhà, Dương Tiêu ôm hận rời đi, hoàn toàn không hiểu chuyện nam nữ. Lăng Ảnh Huyên đội phó của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng đã nhiều lần ảm chỉ anh, nhưng đều bị Dương Tiêu từ chối vô tình. Chỉ là lúc đó Dương Tiêu bị thù hận làm mù quáng, anh thật sự không có tâm tư tìm hiểu chuyện nam nữ. Sau đó, Dương Tiêu xuất ngũ, vào ở rễ nhà họ Đường. Ở rễ 5 năm, Dương Tiêu rơi vào trạng thái im lặng, càng không tìm hiểu chuyện nam nữ. Mặc dù đã cá nước thân mật với Đường Mộc Tuyết, nhưng trên phương diện nam nữ Dương Tiêu vẫn không khác gì học sinh tiểu học, vẫn đang trong giai đoạn khám phá. Trong những lần làm nhiệm vụ lúc trước, Trần Khải đội trưởng đội 1 của đội đặc chiến Đông Phương, Thần Ưng là người biết nhiều nhát. Trần Khải là anh em tốt của Dương Tiêu, cậu chủ của nhà họ Trần gia tộc mạnh số 1 ở Tây Song Bản Nạp. Bởi vì trận chiến trong rừng mưa nhiệt đới kéo theo việc xuất ngũ của Dương Tiêu, Trần Khải đã nản lòng cũng lựa chọn xuất ngũ. Lần trước ở Tây Song Bản Nạp, nếu không có Trần Khải thì e rằng Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết sẽ thực sự chôn vùi trong túp lều bỏ hoang dưới núi Phổ Nhĩ. Trước khi chưa xuất ngũ, Trần Khải thích nghiên cứu những chuyện nam nữ này. Có 364 thế, điều khiển được 72 loại thay đổi, thành thạo thổi kèn đàn hát các kiểu. Dương Tiêu không hiểu lắm, mỗi lần sử dụng Mỹ Nam kế, Dương Tiêu luôn bảo Trần Khải ra tay. Những công chúa hoàng gia châu Âu đó sẽ khen ngợi Trần Khải, lưu luyện không rời. Ngay cả sau này những công chúa, phụ nữ này biệt Trần Khải là gián điệp, họ vẫn lưu luyến Trần Khải không quên. Điều này đủ để chứng minh thành tích của Trần Khải ở khía cạnh đó rất mạnh. Cung Linh Nhỉ đỏ mặt nói, anh dai à, bộ ỏi biểu diễn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, anh có định tham gia không? Không không không, Dương Tiêu vội xua tay. Đêm nay là sân nhà của Cung Linh Nhi, nếu anh tiếp tục biểu diễn, chấn động hay không thì không biết, nhưng rể, chăn vô hình chung sẽ đảo khách thành chủ sân nhà của Cung Linh Nhi. Chỉ là, sau khi thân phận bị lộ, Dương Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi ở ngoài theo dõi. Anh chỉ đành đến sau hậu trường xem. Sân khấu giao lại cho Cung Linh Nhị, Cung Linh Nhị tiếp tục biểu diễn đủ loại nhạc cụ. Hàng nghìn khán giả có mặt tại hiện trường dần di chuyển sự chú ý trên người Dương Tiêu sang Cung Linh Nhị. Tài năng âm nhạc của Cung Linh Nhị không phải chỉ trưng bày, thực sự khiến Dương Tiêu kinh ngạc. Dương Tiêu không hiểu Cung Linh Nhị nói gì, anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Trần Khải đang ở Tây Song Bản Nạp rất xa. Đội trưởng, sao nửa đêm nửa hôm lại nghĩ tới việc gọi điện cho tôi thế? Trần Khải cười thoải mái khi nhận được cuộc gọi của Dương Tiêu. Dương Tiêu sò mũi, người anh em, đã xuất ngũ cả rồi, gọi tôi là Lão Dương là được, đừng gọi đội trưởng. Không được, một ngày làm đội trưởng thì cả đời làm đội trưởng, đây là vấn đề nguyên tắc. Trần Khải kiên định nói. Dương Tiêu bắt lực nói, được rồi. Chuyện đó, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Có chuyện gì thì đội trưởng cứ nói thẳng đi. Trần Khải nói thẳng. Dương Tiêu thấp giọng nói nhỏ, người anh em, tốc độ tay đàn ông nhanh thì có lợi gì cho phụ nữ? Trần Khải đang thưởng trà trong biệt thự nhà họ Trần ở Tây Song Bản Nạp, vừa nghe thấy thể lập tức phun ra một ngụm trà. Choáng váng Trần Khải bị câu hỏi của Dương Tiêu làm choáng váng ngay tại chỗ tốc độ tay nhanh của đàn ông có lợi gì cho phụ nữ? Câu hỏi này khiến người ta không thể trả lời được. Người anh em, có vấn đề gì à? Dương Tiêu nhận ra Trần Khải mắt bình tĩnh, lại thấp giọng nói. Anh sợ rằng đây lại là vấn đề lái xe, bị người khác nghe thấy chuyện cười. Trần Khải ngần người, đội trưởng, anh nói nghiêm túc à? Anh có chắc là không nói đùa với tôi không? Tôi giống loại người hay nói đùa như thế à? Dương Tiêu tức giận nói. Trần Khải ngẫm lại thật kỹ, cũng đúng, anh đã từng thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy. Có nhiều con cá lớn bảo anh cua anh chăng thèm cua, kết hôn với chị dâu 5 năm vẫn là trai tân. Người khác nói không biết thì tôi không tin, nhưng đội trưởng nói thì tôi tin. Bót lòng vòng, tốc độ tay nhanh của đàn ông có lợi gì cho phụ nữ? Dương Tiêu hỏi. Trần Khải do dự một lúc rồi nói với Dương Tiêu, đội trưởng, tôi cũng không thể giải thích rõ chuyện này, chỉ là hiểu nhưng không biết diễn tả ra sao. Chuyện đó, tôi sẽ gửi cho anh một bộ phim. Là của bậc thầy Takao Kato người Nhật đích thân quay, anh xem sẽ hiểu ngay. Được, tôi đợi phim của cậu. Dương Tiêu đáp. Cúp điện thoại,
Trần Khải tỏ vẻ thần bí, trong lòng Dương Tiêu dâng lên một điềm báo dữ dội. Chắc không phải lại lái xe đấy chứ. Hơn nữa còn là kêu lái xe bẩn bẩn kêu tỷ nhi. Ngay sau đó, Trần Khải đã gửi một video clip ngắn cho Dương Tiêu. Dương Tiêu nhấp vào, hai mắt lập tức trừng lớn. Trong video, một tay đàn ông bay nhanh, còn người phụ nữ trong video thì hớ hênh, kết thúc thì vẻ mặt đầy mãn nguyện. Đò mò, xem xong, Dương Tiêu không khỏi bùng nô. Đúng lúc này, Trần Khải gửi đến một tin nhắn, đội trưởng, bàn tay của bậc thầy Kato được xưng là những ngón tay vàng. Anh là người kiểm soát bàn phím, sợ là trước mặt anh bậc thầy Kato sẽ mặc cảm. Biến đi cho tôi, đầu Dương Tiêu nổi đầy vạch đen. Lúc trước Dương Tiêu thật sự không biết tại sao những phụ nữ Âu Mỹ kia biết tay mình nhanh như vậy lại nhớ thương anh. Hóa ra, đây lại là lý do. Nhớ lại vẻ mặt ngượng ngùng của Cung Linh Nhi vừa nãy, Dương Tiêu càng không nói nên lời. Phía sau sân khấu không có của, Dương Tiêu muốn đi cũng không thể đi được. Sau khi buổi biểu diễn của Cung Linh Nhi kết thúc, đêm đã rất khuya. Rất đông người hâm mộ muốn tìm Dương Tiêu xin chữ ký, chụp ảnh chung, nhưng Dương Tiêu vẫn đứng, sau hậu trường, không chịu ra ngoài. Không phải anh tự cho là thanh cao, mà là Dương Tiêu biết cây to đón gió, hiện tại anh chỉ muốn khiêm tốn. Nói trắng ra, hiện tại sức lực của Dương Tiêu đã khôi phục được 90%, thiếu chút nữa sẽ trở lại thời kỳ đỉnh cao. Cho đến khi sức chiến đấu được khôi phục hoàn toàn, có thể không gây rắc rối cho gia đình thì sẽ không gây rắc rối. Đúng 10 giờ, Cung Linh đeo mặt nạ đen nói, nhanh lên, đi, anh đưa tôi về nhà. Tôi đưa cô về, cô, không phải cô nhớ thương tốc độ tay của tôi đây chứ. Cô tỉ tiện, nhóc Linh Nhi, cô chỉ là một đứa trẻ. Dương Tiêu chết lặng nói. Nghe đến đây, Cung Linh Nhi suýt bị nội thương. Cung Linh Nhi trọn to hai mắt nhìn Dương Tiêu, không phải chứ Dương Tiêu, trong đầu anh nghĩ gì thế? Được, tôi nhớ thương tóc độ tay của anh đấy, đêm nay anh dám về nhà cùng tôi không? Tôi tắm rửa sạch sẽ chờ anh trên giường. Nói xong, Cung Linh Nhi ưỡn ngực, khá là kiêu ngạo. Khu, Dương Tiêu vừa ho vừa sờ mũi. Trong lòng anh chỉ có Đường Mộc Tuyết. Cho dù những cô gái khác xinh đẹp như thế nào, Dương Tiêu cũng sẽ không có ý nghĩ sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vì có mối quan hệ tốt với ông nội Cung Cung Thiên Tè nên trong lòng Dương Tiêu chỉ coi Cung Linh Nhi như một đứa em gái. Cung Linh Nhi bĩu môi nói, có tâm sắc bi không có can đảm. Nhóc, đừng nói vớ vẩn, tôi không hề mơ tưởng về cô, Dương Tiêu tức giận nói. Cung Linh Nhi làm mặt quỷ, được. Không mơ tưởng tói. Chúng ta mau đi thôi, bên ngoài có một nhóm phóng viên rất đông. Tôi không dám ra ngoài một mình, tối nay chỉ có thể đi xe của anh. Không nên chần chừ, nhanh lên, tôi phải về nhà sớm. Dương Tiêu nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm. Hai người thay quần áo ở sau hậu trường, quần như bánh trưng rồi lẳng lặng rời đi trong bóng tối. Phủi sau khi lên xe, Cung Linh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô sợ bị nhận ra. Dương Tiêu đạp ga, đi nhanh về phía biệt thự nhà họ Cung. Ngồi trong xe, Cung Linh Nhi nhớ lại màn trình diễn xuất sắc tối nay của Dương Tiêu, cô kinh ngạc hết lần này đến lần khác. Dương Tiêu, anh thật sự quá đỉnh. Cung Linh Nhi không nhịn được nói. Dương Tiêu cười nhẹ, không đỉnh gì cả. Chuyện đó, sao anh lại thành công trong lĩnh vực âm nhạc này vậy? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Tài năng không gì sánh kịp, Cung Linh Nhi kinh ngạc nói. Dương Tiêu nhếch mép. Ha, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, tôi cũng không muốn học cũng. Hết cách, không học thì không làm việc tốt được. Cái gọi là làm việc tốt trong miệng anh đương nhiên là thực hiện tốt nhiệm vụ. Khi lang thang trên sân khấu quốc tế, Dương Tiêu đã đi nhiều nơi, lĩnh vực nào cũng hiểu biết sơ sơ, Dương Tiêu cũng là bất đắc dĩ. Cùng với có thầy tự do nhưng lại kỷ luật vô cùng khắc nghiệt nhận làm học trò, Dương Tiêu tự nhiên tiến bộ rất nhanh. Được rồi. Bây giờ tôi phải thừa nhận âm đạo của anh quả thực còn sâu hơn của tôi rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Linh Nhi hoàn toàn thất lạc. Dương Tiêu nghe vậy, nghe thế nào cũng cảm thấy không thoải mái. Chuyện đó, thương lượng với cô một chuyện, đừng nói âm đạo này âm đạo nọ nữa, cũng đừng nói sâu này nọ. Tôi là đàn ông trưởng thành, lỡ bị người khác hiểu lầm, người không biết sẽ tưởng tôi là biến thái. Vẻ mặt Dương Tiêu bất lực. Hi hi. Nhìn thấy Dương Tiêu đáng yêu như vậy, Cung Linh Nhi không kìm được cười ra tiếng như chuông bạc. Mặc dù chủ đề này rất dễ khiến người khác nghĩ quanh co, nhưng nhìn vẻ mặt bất lực của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi thực sự cảm thấy đặc biệt thú vị.
Lần đầu tiên gặp Dương Tiêu, Cung Linh Nhi luôn cảm thấy Dương là một người đàn ông thăng như thép. Bây giờ Cung Linh Nhi lại không tìm vậy, cô cảm thấy Dương Tiêu rất thú vị, có một linh hồn thú vị ân trong cơ thể. Dương Tiêu nói tiếp, đặc biệt là sau này gặp chị dâu Mộc Tuyết, lỡ cô đột nhiên nói Dương Tiêu anh có muốn thử xem âm đạo của tôi không, âm đạo của tôi càng sâu hơn. Một khi chị dâu Mộc Tuyết hiểu lầm, tôi chắc chắn sẽ xong đời. Anh tài xế già, Cung Linh Nhi nghe vậy ngượng ngùng không thôi. Gì mà âm đạo của tôi càng sâu. Trong giới âm nhạc, trình độ âm nhạc gọi tất là âm đạo, điều này rất dễ hiểu. Vốn Cung Linh Nhi không nghĩ linh tỉnh, bị Dương Tiêu nói như thế, Cung Linh Nhi không nghĩ linh tỉnh cũng khó. Ban đêm xe ít, Dương Tiêu đưa Cung Linh Nhi đến biệt thự nhà họ Cung rất nhanh, đến rồi, xuống xe đi. Nhớ lại tối nay Dương Tiêu đã xuất sắc trong buổi hòa nhạc, nghĩ rằng niềm tin ban đầu của mình là tìm một thiên tài âm nhạc. Nhìn Dương Tiêu, Cung Linh Nhi không nhìn được não giật giật nói với Dương Tiêu, Dương Tiêu, chuyện. Chuyện đó, tôi muốn yêu. Cái gì? Yêu đương. Dương Tiêu giật mình như thể bị giật điện, ánh mắt nhìn Cung Linh Nhi lập tức thay đổi. Cung Linh Nhi này nửa đêm nửa hôm nói ra lời này, là có ý gì? Cô nói cái gì? Dương Tiêu không chắc chắn hỏi lại. Cung Linh Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Tiêu, lại thấp giọng nói, tôi muốn yêu, hả? Muốn yêu, vậy thì yêu đi. Dương Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Cung Linh Nhi giận dữ dậm chân, anh đang giả vờ không hiểu hả? Nói thẳng, ý gì? Vẻ mặt Dương Tiêu nghi ngờ. Cung Linh Nhi tức giận nói, anh dạy tôi biệt yêu, anh không định chịu trách nhiệm với tôi hả? Chịu trách nhiệm, tôi chịu trách nhiệm, con nhóc nhà cô yêu đương thì liên quan cái vẹo gì đến tôi? Vẻ mặt Dương Tiêu không nói nên lời. Cung Linh Nhi tức lên tức xuống, tiếng sáo tuyệt đẹp như mỗi tình đâu của Dương Tiêu khiến Cung Linh Nhi rung động, cô thật sự có ý nghĩ rơi vào vòng xoáy của tình yêu. Cung Linh Nhi đã từng nghĩ đến chuyên yêu đương, nhưng đêm nay cảm giác này mãnh liệt chưa từng có. Dù Dương Tiêu đã có gia đình nhưng Cung Linh Nhi không thể kìm nén được những suy nghĩ trong lòng, mạnh dạn nói ra. Ai mà biết được, Dương Tiêu người đàn ông thẳng như thép này lại không coi trọng điều đó khiến Cung Linh Nhi tức giận và đầy thất vọng. Cô biết Dương Tiêu trung trinh với gia đình, hình như ngay cả chị Bạch Du Tĩnh cũng rung động với Dương Tiêu. Tiếc là, đối mặt với sự dụ dỗ của chị Bạch Du Tĩnh, Dương Tiêu không hề hợp tác, huống chi là cô. Cung Linh Nhi tức giận nói, tôi mặc kệ, tại anh hết, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Thật sự phải chịu trách nhiệm. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm. Dương Tiêu đau đầu xoa đầu. Thật sự chịu trách nhiệm. Cung Linh Nhi cho rằng mình xuất hiện ảo giác thính giác, anh chàng Dương Tiêu này thoải mái như vậy. Chẳng lẽ trong lòng anh chàng này phóng đãng, trung trịnh với gia đình chỉ là vẻ ngoài giả dối. Cung Linh Nhi trợn to hai mắt nhìn Dương Tiêu, anh chắc chắn muốn chịu trách nhiệm với tôi. Ừ, cô đã chơi sâu thê rồi tôi còn có thê có cách nào. Yên tâm, chuyện của cô tôi sẽ lo. Bây giờ tôi không có đối tượng thích hợp, chờ tôi cảm thấy người đó tốt, thì sẽ làm mối cho hai người. Chuyện đó, có thể chấp nhận lớn hơn cô mấy tuổi không? Vẻ mặt Dương Tiêu vô tội hỏi. Cung Linh Nhi đã muốn yêu, còn muốn anh phải có trách nhiệm, đối với Dương Tiêu mà nói điều này quá đơn giản. Trực tiếp giới thiệu một đối tượng cho, Cung Linh Nhi là được rồi. Cái gì, anh chàng này định giới thiệu đối tượng cho mình, đây là chịu trách nhiệm với mình. Sau khi hiểu ra điều này, Cung Linh Nhi bị Dương Tiêu chọc tức suýt nội thương. Ý của cô là muốn yêu đương với Dương Tiêu, ý của Dương Tiêu là muốn giới thiệu đối tượng cho cô. Họ là đàn ông nói gà bà nói vịt. Thân thể mềm mại của Cung Linh Nhi tức giận run lên, Dương Tiêu, anh cố ý chọc giận tôi hả? Chọc giận cô. Không, tôi rất nghiêm túc muốn giới thiệu đối tượng cho cô, tôi nghĩ xem, Lý Thần Chiến nhất định không được, Lý Thần Chiến có sát khí quá nặng, hai người không hợp. Lý Minh Hiên đi, đúng rồi, anh chàng này chưa kết hôn thì phải. Về tôi sẽ hỏi thử xem L. Còn có Trần Khải, nhưng anh chàng này quá lăng nhăng, cũng không họp. Xung quanh tôi người soát sắc chưa kết hôn mà một lòng trong tình cảm thì hình như cũng không có nhiều thật, khó ghê. Dương Tiêu sờ căm. Vẻ mặt buồn bực nói. Nhìn thấy Dương Tiêu thật sự đang tìm người yêu cho mình, trong lòng Cung Linh Nhi có vô số con dê chạy loạn. Nhẫn nhịn ý nghĩ muốn phát điên, Cung Linh Nhi lại hỏi, Dương Tiêu, anh thật sự không hiểu tâm tư của tôi à hai? Tâm tư, tôi hiểu mà, tôi không phải là đang tìm người yêu cho cô đây thôi. Dương Tiêu hôn nhiên nói. Nghe vậy,
Cung Linh Nhi thực sự có ý muốn đè Dương Tiêu xuống đất đánh một trận tơi bời. Chọc tức người ta, thật sự chọc tức người ta. Tuy nhiên, trong đầu Cung Linh Nhi đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, cô cười tỉnh nghịch nhìn Dương Tiêu. Sao vậy? Thấy Cung Linh Nhi đột nhiên cười, Dương Tiêu nhíu mày. Chụt! Khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu nhỏ tỉnh xảo của Cung Linh Nhi nhanh chóng chạm vào má của Dương Tiêu. Khoảng cách quá gần, Dương Tiêu không ngờ Cung Linh Nhi lại hôn lén mình, cho nên Dương Tiêu cũng không tránh. Bị Cung Linh Nhi chạm đôi môi anh đào hồng hào vào má, thân thể Dương Tiêu trở nên cứng ngắc, cả người hỗn loạn. Bị hôn, bị con nhóc Cung Linh Nhi này hôn. Không phải con nhóc này nhớ thương mình đây chứ? Hôn trộm Dương Tiêu một cái, mặt Cung Linh Nhi nóng đỏ bừng, không kìm chế được xấu hổ, vội vàng bước xuống xe, Dương Tiểu, bây giờ anh đã hiểu suy nghĩ của tôi chưa? Cô là một cô gái chưa bao giờ yêu đương, mặc dù có tài năng âm nhạc hơn người, nhưng trên phương diện tình cảm thì như tờ giấy trắng, không khác Dương Tiêu là mấy. Hôn Dương Tiêu xong, Cung Linh Nhi nhanh chóng chạy chôn khỏi thiện trường tránh cho hai người sâu hỗ. Em gái, tôi thật sự không hiểu, cô có thể giải thích rõ hơn được không? Dương Tiêu bối rối nói. Tuy nhiên, Cung Linh Nhi vẫn chạy thật xa. Dương Tiêu sờ mũi, khá sững sờ. Cảm giác được con bé Linh Nhi hôn rất tuyệt đúng không? Đột nhiên, một giọng nói quái lạ vang lên. Ai? Dương Tiêu nheo mắt, nhanh chóng quay đầu lại. Không biết từ lúc nào mà thánh cờ Bạch Nguyên Kiệt ông Bạch đã đứng bên cạnh, ân cần nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu càng hỗn loạn hơn, ông Bạch, nửa đêm nửa hôm ông không ngủ tới đây nhìn trộm thích ni không? E hèm, nhóc Dương, không làm việc trái lương tâm, không sợ ma gõ cửa. Tôi tới đây tìm lão cung đánh cò. Bạch Nguyên Kiệt cười nhẹ. Dương Tiêu chớp mắt, ông Bạch TSNG ở tìm ông cung đánh cờ đi, tôi cũng phải nhanh chóng về nhà. Thằng nhóc nhà cậu chờ đã, Bạch Nguyên Kiệt vội ngăn lại. Dương Tiêu hỏi, ông Bạch, nửa đêm nửa hôm không phải ông muốn đánh cò với tôi đây chứ? Không được không được, tôi phải mau chóng về nhà. Chơi cờ, thằng nhóc này thôi đi. Không chơi nối, chuyện đó, gần đây, có cao thủ cờ vây từ các quốc gia châu Á đến để đô thách đầu tôi, đến lúc đó cậu đi cùng tôi xem thế nào. Bạch Nguyên Kiệt nói thẳng. Dương Tiêu kinh ngạc, tới để đô đánh cờ với cao thủ nước khác. Ông Bạch, hậu bối không có thời gian. Dương Tiêu thật sự không muốn lộ mặt nữa, gần đây Dương Tiêu chỉ muốn trước khi trở về đê đô phải khôi phục sức chiến đấu về trạng thái đỉnh cao. Từ chối thẳng thừng như vậy, cẩn thận tôi nói với lão cung cảnh tượng vừa nãy, nói cậu bắt nạt cháu gái của ông ấy. Bạch Nguyên Kiệt cười nói. Nhìn Bạch Nguyên Kiệt cười tỏ vẻ lão hồ ly, Dương Tiêu cảm thấy đau đầu. Nếu cung thiên tẻ biết Cung Linh Nhi hôn mi không biết en thiên tế sẽ nghĩ gì? Bị Bạch Nguyên Kiệt bắt gặp, không kém gì bùn vàng rơi trúng đáy quân, không phải cứt cũng sẽ là cứt. Dương Tiêu xoa đầu, được rồi ông Bạch, nếu lúc đó tôi có thời gian, tôi nhất định sẽ đi. Thế này là được chứ gì hai? Ha hai tôi nói đùa với cậu thôi, đến lúc đó rảnh thì đến xem là được, chỉ cần bên kia không. Điều động siêu cao thủ, tôi tuyệt đối sẽ không để nhóc Dương nhà cậu ra tay đâu. Bạch Nguyên Kiệt trêu đùa nói. Dương Tiêu dở khóc dở cười, chào hỏi mấy câu với Bạch Nguyên Kiệt xong, anh lập tức lái xe đi về phía khu biệt thự bên Hồ Nhãn Minh. Vừa đi được nửa đường, điện thoại vang lên một cuộc gọi khẩn cấp. Phải Dương Tiêu điện hạ không ạ? Xảy ra chuyện lớn, lão đại sắp không xong rồi. Đầu bên kia điện thoại chuyên đến một giọng nói lo lắng. Cái gì, lão đại sắp không xong rồi. Số người gọi là của Lý Thần Chiến, vì thế lão đại trong miệng người này chắc chắn là Lý Thần Chiến. Lý Thần Chiến sắp không xong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Dương Tiêu đột nhiên thay đổi. Lý Thần Chiến đi theo anh nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử, 5 năm trước vì mình mà đến thành phố Trung Nguyên. Lòng trung thành của Lý Thần Chiến đối với mình, Dương Tiêu thấy rất rõ. Chỉ là, điều mà Dương Tiêu không bao giờ ngờ tới là lúc này Lý Thần Chiến lại gặp nạn. Dương Tiêu vội hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy lão đại dẫn chúng tôi đi đánh chiêm địa bàn của Phùng Tứ Gia, bị tay bắn tỉa bắn, mất máu quá nhiều phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người nọ vội vàng nói. Dương Tiêu nhíu mày nói, Lý Thần Chiến bị tay bắn tỉa bắn. Ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi sẽ qua ngay. Dương Tiêu điện hạ, chúng tôi đang ở bệnh viện nhân dân số 5. Người nọ vội vàng nói. Dương Tiêu không hề do dự, quay xe lại, đi nhanh về phía bệnh viện nhân dân số 5. Vừa đến bệnh viện nhân dân số 5,
một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã vẫy tay với Dương Tiêu. Dương Tiêu điện hạ, tôi là Vương Thần, vừa rồi là tiểu nhân liên hệ với người. Đưa tôi đi gặp Lý Thần Chiến. Dương Tiêu không kịp đem xe vào bãi đậu xe đã vội vàng xuống xe. Giao tiếp với Lý Thần Chiến nhiều năm như vậy, Dương Tiêu không hề coi Lý Thần Chiến là thủ hạ của kinh, mà coi Lý Thần Chiến như anh em của mình. Giống như trong đội đặc chiến Đông Phương Thân Ứng, anh là đội trưởng, còn bọn Trân Khải đều là anh em của anh, họ chỉ nghe theo anh điều khiển mà thôi. Nếu vì mình mà khiến Lý Thần Chiến mất mạng, Dương Tiêu sẽ cảm thấy rất áy náy. Vương Thần không hề do dự nói, điện hạ, hãy đi theo tôi. Dưới sự dẫn đường của Vương Thần, Dương Tiêu đến một phòng phẫu thuật, chỉ thấy Lý Thần Chiến nằm trên giường bệnh vẻ mặt tái nhợt, áo sơ mi bị xé toạc, một lỗ máu kinh hãi. Ai cho các người vào đây? Ra ngoài hết cho tôi. Bác sĩ phụ trách vội vàng mắng. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Dương Tiêu mở mắt rồng nến, vừa nhìn đã có thể thấy viên đạn suýt nữa đã bắn vào tim của Lý Thần Chiến. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Suýt nữa thôi, suýt nữa Lý Thần Chiến đã mất mạng. Dương Tiêu nói với bác sĩ phụ trách, tôi tên Dương Tiêu, tôi là bác sĩ, các người lui ra hết đi. Cuộc phẫu thuật này có độ khó rất cao, tôi tới làm. Cái gì, anh chính là Dương Tiêu, Dương Tài Ba. Vương Thần vội vàng nói, đúng vậy, Di Hỷ Tiêu Điện Hạ chính là Dương Tài Bai. Là tôi, không tin các người có thể tìm Liễu Giang Hà xác nhận. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Bác sĩ phụ trách biết Lý Thần Chiến là ai, lúc trước anh ta đã gặp Dương Tiêu, chẳng qua ấn tượng có hơi mơ hồ mà thôi. Sau khi xác nhận thân phận của Dương Tiêu, bác sĩ phụ trách trực tiếp đưa dao mỏ cho Dương Tiêu. Dương Tiêu nhận dao mỏ, dùng kỹ năng thông thạo phẫu thuật cho Lý Thần Chiến. Kẻ trồ mấy phút sau, một viên đạn kim loại dính máu được lấy ra khỏi cơ thể Lý Thần Chiến. Bác sĩ phụ trách kêu lên, không hồ là Dương Tài Ba, kỹ thuật phẫu thuật này đơn giản là đỉnh Adip. Anh ta biết vết thương của Lý Thần Chiến nặng đến mức nào, đổi thành anh ta, hy vọng sống của Lý Thần Chiến chỉ có 30%. Chăm sóc tốt cho anh ấy. Phẫu thuật xong, Dương Tiêu dặn dò với bác sĩ phụ trách. Cuộc phẫu thuật này đối với anh mà nói hoàn toàn không phải chuyện nhỏ. Khi thực hiện nhiệm vụ, Dương Tiêu không biết đã trúng bao nhiêu đạn, trong tình huống không có cách chữa trị, Dương Tiêu đã nghiền răng tự mình chữa trị vết thương. Ra khỏi phòng phẫu thuật, Dương Tiêu nhìn Vương Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối nay lão đại dẫn chúng tôi đến thiên đường Túc Dục Thành ở ngoại ô phía tây, là sào huyệt của Phùng Tứ. Lão đại vừa xuống xe đã bị tay bắn tỉa bắn, nhưng trước khi hôn mê lão đại đã nói một câu. Vương Thần trịnh trọng nói. Dương Tiêu nhíu mày nói gì? Lão đại nói, Phùng Tứ chưa chết. Vương Thần thập giọng nói. Dương Tiêu sửng sốt, cái gì? Phùng Tứ chưa chết, chuyện này không có khả năng. Anh dân âm Kim Long Vương Tân Công tông bộ của Phùng Tứ, tự tay anh tiêu diệt Phùng Tứ, sao Phùng Tứ lại có thể chưa chết được? Cùng lúc đó, tại một túc dục thành ở thành phố Trung Nguyên. Khà khà, Dương Tiêu, Lý Thần Chiến, không ngờ tối đúng không? Phùng Tứ này đã khống chế Ly Miêu Hoán Thái Tử từ lâu rồi. Một người đàn ông cười hả hê. Ly Miêu Hoán Thái Tử, xem thêm tại Google nhìn kỹ, người này giống hệt Phùng Tứ gia bị Dương Tiêu diệt trước đó. Đúng vậy, Phùng Tứ gia thật sự chưa chê, người chê chỉ là anh em sinh đôi của Phùng Tứ gia mà thôi. Những năm qua, Phùng Tứ gia rất hiếm khi tham gia vào các cuộc tranh chấp giữa giang hồ, ông ta chỉ đứng sau bày mưu tính kế, chính diện làm chủ trì tình hình chung là em trai của ông ta. Sở dĩ để em trai của mình làm thế thân là vì Phùng Tứ gia đã đắc tội quá nhiều kẻ thù, và ông ta sợ chết. Ai có thể ngờ tới lần này bọn họ thật sự gặp chuyện lớn, em trai sinh đôi làm thế thân thật sự bị Dương Tiêu giết chết, điều này khiến Phùng Tứ gia giật mình toát mồ hôi lạnh. Khi Phùng Tứ gia tỉnh táo lại, Phùng Tứ gia lập tức chọn cách trả thù. Lý Thần Chiến là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả nặng nề, và cái chết của đứa em trai sinh đôi khiến Phùng Tứ gia hoàn toàn tức giận. Vẻ mặt Phùng Tứ gia dữ tợn nói, Dương Tiêu, tôi thật sự đã khinh thường cậu, dám giết em trai sinh đôi của tôi, giết chiến tướng của tôi, chờ đợi màn báo thù cơn bão dữ dội của Phùng Tứ này đi. Bên trong bệnh viện, Dương Tiêu điện hạ, là thật, lão đại thật sự đã nói Phùng Tứ chưa chết, vẫn còn sống. Vương Thần lại nói, Phùng Tứ chưa chết, Dương Tiêu có chút khó tin. Anh nhớ rõ ràng Phùng Tứ cầm đao đường lao vào anh, bị chết dưới kiếm của mình. Bây giờ Lý Thần Chiến, bị tay bắn tỉa bắn,
Dương Tiêu có thể cảm nhận được những lời của Lý Thần Chiến phần lớn là sự thật. Chăm sóc cho lão đại của các người, Dương Tiêu dặn dò. Ra khỏi bệnh viện, Dương Tiêu gọi điện thoại, hình như Phùng Tứ chưa chết. Người đêm đó chúng ta giết chắc hẳn là thế thân của Phùng Tứ, bây giờ người của tôi bị tay Băn Tỉa ám sát. Tra ngay, tra rõ cho tôi, tra cho tôi hung thủ đứng sau, tôi muốn tự tay diệt ông ta. Vâng, Điện Hải Ám Kim Long Vương cung kính nói. Dám giết Lý Thần Chiến, vô hình chung đã xâm phạm điểm mấu chốt của Dương Tiêu. Khi về đến nhà, Đường Mộc Tuyết đã ngủ say. Ngày hôm sau, sáng sớm Triệu Cầm làm bữa sáng bổ dưỡng, sau khi ăn xong, Dương Tiêu đích thân lái xe đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty. Giờ phút này, trong lòng Dương Tiêu nặng trĩu, anh thật sự sợ Đường Mộc Tuyết cũng sẽ bị người làm loạn ám sát. Đường Mộc Tuyết ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn thấy hình ảnh này, Dương Tiêu không khỏi tò mò nói, Mộc Tuyết, em cười gì thế? Dương Tiêu, nói cho anh biết một chuyện, em đã viết câu chuyện của chúng ta thành sách rồi. Đường Mộc Tuyết lộ vẻ vui mừng. Dương Tiêu ngạc nhiên, hả? Viết câu chuyện của chúng ta thành sách? Thật à? Đúng vậy, tên sách gọi là Chàng Dễ Mạnh Nhất, còn gọi là Hỗ Tế. Theo dõi WeChat ngành nghề của tập đoàn Tuyết Tiêu tên duy nhật phong hoa tuyệt thế là có thể xem được ý. Đường Mộc Tuyết cười nói. Dương Tiêu rất có hứng thú anh dừng xe mở WeChat lên tìm kiếm, duy nhất phong hoa tuyệt thế. Sau khi tìm kiếm, thật sự đã tìm thấy, có một câu chuyện về họ do Đường Mộc Tuyết viết. Ông chủ, ông có thể thanh toán tiền lương cho tôi không? Chủ nhà đang hồi thúc tiền thuê nhà, nếu hôm nay tôi không trả tiền nhà, chủ nhà sẽ đuổi tôi ra ngoài. Mong ông hãy thanh toán tiền lương cho tôi. Lúc này, một giọng nói cầu xin vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói điên cuồng bùng nổ, mẹ kiếp, ông đây đã nói rồi, đợi mấy hôm nữa, nếu không đợi được thì cút khỏi đây ngay cho tôi. Ông chủ, thanh niên cầu xin hết mức bước lên phía trước. Một người đàn ông bụng phệ đeo sợi dây chuyền vàng đã xô thanh niên với vẻ mặt bực tức, thanh niên mất cảnh giác bị đẩy ngã xuống đất. Đường Mộc Tuyết lập tức mở to mắt, Dương Tiêu, anh mau nhìn xem L. Dương Tiêu nghe thấy tiếng động nhìn về phía trước, anh không khỏi rũ mi mắt xuống. Nhìn kỹ hơn thì thanh niên này rõ ràng là. P.S. Xin chào mọi người, tôi là tác giả của cuốn sách Phong Hoa Tuyệt Thế này. Hai ngày qua tôi tạo tài khoản WeChat công khai duy nhất Phong Hoa Tuyệt Thế, các bạn có thể tìm kiếm, bên trong có hình ảnh của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết và các nhân vật khác, sau này tôi sẽ đăng nhiều ngoại truyện của Dương Tiêu trong tài khoản công khai này. Nhớ kỹ, tên tài khoản chính thức là duy nhất Phong Hoa Tuyệt Thế, những tài khoản khác là sách lậu. Tôn Bằng, Dương Tiêu kinh ngạc. Đúng vậy, thanh niên đứng trước cửa tiệm ăn sáng là Tôn Bằng. Đường Mộc Tuyết cũng kinh ngạc, không phải cậu ta ở huyện Thiên Son NT sao lại tới thành phố Trung Nguyên. Mộc Tuyết, trước khi đến Tôn Bằng có liên lạc với em không? Dương Tiêu nhíu mày. Đối với Tôn Bằng, Dương Tiêu không thể nói là ghét, thậm chí anh còn hơi nhìn Tôn Bằng với cặp mắt khác xưa. Lần đầu tiên gia đình Tôn Bằng đến Trung Nguyên, Tôn Bằng không có bằng lái đã lái xe đâm vào xe của Kim Đại Trung. Gia đình bọn họ ngậm máu phun người nói mình đâm, khiến Đường Kiến Quốc đá mình rất mạnh, Dương Tiêu có ấn tượng rất sâu về chuyện này. Không phải Dương Tiêu, ghi hận mà là làm người phải nhớ về quá khứ, như vậy mới có thể trưởng thành hơn. Khi đó Tôn Bằng bị đưa vào tù, mình đã đánh Tôn Bằng một cách dã man trong tù. Từ đó về sau ở trước mặt anh Tôn Bằng đã thành thật hơn nhiều. Khi bà cụ Triệu còn sống, bệnh nặng, lần đầu tiên Dương Tiêu đến huyện Thiên Sơn. Trong bệnh viện, Triệu Văn Chiết không biết sáu hỗ tranh công lao, cuối cùng bị vạch trần bộ mặt đạo đức giả một cách tàn nhẫn. Triệu Văn Chiết thẹn quá hóa giận tìm xã hội đen bắt cóc Đường Mộc Tuyết. Lúc đó, Tôn Bằng đã lập tức nói cho mình biết, mình mới cứu Đường Mộc Tuyết kịp thời. Sau đó, Triệu Văn Chiết và Tôn Phú Quý đầu độc bà cụ Triệu, Tôn Bằng không tham gia vào toàn bộ quá trình, Tôn Phú Quý bị bắt đi, cậu ta cũng không căm thù bọn họ. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy mặc dù trong xương cốt Tôn Bằng có kiêu ngạo, nhưng sâu trong lòng vẫn lương thiện. Dương Tiêu thất vọng là bố mẹ của HP Băng, Tôn Phú Quý và Triệu Lên. Đường Mộc Tuyết lắc đầu, em không biết gì cả, Dương Tiêu, bây giờ chúng ta nên làm gì? Đi, đi xem thử xem, Dương Tiêu trầm giọng nói. Dù thế nào đi nữa, Tôn Bằng cũng là họ hàng của Đường Mộc Tuyết. Lúc trước Đường Mộc Tuyết bị bắt cóc. Tôn Bằng đã kịp thời, thông báo cho mình, bây giờ Tôn Bằng gặp khó, Dương Tiêu không thể làm ngơ. Lúc này, Tôn Bằng vội vàng đứng dậy, khẩn cầu, ông chủ, xin ông hãy thương xót, thanh toán tiền lương cho tôi.
Xin ông, người tốt được báo, sau này tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Tôn Bằng, thằng chó rác rưởi nhà cậu, chưa dứt đúng không? Ông đây nói đợi thêm mấy ngày nữa ổ ong chủ béo tức giận nói. Tôn Bằng chua xót nói, ong chủ, mấy ngày trước ông cũng nói với. Tôi như vậy, tôi thực sự không trả nổi tiền thuê nhà, xin ông thương xót. Không có tiền, cút, ông chủ béo tức giận măng. Ông ta muốn rời đi, nhưng Tôn Bằng đã chặn trước mặt ông ta. Bị chiêu thấy Tôn Bằng dám ngăn cản, ông chủ béo tức giận đá vào bụng Tôn Bằng. Tôn Bằng gầy như củi, nào phải. Đối thủ của ông chủ béo, lập tức ngã thẳng xuống đất. Ông chủ béo dữ tợn nói cho cậu biết, làm cho tôi 2 tháng nữa, lúc đó sẽ thanh toán tiền lương cho cậu. Nếu không, một xu ông đây cũng sẽ không đưa, mau đi dọn bát đi, tránh rét. Ông chủ, tôi thực sự không thể trả tiền thuê nhà. Tôn Bằng suýt đã khóc. Ông chủ béo, không thèm đếm xỉa đến sống chết của Tôn Bằng, ông ta bỏ đi thẳng. Tôn Bằng nào sẽ để ông chủ béo đi dễ dàng, Tôn Bằng căn răng trực tiếp ôm đùi ông chủ béo. Bị Tôn Bằng ôm đùi, phổi của ông chủ béo gần như nổ tung, mẹ kiếp, tên khốn kiếp nhà cậu, xem ra hôm nay cậu tìm chết. Vè on. Vừa nói, ông chủ béo vừa nắm tay đấm vào đầu Tôn Bằng. Thấy nắm đấm tấn công Tôn Bằng sững sờ, dưới sức mạnh của ông chủ béo, Tôn Bằng cảm thấy rất chật vật. Dừng tay ngay cho tôi. Ngay lúc Tôn Bằng bàng hoàng và bật lực, đột nhiên vang lên một giọng nói âm vang. Trước khi nắm đấm rơi xuống đầu Tôn Bằng, Dương Tiêu đã nhanh tay nhanh mắt chặn nắm đấm của ông chủ béo. Thấy có người dám lo chuyện bao đồng, ông chủ béo tức giận nói, danh con, biết ông đây là ai không? Dám ngăn tôi, chán sống hả? Chán sống, hai loại người như ông lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu Bằng, mau đứng dậy. Đường Mộc Tuyết bước tới quan tâm nói. Nhìn rõ người tới, Tôn Bằng lộ vẻ kinh ngạc, anh dễ, chị Mộc Tuyết. Là bọn tôi, có bọn tôi ở đây, không sao hết, mau ra ngoài. Dương Tiêu xoa dịu. Bị Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết nhìn thấy, Tôn Bằng lộ ra vẻ xấu hổ. Hiển nhiên cậu ta không ngờ lại có thể gặp được Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết ở đây. Tôn Bằng vừa đứng dậy, Đường Mộc Tuyết liền vỗ bụi băm trên người Tôn Bằng, hỏi, Tiểu Bằng, sao cậu lại ở chỗ này? Em, bị hỏi như vậy, khóe mắt Tôn Bằng rưng rưng. Dương Tiêu thấp giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gặp rắc rồi gì thì cứ nói với bọn tôi. Ai, cuối cùng Tôn Bằng thở dài, trong nháy mắt cả người như trải qua rất nhiều thăng trầm. Hóa ra kể từ lúc Tôn Phú Quý bị bắt, Triệu Liên chịu đả kích nặng, ngày ngày tiểu tụy nằm trên giường không dậy nổi, mỗi ngày phải uống thuốc để duy trì. Nhà vốn đã không có tiền nên Tôn Bằng muốn ra ngoài làm việc. Hết cách, gia đình cậu ta chỉ có một đứa con, cha bị bắt, mẹ đau ốm, Tôn Bằng phải nuôi cả nhà. Huyện Thiên Sơn là một huyện lỵ nhỏ cấp 18, hoàn toàn không có mức lương cao. Vì thế, Tôn Bằng nghĩ sẽ đến tỉnh lỵ Trung Nguyên. Lúc đầu, Tôn Bằng muốn tìm Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, cậu ta biết Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết lẫn lộn tai to mặt lớn ở thành phố Trung Nguyên. Tuy nhiên, Tôn Bằng nghĩ đến những gì ha mẹ mình đã làm trước đây, làm như vậy là có lỗi với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, Tôn Bằng không còn mặt mũi nào đi tìm Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Cậu ta thấy tiệm ăn sáng này tuyển rửa bát đĩa, nên vào đây làm. Vì công việc làm ăn phát đạt nên ông chủ Mã Long trả lương cho cậu ta mỗi tháng 3.000 tệ. Tiền lương 3.000 tệ đối với Tôn Bằng còn chưa tốt nghiệp cấp 3 đã là nhiều, Tôn Bằng cũng rất hài lòng. Ai dè lâu như vậy ông chủ Mã Long vẫn không thanh toán tiền lương, lại bị chậm lương hết lần này đến lần khác, bây giờ ngay cả tiền thuê nhà Tôn Bằng cũng không trả nổi. Sáng nay chủ nhà ra tối hậu thư với cậu ta, Tôn Bằng buộc phải tìm ông chủ Mã Long đòi tiền lương. Không ngờ ông chủ Mã Long lại kiêu ngạo ngang ngược, còn la hét 3 tháng sau mới thanh toán tiền lương, đây không phải là côn đồ sao. Nghe xong, Dương Tiêu nhìn Tôn Bằng với vẻ thông cảm và an ủi. Sau bao nhiêu chuyện, quả thật Tôn Bằng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đường Mộc Tuyết rất tức giận, nhìn ông chủ béo Mã Long nói, ông chủ Mã, ông làm như vậy là không thích hợp. Ông không chỉ nợ lương của nhân viên mà còn đánh nhân viên. Điều này đã vi phạm ranh giới cuối cùng của đạo đức. Tôi vi phạm ranh giới cuối cùng của đạo đức. Chậc, người đẹp, cô đang đùa tôi à? Ai thừa nhận cậu ta là nhân viên của tôi? Cậu ta đã ký hợp đồng lao động với tôi chưa? Ông chủ béo Mã Long vui đùa nói. Vẻ mặt Tôn Bằng cho tái nhợt, cậu ta thật sự không ký hợp đồng lao động, chuyện này nêu muôn khởi tố cũng không có chứng cứ đầy đủ.
nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Đường Mộc Tuyết, ông chủ Mã Long le lưỡi nói, người đẹp, cô đẹp như thế chọc người khác yêu thương, nếu đêm nay cô ngủ với tôi sẽ giải quyết chuyện tiền lương của Tôn Băng, thế nào? Như thể nếu đêm nay Đường Mộc Tuyết không ngủ với ông ta, thì không có cách nào nói chuyện nợ lương. Bảo Đường Mộc Tuyết ngủ với ông ta. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Tiêu chợt hồng lại, một luồng sát khí vô hình từ trên người Dương Tiêu bao phủ xung quanh. Ông chủ Mã Long đúng không? Vừa nãy ông nói gì? Vẻ mặt Dương Tiêu lạnh lẽo hỏi. Đường Mộc Tuyết là vợ của anh, người vợ duy nhất trong cuộc đời anh. Bây giờ Đường Mộc Tuyết còn mang thai, được Dương Tiêu bảo vệ hết mực. Ông chủ béo Mã Long của tiệm ăn sáng trước mặt này dám mở miệng khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, lửa giận trong lòng Dương Tiêu không thể kiềm chế được. Ông chủ béo Mã Long không hề sợ hãi nói gì? Đơn giản thôi, tôi thấy vợ cậu rất xinh đẹp, tối nay, ngủ với tôi không chỉ giải quyết tiền lương cho Tôn Bằng, hầu hạ tôi thoải mái tôi còn có thể bố thí cho mây người thêm mây trăm nghìn tệ tiêu xài. Phải biết rằng, em gái ở hộp đêm một đêm cũng chỉ mây nghìn tệ, tôi cho các người mây chục nghìn tệ. Đường Mộc Tuyết thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp động lòng người. Đặc biệt là từ khi cá nước thân mật với Dương Tiêu, trên người cô có thêm nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ động lòng người. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong luôn nếu thật sự có thể có một đêm đẹp với người phụ nữ xinh đẹp như vậy, thì tiêu hàng chục nghìn tệ cũng không thành vấn đề. Đồ khốn nạn, Tôn Bằng hét lên. Vì mình mà Đường Mộc Tuyết bị ông chủ béo Mã Long khinh nhờn, Tôn Bằng thật sự tức giận. Vẻ mặt Đường Mộc Tuyết rất bình tĩnh, tâm trạng cũng không có nhiều thay đổi, ánh mắt nhìn ông chủ Mã Long càng ngày càng lạnh. Sau khi nắm quyền, kiểm soát tập đoàn Tuyết Tiêu, đối đầu với những ông lớn như Đường Hạo, Miyamoto Masao, bọn Tạ Quân, tính tình của Đường Mộc Tuyết đã được tôi luyện đến mức cực lớn từ lâu rồi. Lời lẽ xúc phạm cô không còn có thể khơi dậy cơn tức giận của Đường Mộc Tuyết. Nhưng, Dương Tiêu thì khác. Ông chủ béo Mã Long hào hứng nói với Dương Tiêu, cậu còn ngây ra đó làm gì? Mau tắm rửa sạch sẽ cho vợ cậu tôi đưa lên giường của tôi đi. Nếu làm tôi hài lòng, có lẽ tôi còn sẽ cho các người thêm 20.000 tệ. 20.000 tệ này chắc hẳn đủ, tiền lương một năm của các người rồi chứ. Trong mắt Mã Long, những người có thể thân thiết với chàng trai nghèo như Tôn Bằng thì chắc chắn là những N nghèo ở thành phố Trung Nguyên. Ông ta không hề để ý tới vừa nãy Dương Tiêu lái chiếc Maserati phiên bản giới hạn trị giá gần 2 triệu tệ cho chủ tịch. Mặc dù năm nay thành phố Trung Nguyên đã được xếp vào danh sách thành phố cấp 1 mới, nhưng mức lương trụng ở thành phố Trung Ni Y vẫn là 3-4.000 tệ. Người bình thường trừ chỉ tiêu ăn uống thì một năm dư lại 20.000 tệ đã là khá nhiều. Tắm rửa sạch sẽ cho vợ tôi rồi đưa lên giường của ông đúng không? Dương Tiêu cười vô hại, ông chủ béo Mã Long hưng phần nói, đúng, chọn ngày không bằng đúng lúc, không cần đợi đêm, ngay bây giờ luôn đi. Bây giờ, tốt lắm, ông xem sau lưng ông là gì? Dương Tiêu cười hòa nhã. Cái gì? Ông chủ béo Mã Long đã bị Dương Tiêu làm dao động, ông ta không hề nghỉ ngờ quay đầu lại. Không có gì hết, thấy phía sau không có gì Mã Long kinh ngạc quay đầu lại. Bếp! Ngay lúc này, Dương Tiêu vung nắm đâm, ánh mắt bộc phát tia sáng lạnh. Phụt! Ông chủ béo Mã Long đâu sẽ ngờ tới Dương Tiêu lại đột nhiên tấn công mình, dưới sức mạnh mẽ của Dương Tiêu, ông chủ béo Mã Long mất cảnh giác cả người bị đánh bay, nước miếng trong miệng phun thẳng lên không trung. Lên giường của ông đúng không? Dương Tiêu cười vô hại. Ông chủ béo Mã Long hưng phần nói, đúng, chọn ngày không bằng đúng lúc, không cần đợi đêm, ngay bây giờ luôn đi. Bây giờ, tốt lắm, ông xem sau lưng ông là gì? Dương Tiêu cười hòa nhã. Cái gì? Ông chủ béo Mã Long đã bị Dương Tiêu làm dao động, ông ta không hề nghỉ ngờ quay đầu lại. Không có gì hết, thấy phía sau không có gì Mã Long kinh ngạc quay đầu lại. Bếp! Ngay lúc này, Dương Tiêu vung nắm đâm, ánh mắt bộc phát tia sáng lạnh. Phụt! Ông chủ béo Mã Long đâu sẽ ngờ tới Dương Tiêu lại đột nhiên tấn công mình, dưới sức mạnh mẽ của Dương Tiêu, ông chủ béo Mã Long mất cảnh giác cả người bị đánh bay, nước miếng trong miệng phun thẳng lên không trung. Bóp! Dưới ánh mắt của mọi người, thân hình mập mạp của Mã Long đập vào cây xanh, khiến Mã Long ngã choáng váng. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc, Dương Tiêu. Cô không muốn Dương Tiêu phạm tội ở ngoài đường, nhưng Dương Tiêu lại không thể kìm chế được cơn tức giận của mình, bởi vì Đường Mộc Tuyết chính là nghịch lân của Dương Tiêu. Mộc Tuyết, em đừng xen vào, anh tự có chừng mực. Dương Tiêu thấp giọng nói. Mã Long vừa kinh ngạc vừa tức giận.
nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, đồ khốn nạn, cậu dám đánh tôi. Dám khinh nhờn Mộc Tuyết nhà tôi, ông chủ Mã, gan của ông không nhỏ. Dương Tiêu tức giận nói. Mã Long hít sâu một hơi rồi điên cuồng nói, mẹ kiếp. Tôi khinh nhờn vợ cậu thì sao? Mẹ, kiếp, hôm nay Mập gia tôi không chỉ chơi vợ cậu cúi đầu xưng thân trước mặt tôi, mà còn tung ảnh khiếm nhã của vợ cậu lên mạng, để cho thiên hạ nhìn thấy dáng vẻ vợ cậu lằng lơ trên giường như thế nào. Thật không? Dương Tiêu cười nhẹ ét mép. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, rồi lại nhìn nụ cười vô hại của Dương Tiêu, Mã Long bị dọa sợ dựng cả tóc gáy. Mã Long dữ tợn nói, tưởng ông đây bị dọa sợ hả? Tên khốn, dám đánh Mập gia này, xem ra cậu thật sự chán sông. Ông, ta từng làm xã hội đen, sau này có tiền lập tức thay đổi hình dạng, mở một vài tiệm ăn sáng, từ làm xã hội đen trở thành chủ tiệm ăn sáng. Tôi chán sống, ông tới thử đi. Dương Tiêu ngoách tay với Mã Long. Nhìn thấy Dương Tiêu khiêu khích mình như vậy, Mã Long nổi giận, mẹ kiếp, xúc sinh cậu dám khinh thường Mập gia tôi. Vừa nãy cậu đánh lén tôi, bây giờ Mập gia này tuyệt đối sẽ khôn dễ dàng tha cho cậu. Vẻ on nói xong, Mã Long lao về phía Dương Tiêu. Tay phải ông, ta hóa thành hình móc câu, muốn dùng một chiêu xé rách cô Dương Tiêu. Tôn Bằng thấy vậy vội la lên, anh dễ, cẩn thận. Mã Long từng luyện või. Chậc chậc, đúng vậy, trước đây một mình Mập gia này đậu 3, 5 người cũng không thành vấn đề. Danh con, run dây đi. Khí thế Mã Long như cầu vồng hét lên. Mặc dù gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết không thay đổi nhiều, nhưng cô vẫn không kìm được siết chặt góc quần áo. Xét cho cùng, Dương Tiêu là chồng của cô không mong muốn Dương Tiêu xảy ra bất cứ chuyện gì. Dương Tiêu cười khây, ngay lúc Mã Long chuẩn bị đến gần Dương Tiêu hơi nghiêng người dễ dàng tránh được đòn dữ dội của Mã Long. Mã Long vồ hụt, Dương Tiêu nhân co, hội xoay chân phải thành bóng mở đạp mạnh vào mông Mã Long. Mã Long bất ngờ, dưới sức mạnh to lớn của Dương Tiêu, cả người bị Dương Tiêu đá văng ra. Àm! Dưới cái nhìn của mọi người, Mã Long buồn bực lao vào nồi cháo nóng hồi. Ai đầu cắm vào nồi cháo nóng hồi, Mã Long chọt hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị giết, ông ta chỉ cảm thấy cả đầu gần như bị nấu chín. Ông ta vội vàng rút đầu ra khỏi nồi, nhưng đầu óc vẫn còn ong ong. Dưới sức nóng của cháo, trên mặt Mã Long lập tức nổi lên những vết phồng rộp. Đậu phộng. Nhìn thấy cảnh tượng này, một nhóm khách hàng trong tiệm ăn sáng hoảng sợ, nhiều người không dám ăn vội bỏ chạy, sợ cá trong chậu gặp nạn. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết lấp lánh, cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại vì mình mà đánh ông chủ bến Mã Long. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Mộc Tuyết nhìn chăm chú Dương Tiêu tràn đầy dịu dàng, trong lòng dâng lên dòng chảy ấm áp. Tôn Bằng nhìn đặc biệt hả giận, anh dễ uy vũ bá đạo, điên cuồng nổ tung trời. Những ngày qua, Tôn Bằng đã phải cô chịu đựng, nếu không phải vì mẹ, vì cuộc sống, Tôn Bằng đã muốn đánh chết Mã Long từ lâu rồi. Tôn Bằng thực sự không thể nhìn nổi tên cặn bã như này. Giờ phút này Mã Long bị đánh, không cần nói Tôn Bằng hả giận như thế nào. Ai tên khốn, ông đây phải giết cậu. Mã Long tỉnh táo lại, gạt bỏ cháo nóng dính trên người, ông ta cầm dao làm bếp cắt bánh kép hành lá tấn công Dương Tiêu. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lẽo, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ dạy cho Mã Long một bài học khó quên. Đường Mộc Tuyết là vảy ngược của anh, ai chạm vào người đó chết. Mã Long tức giận, ánh mắt lộ ra sát khí văng khắp nơi, tay cầm con dao ni bếp muôn chém Dương Tiêu làm ôi. Ngay lúc Mã Long đến gần, anh, chợt vang lên tiếng hét giận dữ âm vang, đồ khốn kiếp. Dám động tay động chân với cậu Dương, ông ăn gan hùm mật gâu hả? Đúng lúc này, Lưu Vĩ cục trưởng cục bảo vệ môi trường đã lâu không gặp, nén giận bước tới. Ông Lưu, nhìn thấy Lưu Vĩ tức giận bước tới, ông chủ béo Mã Long giật nảy mình. Ông ta biết Lưu Vĩ chịu trách nhiệm thế toàn bộ công tác bảo vệ môi trường ở Trung Nguyên, đặc biệt là những người làm dịch vụ ăn uống, chắc chắn sẽ có liên quan với cục bảo vệ môi trường. Trong trường hợp nước thải không đạt tiêu chuẩn, cục bảo vệ môi trường có thể niêm phong cửa tiệm của họ. Điều quan trọng nhất là Lưu Vĩ là lãnh đạo lớn, có quan hệ tốt với các lãnh đạo bộ phận khác. Một khi đắc tội Lưu Vĩ thì vô hình chung sẽ làm mất lòng các lãnh đạo bộ phận khác. Lưu Vĩ tức giận nhìn Mã Long, sáng sớm cầm dao làm bếp trên phố ông muốn làm gì? Mã Long biết Lưu Vĩ, mà Lưu Vĩ lại không biết Mã Long. Ông Lưu, đùa thôi, tôi đang đùa thôi. Mã Long cô nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Lưu Vĩ khiển trách, đùa, ông giống như đang đùa hả? Ông chủ béo Mã Long không dám gây tê huyơ trước mặt Dương Tiêu nữa,
nhanh chóng cất con dao làm bếp đi. Cậu Dương, đã lâu không gặp. Sau khi Lưu Vĩ mang Mã Long xong, sau đó mới nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhẹ, đúng vậy, đã lâu không gặp. Anh và Lưu Vĩ là người quen cũ, lần đầu tiên anh chơi gôn với Hoa Mộ Tranh đã gặp Lưu Vĩ. Lưu Vĩ là người ti ti, mới gặp mặt đã giúp đỡ anh rất nhiều. Lúc đó, Đường Hạo lợi dụng y dược bảo vệ môi trường gài bẫy Đường Mộc Tuyết, chính Lưu Vĩ đã đứng ra giúp đỡ. Thông qua Lưu Vĩ, Dương Tiêu đã làm quen với Hình Kiên, một trong 10 đại gia hàng đầu. Cậu Dương, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Vĩ hỏi. Dương Tiêu chỉ về phía Tôn Bằng, cậu ấy tên là Tôn Bằng, là họ hàng nhà tôi, làm việc trong quán cơm của tên này. Cậu ấy không ký hợp đồng lao động, bị nợ lương. Vừa nãy tôi tình cờ đi qua nên bước tới nói lý lẽ, tên này không chỉ có thái độ ngang ngược, mà còn khinh nhờn Mộc Tuyệt nhà tôi. Lưu Vĩ nhíu mày nhìn ông chủ béo Mã Long, ánh mắt đột nhiên không còn thiện cảm. Khất nợ tiền lương còn chưa tính, còn dám khinh nhờn vợ của Dương Tiêu, điều này có hơi không nói được. Lưu Vĩ phần nào hiểu được tại sao tên ông chủ béo Mã Long lại chật vật như vậy. Ở thành phố Trung Nguyên, chỉ cần những người nổi tiếng đều biết Dương Tiêu rất yêu thương vợ Đường Mộc Tuyết. Đường Mộc Tuyết là phòng tuyên cuối cùng trong lòng Dương Tiêu, kẻ nào dám làm Đường Mộc Tuyết chịu âm ức sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Chủ quán cơm này khinh nhờn Đường Mộc Tuyết ngay trước mặt Dương Tiêu, đây không phải rõ ràng là tự tìm khó ni ư sao? Nhìn thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Lưu Vĩ, ông chủ béo Mã Long run rẩy nói, ông Lưu, ông đừng nghe tên này nói bậy, cậu ta nói dối, cậu ta đang nói dối. Tôi chỉ chậm trễ tiền lương vài ngày, hơn nữa, cậu ta đánh tôi trước, là cậu ta đánh tôi trước. Ông Lưu ông nhìn xem, tôi bị tên này đánh thành như thế này, vừa nãy còn xô tôi ngã vào nôi. Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, e rằng vừa nãy tôi đã đến chỗ Diêm Vương báo cáo rồi. Nhìn chằm chằm Mã Long ngậm máu phun người, Dương Tiêu cười tự giễu. Vớ vẩn, mỗi lần ông đều bảo chờ. Mấy hôm, mấy hôm sau lại bảo mấy hôm nữa, ông là tên lừa đảo. Vừa nãy ông khinh nhờn chị Mộc Tuyết trước, nên anh dễ mới ra tay đánh ông. Tôn Bằng tràn đầy phẫn nộ. Mã Long thấy Tôn Bằng nói vậy vội vàng nói, ông Lưu, ông nghe thấy không, là bọn họ đánh tôi trước. Như thể chỉ cần ông ta khẳng định được Dương Tiêu đánh mình trước, ông ta không chỉ chiếm được lý lẽ, còn có thể khiến ba người Dương Tiêu chết. Đúng vậy, là tôi ra tay trước. Nếu không phải có Mộc Tuyết ở đây, thì số phận của ông sẽ còn tệ hơn. Muốn trách thì trách miệng ông quá thối. Dương Tiêu không khách sáo lạnh lùng nói. Anh nói lời này là đúng, nếu không có Đường Mộc Tuyết ở đây, Mã Long. Này có lẽ đã trở thành người chết rồi. Trước kia, Vương Thiên Long một trong ba ông trùm ở vùng xám Trung Nguyên có ác ý với Đường Mộc Tuyết, bị tra tận đến chết đi sống lại. Triệu Văn Chiết tìm xã hội đen ở huyện Thiên Sơn bắt cóc Đường Mộc Tuyết, trực tiếp bị Dương Tiêu chặt đứt đường sống. Lần trước ở nhà hàng Nhật Bản, Miyamoto Lichiro con trai ruột của Miyamoto Masao khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, bị Dương Tiêu đá từ tầng 4 xuống. Lần này ông chủ béo Mã Long chỉ bị thương nhẹ, nếu Dương Tiêu dốc toàn lực thì hôm nay Mã Long này đã định sẵn là mất mạng. Nhìn thấy Dương Tiêu ra tay trước mà còn dám kiêu ngạo như vậy, Mã Long khóc lóc nói, ông Lưu, ông nhìn thấy chưa? Tên nhóc này ở trước hội ông còn kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không để ông vào mãi tôi chỉ là người dân bình thường, mong ông hãy làm chủ cho tôi. Chuyện này tôi không lo được, nhưng gần đây có người khiếu nại nhà ông xả nước thải không đạt tiêu chuẩn gì đó. Lưu Vĩ mặt lạnh nói. Về phần Lưu Vĩ, ông không thèm đoái hoài đến sự sống chết của Mã Long. Ông thuộc Cục Bảo vệ Môi trường, cho dù Dương Tiêu giết Mã Long, cũng không liên quan gì đến ông. Ngoài ra, ông đã nghe nói từ lão già Hình Kiến. Chuyện Dương Tiêu đã từng là thần chết, lưỡi dao sắc bén nhất thiên phủ chỉ quốc. Dám khinh nhờn vợ của thần chết. Đây không phải là cầm đèn lồng tìm cứt trong nhà vệ sinh à? Cái gì? Xả nước thải không đạt tiêu chuẩn. Mã Long nghe vậy thì như bị sét đánh trúng, toàn thân lập tức choáng váng. Mình bị thằng danh con trước mặt đánh thành thế này, Lưu Vĩ không thèm đếm xỉa đến thì thôi, vậy mà còn cưỡng ép nói quán cơm của ông ta không đạt tiêu chuẩn, rốt. Rốt cuộc là có ý gì? Mã Long là người thông minh, ánh mắt ông ta nhìn Dương Tiêu lập tức thay đổi. Ông ta hiểu rất rõ. Câu nói đơn giản của Lưu Vĩ là đứng về phía Dương Tiêu, bỏ qua cảnh ngộ bị thảm của ông ta. Đừng quên, đây là quán cơm của ông ta, không phải một nhà máy lớn, vì vậy làm sao xả nước thải có thể không đạt tiêu chuẩn được. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dương Tiêu bình tĩnh nói,
không chỉ đơn giản là không đạt tiêu chuẩn, đúng không? Anh Dễ, đúng vậy, quán cơm này không chỉ không đạt tiêu chuẩn, mà bát đũa ở phía sau kia còn không được diệt khuẩn, trong đồ ăn sáng thừa lượng tinh dầu, nhà bếp bản thỉu, lúc trước có không ít người ăn vào bị đau bụng. Tôn Bằng vội nói. Nghe vậy, vẻ mặt Mã Long thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hãi. Tôn Bằng nói đúng, quán cơm của ông ta không đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh diệt khuẩn. Vì để bữa sáng ngon hơn, ông ta đã thêm quá nhiều tinh dầu và các loại gia vị khác. Nói trắng ra, ông ta không ăn thức ăn do quán cơm mình nấu, chỉ bán cho khách. Trước đó đã có nhiều khách hàng khiếu nại quán cơm này, sau đó đều bị Mã Long đưa tiền bịt miệng. Bây giờ bị Tôn Bằng nói ra hết, không kém gì bị đâm sau lưng. Nếu Lựu Vĩ cưỡng ép can thiệp, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Có thật là như thế không? Lưu Vĩ nhìn Tôn Bằng. Tôn Bằng trịnh trọng nói, ông Lưu, là thật, những gì tôi nói đều là thật. Tôi nói dối nửa lời sẽ bị sét đánh. Ông anh, ông xem quán cơm làm ăn bát lương này có nên bị điều tra không? Dương Tiêu lạnh lùng nhìn Lưu Mã, vốn dĩ Dương Tiêu định dạy cho Mã Long một bài học xương máu, nhưng giây giờ Lưu Vĩ đến, mọi chuyện càng dễ xử lý hơn. Vệ sinh thực phẩm, môi trường đều không đạt tiêu chuẩn cũng đủ khiến Mã Long này uống đủ một nồi. Lưu Vĩ nào không hiểu ý của Dương Tiêu đâu, ông bia Dương Tiêu là thân chết, Lưu Vĩ nghiêm mặt nói, thành phố Trung Nguyên đang tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt về vệ sinh thực phẩm. Những quán cơm như thế này là ung thư trong ngành, phải bị điều tra, trừng trị nghiêm khắc, tra, phải tra nghiêm ngặt. Cái gì, điều tra nghiêm ngặt? Phích! Vừa dứt lời, ông chủ béo Mã Long đổ mồ hôi lạnh, thân hình mập mạp như bị rút hết sức lực đột nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Mã Long biết một khi Lưu Vĩ cưỡng ép can thiệp, cuộc đời của ông ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Alo, Lão Vương, tôi gửi vị trí cho ông mau tới đây, ở đây có một nhà trục lợi vô lương tâm. Alo, Lão Lý, mau dẫn người qua đây, làm việc. Trong chốc lát, Lưu Vĩ lấy điện thoại di động ra bấm liên tiếp vài cuộc. Kít 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 tổ trong nháy mắt, một đoàn ô tô dừng lại trước quán cơm, bước xuống xe là một nhóm công chức. Chất phụ gia trong bữa sáng vượt quá nghiêm trọng, không đạt tiêu chuẩn. Sau bếp còn có ruồi chết, vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Hàng loạt lời nói lạnh lùng rơi xuống, không khác gì một nhát búa nặng nề giáng vào tim Mã Long. Tí te chi tí te chồ, ông chủ béo Mã Long run rẩy toàn thân, trên trán toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt ông ta tuyệt vọng, ông ta biết lần này mình đã đá phải tắm sắt. Dương Tiêu nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Mã Long không hề có tí thương xót nào. Tên cặn bã như Mã Long nhận định phải bị trừng trị nghiêm khắc. Mã Long biết lúc này chỉ có Dương Tiêu mới có thể cứu được mình, ông ta run lẩy bẩy cầu xin Đường Mộc Tuyết thương xót, cô gái xinh đẹp, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Tôi không nên khinh nhờn vẻ đẹp của cô, tôi không nên khinh nhờn nhân cách của cô. Bếp bóp, vừa nói, Mã Long vừa tát mạnh vào mặt mình mấy cái liên tiếp, ánh mắt tràn ngập vẻ van xin. Dương Tiêu nhìn Đường Mộc Tuyết, thấy trong mắt Đường Mộc Tuyết không có thông cảm. Dương Tiêu cũng khá hài lòng. Anh có thể nhìn ra, trong khoảng thời gian này tính cách của Đường Mộc Tuyết đã thay đổi cực lớn, hiểu rõ giữa thiện và ác. Đúng vậy, Đường Mộc Tuyết nhìn Mã Long cầu xin không. Chỉ không hề dao động mà còn tràn đầy căm hận. Cô hiểu sâu sắc, nếu không phải bây giờ bọn họ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ bị những người như Mã Long ức hiếp đến chết. Người tốt bị bắt nạt, ngựa tốt được người cưỡi. Những người như Mã Long không đáng được thông cảm. Dẫn người đi cho tôi, một người trung niên chào hỏi Lưu Vĩ rồi hét lên. Hai thanh niên mặc đồng phục tiến lên, trực tiếp bắt giữ Mã Long. Khoan đãi, Dương Tiêu đột nhiên nói. Dương Tiêu, anh làm gì vậy? Loại người như này nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Đường Mộc Tuyết kinh ngạc nói. Lưu Vĩ cũng rất kinh ngạc, cậu Dương, không lẽ cậu muốn bảo vệ tên này? Thế nhưng vừa nãy tên này đã khinh nhờn cô Đường. Chuyện đó sẽ không xảy ra. Dương Tiêu cười nhẹ. Sau đó, Dương Tiêu bước tới trước mặt Mã Long, ví ở đâu? Hả, ví tiền, Mã Long sững sờ. Ông ta không hề ngờ tới lúc này Dương Tiêu lại đòi ví của ông ta, Mã Long vui vẻ như điên nói, vì ở trong túi áo, đại ca, không, ông lớn, chỉ cần hôm nay ông lớn tha cho tôi, cậu muôn bao nhiêu tiền tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cậu. Thật không, Dương Tiêu chế nhạo, lấy ví của Mã Long ra. Mã Long hưng phấn kêu lên. Đúng đúng đúng, chỉ cần cậu tha thứ cho sự ngu dốt của tôi, tiền không thành vấn đề. Tiền có thể sai khiến mạ quỷ, Mã Long cho rằng chắc chắn Dương Tiêu đã dao động. Chỉ cần có thể đưa tiền giải quyết chuyện này,
tốn nhiều tiền hơn nữa Mã Long cũng không tiếc. Xét cho cùng, vấn đề này rất lớn, nếu được chứng thực, không tránh khỏi sẽ phải ăn cơm tù. Trong sự nghi ngờ của mọi người, Dương Tiêu nhìn Tôn Bằng, ông ta khát nợ cậu bao nhiêu tiền lương? Chương 1275 tiền. Tiền lương, Tôn Bằng sửng sốt. Dương Tiêu gật đầu nói, đúng, khất nợ cậu bao nhiêu tiền? Tổng cộng 3.100 tệ. Tôn Bằng nhanh chóng đáp lại. Dương Tiêu lấy một xấp tiền trong ví ra, đếm đủ 3.100 tệ, sau đó lại nhét tiền thừa vào trong ví trả lại cho Mã Long. Ông khát nợ 3.100 tệ, bây giờ coi như đã thanh toán xong. Cái gì, thanh toán xong, ông lớn, không phải cậu, cậu muôn, tiền đậu à, Mã Long đột nhiên trở nên bối rồi. Dương Tiêu vô gương mát già mập mạp của Mã Long, hai ống cho rằng tư tưởng của người khác cũng bẩn thỉu như ông à, chỗ tiền này ông để lại tiêu trong tù đi. Ông anh, một khi loại nhân vật này vào đó, nhất định phải canh phòng nghiêm ngặt. Người anh em Dương yên tâm. Loại người lòng đen trục lợi này phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Lưu Vĩ cười thoải mái. Đưa đi. Hai thanh niên mặc đồng phục lập tức bước lên xe công vụ. Mã Long nằm mơ cũng không ngờ tới. Dương Tiêu lấy ví của mình không phải xin tiền, mà là để giải quyết tiền lương cho Tôn Bằng. Hu, hu hu hun bị áp giải lên xe công vụ, Mã Long lo lắng sắp khóc. Ông ta nhìn Dương Tiêu ánh mắt đầy cầu xin, nhưng đối với sự cầu xin của Mã Long thì Dương Tiêu không hề dao động. Dám khinh nhờn Đường Mộc Tuyết, cho dù là chủ của nhà tài phiệt đăng cấp thế giới Dương Tiêu cũng sẽ đưa ra trước công lý. Sau khi Mã Long bị áp giải đi, Dương Tiêu đưa 3.100 tệ cho Tôn Bằng, tiền lương của cậu. Anh rể, nhận tiền xong, Tôn Bằng xúc động đến mức suýt rơi nước mắt. Gia đình cậu ta tranh chua với Dương Tiêu, không ngờ Dương Tiêu không chỉ không so đo các hiêm kỳ phi lúc trước, mà hôm nay còn ra tay giúp cậu ta đòi lại công bằng. Dương Tiêu bước tới. Vỗ vai Tôn Băng, không cần nhiều lời, tôi rất hài lòng với sự trưởng thành của cậu. Bồ cậu Tôn Phú Quý vào tù, chuyện này chỉ có thể trách ông ta nảy sinh lòng tham. Trước đó tôi đã chào hỏi bên huyện Thiên Sơn, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Cảm ơn anh rẻ, Tôn Bằng cảm kích nói. Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu, hay để Bằng Bảng đến tập đoàn Tuyệt Tiêu làm việc, tiếp tục như này cũng không phải là cách. Ừ, cậu thấy sao? Dương Tiêu nhìn Tôn Bằng. Tôn Bằng vội xua tay nói, không không không, em biết chị Mộc Tuyết và ảnh dễ đều là những người làm việc lớn, mà anh chị lại làm trong ngành dược, em không hiểu, em sẽ không đến tạo thêm rắc rối. Trong khoảng thời gian đến thành phố Trung Nguyên này, Tôn Bằng nghe nói Đường Mộc Tuyết đã trở thành người đứng đầu tập đoàn Tuyết Tiêu. Mà tập đoàn Tuyết Tiêu là một công ty lớn với định giá thị trường gần 20 tỷ tệ, điều này khiến Tôn Bằng chỉ có thể ngước nhìn. Không phải lúc trước cậu ta không muốn tìm Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết. Mà là bởi vì thái độ trước kia của gia đình cậu ta đối với Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết thật sự không thể nào nói nổi, Tôn Bằng không có mặt mũi tìm gặp. Bây giờ chạm mặt, Tôn Bằng càng cảm thấy sâu hỗ hơn. Bằng bằng, không sao đâu, cậu có thể đến học hỏi, làm từ đầu. Đường Mộc Tuyết cười dịu dàng. Bây giờ, Triệu Văn Chít người giỏi nhất trong nhà họ Triệu đi tù, bây giờ trong dòng họ. Chỉ có Tôn Bằng là người duy nhất khiến Đường Mộc Tuyết khá có thiện cảm. Tập đoàn Tuyết Tiêu lớn như vậy, Đường Mộc Tuyết không để ý đến việc có thêm Tôn Bằng. Tôn Bằng vẫn từ chối, chị Mộc Tuyết, em biết chị nghĩ cho em, nhưng em thật sự không hiểu biết tư liệu đó. Nếu em thật sự vào đó làm việc, thì chắc chắn sau này sẽ có người nói ra nói vào. Tôn Bằng từng nghe nói, một khi trong công ty có ô dù bám váy sẽ ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo, cậu ta không muốn mang đến ảnh hưởng xấu cho Đường Mộc Tuyết. Chuyện này, Đường Mộc Tuyết hơi khó xử nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu cười thật lòng, nhìn Tôn Bằng càng tán thưởng hơn. Quả thật trong khoảng thời gian này, Tôn Bằng đã trưởng thành rất nhiều, biết trách nhiệm cùng đảm đương. Dương Tiêu nói với Đường Mộc. Tuyết, không sao, mỗi người đều có chí riêng, Tôn Bằng, cậu giỏi. Cái gì? Nói đi, có lẽ tôi có thể giúp cậu tìm được một công việc phù hợp với cậu. Thật không? Tôn Bằng vui mừng nói. Đường Mộc Tuyết cười nhẹ nhàng nói. Thật, anh dê của cậu có quan hệ rộng ở thành phố Trung Nguyên. Chuyện này, Tôn Bằng hơi khó nói. Dương Tiêu mỉm cười, sao, còn không tiện nói ra à? Không sao, nói đi. Em, chương 1276 mặt Tôn Bằng đỏ bừng, cậu ta do dự mi dây căn răng ghé vào tai Dương Tiêu thì thầm, anh dễ, thật ra em giỏi NN hất trong chuyện vui vẻ giữa nam và tệ. Chuyện vui vẻ giữa nam và nữ đói. Tôn Bằng thấp giọng nói, sợ Đường Mộc Tuyết nghe thấy,
Đầu óc Dương Tiêu bối rồi, anh lơ mơ nhìn Tôn Bằng. Giỏi nhất trong chuyện vui vẻ giữa nam và nữ kia. Đậu phộng, đây là loại sở trưởng gì? Chẳng lẽ, tốc độ tay của Tôn Bằng còn nhanh hơn mình? Dương Tiêu hoi lúng túng nói, chuyện của cậu hơi phiền phức một chút. Trong nước bị câm một số chuyện rất rõ ràng. Nếu thật sự làm theo lời cậu nói, tôi có thể chào hỏi để cậu đến Nhật quay phim hành động, có lẽ cậu sẽ là bậc thầy Kato tiếp theo. Nhìn kỹ Tôn Bằng, Dương Tiêu thấp giọng nói, nhưng mà, cậu có thể chịu được không? Nghe Dương Tiêu nói vậy, mặt của Tôn Bằng đông cứng lại, cậu ta không ngờ Dương Tiêu lại nói ra n hứng lời như vậy. Anh dễ, anh hiểu lầm rồi. Ý em là em y ỏi chế tạo thuốc làm tình, loại thuốc giúp sinh hoạt nam nữ hòa hợp hơn. Tôn Bằng lại bước tới thì thào nói. Thuốc giúp sinh hoạt nam nữ hòa hợp hơn. Dương Tiêu chợt hiểu ra, hóa ra Tôn Bằng nói lại ý này. Dương Tiêu sờ cằm, vừa hay, tôi có thể tìm cho cậu một đối tác chuyên nghiệp. Thật không, Tôn Bằng vui mừng khôn xiết. Dương Tiêu gật đầu nói, ừ, chờ lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho cậu, tôi đưa chị Mộc Tuyết của cậu đến công ty trước, sau đó sẽ giải quyết chuyện của cậu, chúng ta đi trước đất. Nhìn hai người đang thì thầm riêng tư, Đường Mộc Tuyết lộ vẻ nghi ngờ, nhưng có mặt Tôn Bằng cô cũng không tiện hỏi nhiều. Khi lên xe, Dương Tiêu rất ngạc nhiên, không ngờ Tôn Bằng lại có thể giỏi chế tạo thuốc giúp cuộc sống nam nữ hòa hợp hơn. Vừa hay Kim Đại Trung làm việc này à, phát tài, chờ lát nữa anh có thể sắp xếp Tôn Bằng cho Kim Đại Trung. Sau khi đưa Đường Mộc Tuyết đến tập hỏi Đoàn Tuyết Tiêu, Dương Tiêu lại, cậu chắc chắn mình làm được việc này. Anh dễ, em thật sự biết làm, tổ tiên nhà à em là làm việc này. Chỉ là nhà không có tiền nên không làm thôi. Hơn nữa, ở huyện Thiên Sơn làm không được, bố mẹ em ngại mất mặt. Tôn Bằng chua xót nói. Dương Tiêu trầm ngâm, hình như có chuyện như thế thật. Là như em mờ công việc như vậy, nhất là ở lưỡng vùng sâu, vùng xa chậm phát triển, rất nhiều người dân không. Thể chấp nhận được, ai làm công việc NSU thê sợ là sẽ bị nhiều người chê cười. Càng nghèo càng sĩ diện. Tôn Phú Quý và Triệu Liên là những người ha sẽ mê hư vinh, nên đương nhiên họ không làm việc này. Thông thường, muốn kiếm tiền thì điều đầu tiên phải bỏ sĩ diện xuống. Nói trắng ra, ánh mắt thế tục là một ngọn núi trong lòng người. Mỏ tiệm thế này người ta không chê cười mới là lạ, tuy nhiên, Dương Tiêu biết làm việc này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ngày nay, tư tưởng của giới trẻ trong nước vượt quá mức, khả năng tiếp nhận cái mới ngày càng nhanh. Cùng với xu bắt sinh hoạt nam nữ càng thường nguyên hơn, nhiều thanh thiếu niên đã đầu tiếp xúc với chuyện nam nữ, dẫn đến các triệu chứng như thập N hư, dùng thuốc có thể có mức hiệu quả chữa trị lớn. Nó giống như lục vị địa hoàng hoàn, cách đây mấy năm đã được quảng cáo, bây giờ doanh số thị trường trong nước vẫn bùng nổ. Chỉ cần tiếp xúc qua chuyện nam nữ nợ lâu, loại chuyện này là khó tránh ối. Người xưa có câu nói 10 nam 9 hư, dù câu này có hơi khoa trương nhưng loại chuyện này quả thực tồn tại. Yếu hư không phải là nam nữ làm nhiều mà hư, thức khuya và ăn uống thất thường sẽ sinh ra những vấn đề này. Chỉ là Dương Tiêu thật sự không ngờ tới Tôn Bằng lại biết làm công việc này. Dương Tiêu tiếp tục hỏi, tổ tiên cậu làm việc này. Đến bây giờ cậu còn có thể làm được không? Anh dễ, em làm được. Trong tay em có đơn thuốc của tổ tiên, hiệu quả. Rất tốt, nếu không tin anh dễ có thể thử xem. Tôn Bằng sợ Dương Tiêu không tin. Cậu ta còn lấy một hộp thuốc nhỏ trong ba lô của mình ra. Dương Tiêu cầm một viên kinh ngạc nói, là cái này. Thật sự có hiệu quả tốt. Dương Tiêu chưa từng tiếp xúc với cái này, hầu hết các loại thuốc mà anh biết đều là thuốc thuyên giảm, một số loại để lại di chứng nặng. Anh dễ không tin thì có thể thử xem L. Tôn Bằng lại nói. Dương Tiêu nghĩ nếu mình đã giới thiệu người cho Kim Đại Trung, thì ít nhất mình cần phải xác nhận trước. Dương Tiêu cũng không. Biết loại thuốc này sẽ có hiệu quả như thế nào, anh lập tức uống ông một viên. Vừa uống xong, một luồng điện âm áp mạnh mẽ đập vào trong bụng Dương Tiêu, khiến Dương Tiêu càng hăng hái như được uống một liều thuốc sảng khoái. Ngay sau đó, Dương Tiêu chỉ cảm thấy hơi nóng, sắc mặt có chút hồng hào, dòng điện âm áp trong bụng càng làm loạn hơn, không biết từ lúc nào Dương Tiêu đã sinh ra phản ứng. Vẻ mặt Dương Tiêu đột nhiên thay đổi, anh có thể cảm giác được, vậy. Mà mình không thể áp chế hiệu quả của thuốc này. Như đã biết, bởi vì năm đó Dương Tiêu thực hiện quá nhiều nhiệm vụ, ăn rất nhiều bảo vật tự nhiên, đã đạt đến mức bất khả chiến bại từ lâu. Ai có, thế ngờ viên thuốc nhỏ này lại có thể khiến máu anh sôi lên. Tôn Bằng thấy Dương Tiêu có cảm giác, lập tức hỏi, anh rẻ, thế nào? Có phải cảm giác rất mạnh không?
có phải muốn buông thả không? Nước, cho tôi nước, Dương Tiêu vội vàng nói. Tôn Bằng nhận ra Dương Tiêu hơi thở gấp, nhanh chóng đưa cho Dương Tiêu một chai nước xuôi nông eu. Dương Tiêu uống hai ngụm nước lạnh mới cảm thấy dễ chịu hơn, cuồng nhiệt trong mắt cũng dần tan biên. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Dương Tiêu kinh ngạc nói, thuốc này tên gì? Đủ mạnh. Nếu không phải Dương Tiêu có định lực đủ mạnh, cùng thể chết ngoài sức tưởng tượng, e rằng vừa rồi Dương Tiêu thật sự rất nóng lòng muốn cùng phụ nữ vui vẻ. Anh dễ, đây là đêm mãnh liệt chính tông. Những đêm mãnh liệt trên thị trường kia đều là giả. Đêm mãnh liệt chính tông phát huy tác dụng mạnh, ngay cả bò đực, voi cũng không nhịn được. Tôn Bằng nói nghiêm túc. Dương Tiêu thầm kinh ngạc, bò đực, voi cũng không nhịn được. Cái này đỉnh thật đây. Lúc trước anh đã nghe nói về đêm mãnh liệt, chẳng qua là chưa thấy loại chính tông, không ngờ loại chính tông lại do tổ tiên của Tôn Bằng làm ra. Sức mạnh này thực sự đủ lớn. Ngay cả Dương Tiêu vừa nãy cũng gần như mất kiểm soát. Đêm mãnh liệt, ban ngày đã như thế này. Vậy chăng phải ban đêm sẽ là máy đấu sĩ sao? Anh rẻ, thế nào? Hăng hái không? Tôn Bằng nhìn Dương Tiêu hỏi. Dương Tiêu trịnh trọng nói, rất hăng hái. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với Kim Đại Trung ngay. Ha ha, người anh em Dương, sáng sớm đã gọi cho mập tử tôi có chuyện gì hả? Kim Đại Trung vừa dậy đã nhận được cuộc gọi của Dương Tiêu, lập tức cười ha ha. Dương Tiêu thấp giọng nói, anh Kim, không phải anh làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Tôi có một người họ hàng cũng làm việc này. Cậu ấy là nhân tài, tôi nghĩ chắc chân anh sẽ hứng thú. Ồ hai, nhân tài, vậy thì tốt, mập tử tôi thích người tài. Lát tôi sẽ đến công ty, người mà anh em Dương giới thiệu tôi rất yên tâm, trực tiếp đưa người tới báo với bộ phận nhân sự đi. Kim Đại Trung nói thẳng. Dương Tiêu đáp, được, vậy tôi sẽ đưa người đến bộ phận nhân sự của các NHTL. Cúp điện thoại. Dương Tiêu lái xe đến trụ sở công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Kim Đại Trung. Sau khi xuống xe, Dương Tiêu trực tiếp đưa Tôn Bằng đến phòng nhân sự. Chờ đãi hai người làm gì thế? Dương Tiêu vừa đến phòng nhân sự đã bị chặn lại. Dương Tiêu chỉ vào Tôn Bằng, cậu ấy tên là Tôn Bằng, đến đây nhậm chức. Vừa nãy tôi đã báo với ông chủ Kim Đại Trung của các người rồi. Báo rồi, thật không? Vẻ mặt người trung niên chặn lại kinh ngạc. Ông ta nhìn Dương Tiêu và Tôn Bằng ăn mặc không đẹp, đặc biệt là Tôn Bằng quê mùa một đồng, trên mặt ông ta lập tức tràn đầy khinh thường, tôi nghiêm túc cảnh cáo hai người, mạo cút ngay cho tôi, loại người rồng như hai người muôn vào công ty chúng tôi thầy nhiều rồi. Nếu còn không cút, cẩn thận ông đây đánh hai người cha mẹ không nhận dai. Thái độ người trung niên cao ngạo, như thể Dương Tiêu dẫn Tôn Bằng vào nhậm chức là chuyện vô nghĩa, biết Kim Đại Trung lại càng là thêu dệt vô vớ, không có tí tín nhiệm nào. Bị người trung niên mắng, vẻ mặt Dương Tiêu tôi sầm lại. Anh chỉ muốn dẫn Tôn Bằng vào nhậm chức rồi rời đi, ai ngờ vừa mới vào phòng nhân sự thái độ của người ở đây lại kiêu ngạo như vậy. Nhìn kỹ, trên thẻ nhân viên của người trung niên viết dòng chữ Lý Hiền Bộ trưởng phòng nhân sự. Dương Tiêu nhíu mày, anh còn tưởng là ai, hóa ra là Bộ trưởng phòng nhân sự. Tôn Bằng vội vàng nói, tôi thật sự tới đây nhậm chức. Vừa nãy anh dê tôi thật sự đã gọi điện thoại cho ông chủ của các ông. Gọi cho ông chủ của chúng tôi, khoác lác, hai người bốc phét mạnh nữa đi. Chỉ hai người các cậu mà cũng quen biết ông chủ nhà chúng tôi, hai người không soi mặt vào nước Tiêu mà xem, loại nghèo hèn tỉ tiện như các người lấy tư cách gì. Quen biết ông chủ nhà tôi, Lý Hiền Bộ trưởng phòng nhân sự khinh thường Dương Tiêu và Tôn Bằng. Về vấn đề này, Dương Tiêu rất không nói nên lời. PN 1279 vì cách ăn mặc của mình mà anh luôn bị đánh giá thấp. Quần áo anh mặc đều là do thợ may số một thế giới may, bọn người này không nhìn ra được bị mắt chó coi thường. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng, tôi không đùa với ông. Tôi cũng không đùa với cậu, dân theo người của cậu mau cút ngay cho tôi. Lý Hiện Bộ trưởng phòng nhân sự khiển trách. Giờ đây, theo việc ông lớn đứng thứ 10 ở Trung Nguyên bị tiêu diệt, Kim Đại Trung là người đứng thứ 11 về sức mạnh toàn diện, đã được thăng hạng vào danh sách 10 ông lớn hàng đầu. Kim Đại Trung đã trở thành chủ của thế hệ đại gia mới, công ty chăm sóc sức khỏe nghiễm nhiên thu hút sự chú ý của võ số người. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người đến công ty nhậm chức với lý do quen biết Kim Đại Trung, hành động như thể họ có gọn hệ thân thiết với ông chủ của họ. Đối với những người này, Lý Hiền hoàn toàn không để vào mắt. Vừa nghe thấy bảo quen biết ông chủ Kim Đại Trung, là họ hàng của Kim Đại Trung, Lý Hiền trực tiếp đuổi người. Rõ ràng. Lý Hiền coi Dương Tiêu và Tôn Bằng là kẻ lừa đảo,
hoàn toàn không tin những lời của Dương Tiêu. Bị khiêu khích liên tục, Dương Tiêu đen mặt nói, cút. Chỉ dựa vào ông, anh đã quen biết Kim Đại Trung từ rất lâu, và tập đoàn Kim Thị đã hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Tuyết Tiêu. Nói không khách khí thì Kim Đại Trung có thể thăng hạng lên thành chủ của nhà giàu, còn phải cảm ơn Dương Tiêu. Nếu không phải do Dương Tiêu tiêu diệt ông lớn khổng lồ hàng đầu ở Trung Nguyên, thì Kim Đại Trung muôn một chốc lọt vào top 10 nhà giàu sẽ không dễ dàng như vậy. Về Kim Đại Trung, Dương Tiêu chưa bao giờ có ác ý, mà ngược lại rất ngưỡng mộ cách làm người của Kim Đại Trung. Nhưng không ngờ thái độ của Bộ trưởng Phòng Nhân sự công ty Kim Đại Trung lại kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Chỉ dựa vào tôi, loại người nói dối như các cậu tôi thấy nhiều rồi. Nếu các cậu thật sự quen biết ông chủ của tôi, thì bây giờ hãy gọi điện cho ông chủ chúng tôi ngay trước mặt tôi xác minh. Nếu không quen biết ông chủ nhà tôi thì nhanh chóng cút khỏi đây ngay, nếu không, tôi không ngại đánh các cậu răng rơi đây đát đâu. Ánh mắt Lý Hiền ác độc nói. Như thể Dương Tiêu không gọi điện thoại, Lý Hiền sẽ dẫn người đánh Dương Tiêu. Tôn Bằng hoảng sợ nói, anh rể. Cậu ta đến từ huyện Thiên Sơn cấp 18, không thể đứng vững ở một công ty lớn như vậy, cậu ta sợ lát nữa sẽ gây ra phiền phức lớn. Bình tĩnh, Dương Tiêu thấp giọng nói. Sau đó, Dương Tiêu nhìn Lý Hiền, gọi cho Kim Đại Trung sữa ích, không. Xác nhận đúng không, ấu tốt lắm. Tôi thỏa mãn ông, bây giờ ông nên cầu nguyện cho mình lát nữa có thể xuống bậc được đi. Ý của cậu là lát nữa tôi sẽ không xuống bậc được. Xí. Bây giờ H3NS niên còn biết khoe khoang như thế này à? Lý Hiền rất khinh thường. Dương Tiêu không nói nhảm nữa, anh lấy điện thoại di động ra tìm thông tin liên lạc của Kim Đại Trung gọi thăng. Lý Hiền chế nhạo, ông ta cho rằng Dương Tiêu đang giả thần giả quỷ, biệt Kim Đại Trung chỉ là lời nói vớ vẩn. Theo ông ta, Dương Tiêu trẻ tuổi làm sao có thể quen một người làm mưa làm gió như Kim Đại Trung được. Chắc chắn Dương Tiêu là nghé mới sinh không sợ cọp. Phòng má làm người giàu muôn vào tập đoàn Kim Thị gây rồi. Xét cho cùng, bây giờ tập đoàn Kim Thị như mặt trời bạn ngày, có thể nói mạnh hơn trước rất nhiều, không biết có bao nhiêu người muốn chen chân vào. Xin chào, cuộc gọi của quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại xô. Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa vang lên, vậy mà không gọi được. Dương Tiêu khẽ nhíu mày, hiển nhiên anh cũng không ngờ Kim Đại Trung lại không nghe máy. Nực cười. Thấy Dương Tiêu không gọi được, ý cười trên mặt Lý Hiên càng đậm. Dương Tiêu gọi lại lần nữa, nhưng Kim Đại Trung vẫn không trả lời. Thấy anh gọi hai lần không được, Lý Hiên khít mũi nói, nhóc, đừng lãng phí thời gian nữa, dân nhà quê dê nhũi như cậu làm sao có thể quen biết ô ông chủ nhà tôi được. Bớt xấu hổ ở đây đi, biết điều thì cút ngay, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thái độ của ông ta kiêu ngạo. Như thể nếu Dương Tiêu còn không đi thì ông ta sẽ cho người ném Dương Tiêu ra ngoài. Anh dễ, không liên lạc được với Kim Tổng ạ, Tôn Bằng rụt rè nói. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, không sao, chắc anh Kim đang đi trên đường, sẽ tới ngay, chúng ta chờ tiếp. Gâu tiếp, mẹ kiếp, tôi đã cho hai người thể diện rồi, cút ngay cho tôi. Còn la liễm như chó không đi thì đừng trách ông đây không bị S1CS6 với hai người. Lý Hiên hoàn toàn tức giận. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ khinh bỉ mạnh mẽ, như thế Dương Tiêu và Tôn Bằng là kẻ di trá đáng khinh, quen biệt Kim Đại Trung chỉ là lời nói vớ vẩn. Bị Lý Hiên chê giêu liên tục, Dương Tiêu cũng tức giận, Bộ trưởng Lý Hiên đúng không? Cuộc sống sinh hoạt với vợ không hòa thuận hả? Hay là sáng sớm ăn phải thuốc súng? Sao lại sủa ác độc như chó thế hả? Hừ, ông nội cậu, giả vờ thất bại còn dám la lỗi trước mặt tôi hả? Đồ khôn, bảo vệ đâu? Mau đánh hai con chó này một trận cho tôi. Lý Hiền tức giận mũi sắp bốc khói. Nguyên nhân khiến ông ta nổi giận là do cuộc sống sinh hoạt không hòa thuận, suốt ngày bị bà vợ như sói như hổ nghiền ép xong lại bảo ông ta vô năng, uống thuốc cũng không có tác dụng. Ô nhà bị vợ bắt nạt, ở ngoài thì Lý Hiền bắt nạt người khác. Vâng, Bộ trưởng Lý, nhóm nhân viên bảo vệ đi về phía Dương Tiêu và Tôn Bằng với vẻ mặt xấu xa. Tôn Bằng hoảng sợ nói. Anh dễ, bảo vệ đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Chúng ta không làm gì sai, đi cái gì mà đi. Dương Tiêu bình tĩnh nói. Lý Hiên tức giận chỉ vào Dương Tiêu, đặc biệt là thằng nhóc này, đánh gãy răng chó của cậu ta cho tôi, dám nói tôi như chó hung ác, tội này không thể tha. Vâng, Bộ trưởng Lý đội trưởng đội bảo vệ dẫn đầu trả lời. Bịch bị trồ nhóm nhân viên bảo vệ cầm dùi cui điện cao su bừng bừng sát khí lao về phía Dương Tiêu. Mẹ kiếp,
Lũ khốn các người dám đối xử với người anh em Dương như vậy, các người muốn tạo phản hả? Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kim Đại Trung đen mặt đến hiện trường. Kim Tổng, nhóm nhân viên bảo vệ nhanh chóng dùng lại. Kim Tổng, Lý Hiền vội vàng nói. Kim Đại Trung phớt lờ nhóm người đi tới chỗ Dương Tiêu, người anh em Dương, ngại quá, lúc nãy tôi đang lái xe không để ý đến điện thoại, cậu không sao chứ? Anh Kim, không có chuyện gì, chỉ bị những lời nói ác ý làm hại mà thôi. Dương Tiêu liếc nhìn Lý Hiền bộ trưởng phòng nhân sự. Lý Hiền sợ tới mức toàn thân giật NS nhìn Kim Đại Trung yêu ớt hỏi, Kim Tổng, hai. Hai người quen biết nhau. Quen biết, tôi và người anh em Dương đâu phải chỉ quen biết. Người anh em Dương là Dương Tiêu, là chủ của tập đoàn Tuyết Tiêu, là người đàn ông đứng sau Đường Tổng, Đường Mộc Tuyết. Kim Đại Trung giận dữ trách mắng. Cái gì, anh chàng này là Dương Tiêu? Anh chàng này là Dương Tiêu một tay thành lập tập đoàn Tuyết Tiêu. Anh chàng này là chồng của Đường Mộc Tuyết, người đẹp xô một Trung Nguyên, A.E.U.I. đàn ông đứng sau Đường Tổng. À mi, trong phút chốc, Lý Hiền như bị sét đánh giữa trời quang, ánh mắt nhìn Dương Tiêu lập tức hiện lên vẻ bối rối sâu đậm. Dương Tiêu nhìn Lý Hiền đang bối rồi nói, bây giờ không có gì để nói nữa rồi phải không? Cậu Dương, xin lỗi, rất xin lỗi, cậu Dương, thật sự là không đánh không quen, tôi thật sự không ngờ vai lại đến đây. Lý Hiền run rẩy toàn thân. Nếu trên đời có bán thuốc hồi hận, Lý Hiền thật sự muốn một tá. Hôm nay trước khi ra ngoài ông ta đã cãi nhau với vợ, ông ta đã trút hê những cảm xúc không thoải mái trong lòng lên Dương Tiêu và Tôn Bằng. Khiến Lý Hiền kinh ngạc là không chút được giận thì cũng thôi, lần này còn đá thẳng vào tâm sắt. Dương Tiêu là ai? Đó là án lệ điển hình về đợt phản công thành công của thành phố Trung Nguyên. Ở rễ 5 năm, 5 năm qua thân phận con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô bị bại lộ. Vào ngày bị vạch chân, cưỡng ép lật đổ sự thống trị của nhà họ Đường, đích thân hỗ trợ Đường Mộc Tuyệt lên năm quyền. Người ta nói tập đoàn Tuyết Tiêu do Dương Tiêu thành lập, với vốn đăng ký 3 tỷ tệ trong giai đoạn đầu. Sau khi được rót vốn trong giai đoạn đã CS lên hàng chục tỷ tệ, phát triển đứng song song với bọn Đường Hạo, Miyamoto Masao, Tạ Quân. Cách đây không lâu, tập đoàn Tuyết Tiêu đã lây được đơn đặt hàng từ gia đình Victor nhà tài phiệt đăng cập thế giới, điều này làm định giá thị trường của tập đoàn Tuyết Tiêu tăng vọt. Trước kia Đường Mộc Tuyết là giám đốc tiếp thị của tập đoàn Dược Đường Nhân, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tuyết Tiêu, tốc độ tăng trưởng khiến người khác nghẹn họng chân trôi. Hơn nữa, Dương Tiêu có quan hệ tốt với nhiều gia đình quý tộc ở Trung Nguyên, và hầu như không. Ai dám xúc phạm đến uy nghiêm của Dương Tiêu? Tí tách tí te trầu nghĩ đến đây, Lý Hiền cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh từ gót chân vọt lên đỉnh đầu. Kim Đại Trung đã biết Dương Tiêu là thần chết trong truyền thuyết, anh ta mắng ông ta một cách không thương tiếc. Lý Hiền, dám xúc phạm người anh em Dương, không cần tôi phải nói nhiều chứ. Kim Tổng, tôi đã theo anh đánh chiêm Giang Sơn nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lý Hiền hoàn toàn sợ hãi. Đúng vậy, Lý Hiền đã đi theo Kim Đại Trung ngay từ những ngày đầu thành lập tập đoàn Kim Thị, tận mắt chứng kiến tập đoàn Kim Thị trở nên lớn mạnh, tận mắt thấy. Kim Đại Trung, trở thành chủ của một gia đình giàu có. Tiếc là Lý Hiền này giỏi kéo bè kê phái. Trước đó, ông ta đã bị Kim Đại Trung cảnh cáo nghiêm khắc, cắt, chức vụ. Từ giám đốc điều hành cấp cao xuống bộ trưởng phòng nhân sự bề lắng này. Điều khiến Kim Đại Trung tức giận là Lý Hiền lại không muốn thăng chức đã xúc phạm Dương Tiêu, đây không phải là tự tìm khó chịu sao? Kim Đại Trung lạnh lùng nói, tôi đã quy định, không cần nói thêm nữa ồ. Nghe vậy, mắt Lý Hiền tối sầm lại, suýt nữa thì ngã lăn ra. Cậu Dương, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, xin hãy tha thứ cho tôi. Lý Hiền lại nhìn Dương Thiếu. Ông ta biết Dương Tiêu có quan hệ cực tốt với Kim Đại Trung, nếu Dương Tiêu mở lời, có lẽ Kim Đại Trung sẽ tha cho ông ta. Dương Tiêu chế giễu, tha cho ông. Xin lỗi nếu tôi không có đủ sức mạnh và địa vị như ngày hôm nay, thì ai sẽ tha cho tôi? Đúng vậy, Dương Tiêu hiểu sâu sắc nếu anh vẫn là phế vật như trước đây, e rằng mình sẽ phải chịu sự sỉ nhục lớn hơn từ Lý Hiền. Cậu Dương, vẻ mặt Lý Hiền chua xót. Dương Tiêu không nói nhiều. Anh biết giữ lại một người như vậy chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của công ty. Nếu một người như này được xếp vào tập đoàn Tuyết Tiêu, chắc chắn sẽ bị Dương Tiêu sa thải. Đối với một công ty, phải có những người có đức có tài, thứ hai là những người có đức không có tài không có đức và không đức không tài sẽ không được sử dụng. Lý Hiền thật sự hối hận đứt ruột,
ánh mặt nhìn Dương Tiêu mang theo vẻ cầu xin mãnh liệt. Kim Đại Trung phát tay, bảo vệ, kéo tên này ra ngoài cho tôi. Vâng, Kim Tông, máy nhân viên bảo vệ đồng thanh trả lời. Bị nhân viên bảo vệ giữ vai, Lý Hiền giấy giụa, cậu Dương, xin cậu. Vẻ mặt Dương Tiêu không thay đổi nhiều, anh sẽ không thương hai loại người như này. Tôn Bằng há hốc mồm, cậu ta biết Dương Tiêu khá nổi tiếng ở thành phố Trung Nguyên, nhưng không ngờ sức ảnh hưởng của Dương Tiêu lại đạt đến mức kinh ngạc như vậy. Về phần Kim Đại Trung, Tôn Bằng cũng đã nghe nói đến, theo việc đại gia top 10 ở Trung Nguyên bị diệt, Kim Đại Trung nghiễm nhiên trở thành chủ mới của nhà đại gia. Đây là Tôn Bằng, em vợ của người anh em Dương nói đúng không? Xử lý Lý Hiền xong, Kim Đại Trung nhìn Tôn Bằng cười nói. Dương Tiêu cười nhẹ, đúng vậy, anh Kim, cậu ấy là Tôn Bằng. Tôn Bằng, đây là ông chủ Kim Đại Trung. Xin chào Kim Tông, tôi là Tôn Bằng. Đối mặt với ông lớn Kim Đại Trung này, hiển nhiên Tôn Bằng hơi căng thẳng. Kim Đại Trung lược nhìn Tôn Bằng, kéo Dương Tiêu sang một bên, người anh em Dương, tình huống thế nào? Họ hàng của cậu có phải là người tài không? Nếu có tài, chỉ cần có năng lực, có tôi đây, ở trong công ty cậu ta có thể ăn mọi thứ. Nếu không phải người tài, nể ể mặt người anh em Dương tôi nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cho cậu ta. Vì mọi người đều là người quen nên Kim Đại Trung đã nói thẳng với Dương Tiêu. Đúng vậy, nể mặt Dương Tiêu, Kim Đại Trung sẽ sắp xếp cho Tôn Bằng một công việc nhàn hạ lại còn với mức lương cao. Ông anh yên tâm, nếu không phải người tài, tôi chắc chắn sẽ không sắp xếp tới chỗ của anh Kim đâu. Anh biết đêm mãnh liệt không? Kim Đại Trung nghi ngờ nói, ó. Đêm mãnh liệt, không phải, thứ này bị thất truyền rồi sao? Tất cả đêm mãnh liệt có trên thị trường đều là giả, hoàn toàn không đỉnh tình đêm mãnh liệt chính tông. Chẳng lẽ Tôn Bằng có thể tạo ra đêm mãnh liệt? Nói chính xác thì tổ tiên của cậu ấy làm nghề này. Chế tạo ra đêm mãnh liệt sẽ giao cho anh. Dương Tiêu cười nói. Kim Đại Trung vẫn không thể tin được, nhíu mày nói, thật hay giả mập mạp này học hành ít, người anh em Dương chớ có lừa tôi. Nếu là thật, thì lần này mập mạp tôi nhất định có thể phát tài. Làm các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Kim Đại Trung đương nhiên biết một khi đêm mãnh liệt đích thực xuất hiện trở lại, sẽ tạo ra làn sóng gì ở thị trường nội địa. Nghe nói đêm mãnh liệt đích thực không thua kém thần dược tình yêu hàng đầu Âu Mỹ. Ông anh không tin thì có thể xem L. Dương Tiêu vẫy tay với Tôn Bằng. Tôn Bằng bước nhanh về phía trước, Dương Tiêu thấp giọng nói, lấy một viên đêm mãnh liệt ra cho Kim Tông xem L. Kim Tổng. Tôn Bằng vội vàng móc một viên thuốc nhỏ màu đen trong hộp nhỏ ra cho Kim Đại Trung. Kim Đại Trung cầm nó lên, tò mò hỏi, thứ này thật sự là đêm mãnh liệt chính tông à? Kim Tổng, tổ tiên nhà tôi đã làm nghề này, Tôn Bằng kính cẩn nói. Dương Tiêu gật đầu với Kim Đại Trung, vừa nãy tôi đã thử một viên, quả thật có hiệu quả rất tốt. Được rồi, tôi sẽ thử xem L. Kim Đại Trung nuốt thẳng. Kể từ khi kinh doanh lĩnh vực này, Kim Đại Trung đã thử nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong công ty. Nói một cách đơn giản, các loại thuốc chăm sóc sức khỏe thực sự trên thị trường chỉ đóng vai trò bổ trợ, làm cho cuộc sống sinh hoạt hòa thuận hơn. Hả, đờ mờ, vừa uống đêm mãnh liệt, Kim Đại Trung như bị điện giật lập tức chửi thê. Sau đó, Kim Đại Trung thở gấp, mắt đỏ lên. Cô thư ký gợi cảm nhận ra anh ta khó chịu nhanh chóng nói, Kim Tổng, anh sao vậy? Tiểu Mỹ, đến văn phòng với tôi. Miệng lưỡi Kim Đại Trung khô khốc một lúc. Nhìn Kim Đại Trung và cô thư ký gợi cảm rời đi, khóe miệng Dương Tiêu co giật dữ dội. Đường Mộc Tuyết làm việc trong tập đoàn Tuyết Tiêu khá tò mò vệ sở. Trưởng của Tôn Bằng nên đã nhắn tin hỏi Dương Tiêu, rốt cuộc Bằng Bằng có sở trưởng gì. Khi Dương Tiêu nhận được tin nhắn, anh lập tức trả lời lại, Mộc Tuyết, em làm việc đi, tối về em sẽ biết thôi. Gửi tin nhắn xong, Dương Tiêu nhìn Tôn Bằng, chuyện đó, khụ khụ. Nghĩ đến phản ứng của Kim Đại Trung, mặt Mo Dương Tiêu hiểm khi đỏ, muốn xin Tôn Bằng vài viên thuốc đêm mãnh liệt để về nhà nghiên cứu. Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Dương Tiêu, Tôn Bằng dường như đã nghĩ ra điều gì đó, cậu ta lập tức mở to mắt run rẩy nói, anh dễ, không, không phải anh cũng muốn đi văn phòng đây chứ, em không muốn, anh dễ, em không muốn nhặt xà phòng. Phụt, nhìn gương mặt vô tội của Tôn Bằng. Dương Tiêu suýt nữa nôn ra một ngụm máu giả. Mình chỉ đơn thuần muốn xin máy viên đêm mãnh liệt, sao thằng nhóc này lại suy nghĩ lung tung? Không phải Tôn Bằng nghĩ lung tung, mà là phản ứng của Kim Đại Trung quá dữ dội, đưa thẳng cô thư ký đến văn phòng. Tôn Bằng còn nhớ rõ,
vừa nãy Dương Tiêu cũng uống một viên, mà lúc ở trên xe rõ ràng anh cũng có phản ứng, nghĩ đến Dương Tiêu muốn ra tay với mình, Tôn Bằng cực kỳ sợ hãi. Anh Dệ, anh tha cho em đi, em không chịu nổi. Tôn Bằng van xin. Đột nhiên, Dương Tiêu vỗ đầu Tôn Bằng. Trong đầu này nghĩ cái gì vậy? Xu hướng giới tình của tôi bình thường. Ý tôi là cậu có thể cho tôi mấy viên đêm mãnh liệt không? Dương Tiêu đỏ mặt nói. Tôn Bằng ngắn người nhìn Dương Tiêu, anh Dê, anh còn trẻ, chắc sẽ không yêu thận đâu đấy chứ. Lại bếp, Dương Tiêu lại cho Tôn Bằng một cái cốc đầu, tôi yếu thận. Cậu nghĩ cái gì thế hả? Tin tôi đưa cậu đến văn phòng thử hay không? Bị Dương Tiêu dọa, Tôn Bằng hoàn toàn im lặng. Lý do tại sao xin Tôn Bằng đêm mãnh liệt không phải vì Dương Tiêu muốn dùng nó, mà vì Dương Tiêu muốn cho Đường Mộc Tuyết thử. Chuyện này, Dương Tiêu nói ra càng xấu hổ hơn. Bởi vì Dương Tiêu thật sự là đàn ông, mỗi lần Đường Mộc Tuyết đều hài lòng, nhưng Dương Tiêu còn chưa đã ghiên. Dương Tiêu nghĩ, nếu Đường Mộc Tuyết bằng lòng, vậy chẳng phải cuộc sống có thể hòa thuận hơn sao? Đương nhiên, Dương Tiêu cũng chỉ nghĩ như vậy, anh sẽ không ép buộc Đường Mộc Tuyết. Nếu Đường Mộc Tuyết biết được suy nghĩ của Dương Tiêu, nhất định sẽ sâu hổ nói suy nghĩ của Dương Tiêu bắn thỉu. Không phải Đường Mộc Tuyết không được, mà là Đường Mộc Tuyết chỉ mới trao thân, các cô gái ở giai đoạn đầu hoàn toàn không thể tiếp nhận được tiết tấu thô bạo này. Đường Mộc Tuyết cũng chua xót trong lòng, nghe nói đàn ông bình thường, đặc biệt là đàn ông mới tiếp xúc cá nước thân mật, rất nhanh đã xong việc. Ai dè Dương Tiêu khác với người thường, không có giờ nào là hệt hứng thú hết. Nói thật, trong tuần Dương Tiêu chăn gôi đó, Dương Tiêu chỉ được buông thả thật sự đúng một lần. Thân thể Đường Mộc Tuyết không thể chịu đựng được, mỗi lần Dương Tiêu được giữa chừng chỉ đành phải bỏ cuộc. Hễ cách, Dương Tiêu quá yêu Đường Mộc Tuyết, anh không muốn vì nhũ câu của mình mà dân. Nên Đường Mộc Tuyết phải chịu khổ. Điều khiến Dương Tiêu suy sụp là chỉ buông thả đúng một lần đã trúng thưởng. Dung Dung. Đúng lúc này, ám Kim Long Vương gọi điện tới. Điện hạ. Tôi đã tìm được tung tích của Phùng Tứ, tìm ra nguyên nhân khiến Lý Thần Chiến bị thương. Quả thật người đứng sau là Phùng Tứ, tay bắn tỉa kia cũng là do chính Phùng Tứ bắn. Ám Kim Long Vương báo cáo. Dương Tiêu nhíu mày nói, tìm được tung tích của Phùng Tứ nhanh như vậy. Nghĩ đến bàn tay đen kia chính là Phùng Tứ, Dương Tiêu không kìm được nắm chặt tay. Lý Thần Chiến trông như là cấp dưới trung thành của anh, nhưng trong xương cốt Dương Tiêu lại coi Lý Thần Chiến là anh em vào sinh ra tử với mình. Trong quá trình phẫu thuật, Dương Tiêu có thể thấy bên kia muốn giết Lý Thần Chiến bằng một đòn, nhưng tú một sai sót nhỏ nhất, mà Lý Thần Chiến đã may mắn sống sói. Ám Kim Long Vương lại thấp giọng nói, điện hạ, hiện tại muôn tấn công Phùng Tứ, giết chết Phùng Tứ không? Trong mắt Dương Tiêu hiện lên vẻ hung dữ, đột nhiên một luồng sát khí cuồn cuộn tràn ra xung quanh giống như núi lửa phun trào. Không, chờ tiếp đã, tôi muốn đợi Lý Thần Chiến tỉnh lại. Tôi sẽ để Lý Thần Chiến tự tay giết chết lão già này. Dương Tiêu trầm giọng nói. Chiến đấu trong sáng ngoài tối với Phùng Tứ nhiều năm như vậy, lần này Lý Thần Chiến lại bị bắn tỉa khiến Dương Tiêu vô cùng tức giận. Lúc đầu Lý Thần Chiến chưa đi theo anh chỉ là một lính đánh thuê ở nước ngoài, kỹ năng rất giỏi. Dương Tiêu trân trọng người tài, nên lúc này mới để Lý Thần Chiến ở bên cạnh anh. Người đàn ông nào cũng có máu nóng trong người, việc Dương Tiêu phải làm bây giờ là ổn định Phùng Tứ, khi Lý Thần Chiến tỉnh lai thì để cho Lý Thần Chiến tự tay giết chết lão già Phùng Tứ này. Ăn miếng trả miếng, máu trả bằng máu. Đây là quy luật sinh tồn, đây là quy luật sinh tồn của đàn ông trong xã hội. Đương nhiên mình có thể giúp Lý Thần Chiến giết Phùng Tứ, nhưng đối với Lý Thần Chiến, tự nhiên không bằng tự tay giết chết Phùng Tứ. Ám Kim Long Vương hiểu được ý của Dương Tiêu, ông lại thấp giọng nói. Điện hạ, còn có một tin tức khác muốn nói với người. Hình như Phùng Tứ không đơn giản như trong tưởng tượng. Trong khoảng thời gian này ông ta giao du với một số người bí ẩn ở vùng Duyên Hải, nhóm người bí ẩn này đều là người có kỹ năng phi thường, rất mạnh. Tất cả những người được tôi phái đi đều mang trọng thương trở về. Ồ, còn có chuyện như vậy, Dương Tiêu kinh ngạc nói. Như đã biết, những người bên cạnh ám Kim Long Vương đều là người của Long Môn, tất cả các cao thủ của Long Môn đều có những kỹ năng tuyệt vời, sức mạnh phi thường. Nói trắng ra, mỗi cao thủ trong Long Môn có lẽ không yêu hơn Long Ngũ. Cao thủ Long Môn tiến hành điều tra bí mật, vậy mà lại mang trọng thương trở về, rõ ràng đối phương có thực lực rất mạnh. Ám Kim Long Vương lại nói, đúng là như vậy, bên kia che giấu rất giỏi, tôi đích thân đi theo dõi, nhưng cũng mắt giấu. Cái gì, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi.
Bên trong Long Môn, ngoài Long Chủ thì lấy Tứ Đại Long Vương làm đầu. Trong Tứ Đại Long Vương thì Ám Kim Long Vương là người giỏi nhất về khả năng ám sát trong tôi. Ngay cả Ám Kim Long Vương cũng không tìm ra được, thì thủ đoạn che giấu của bên kia thông minh đến mức nào. Ám Kim Long Vương cung kính nói, Điện Hạ không cần phải lo lắng. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ phái người bổ sung bảo vệ cô đường, đồng thời đích thân điều tra kẻ đứng sau Phùng Tứ. Ừ, vất vả cho ông rồi. Sắc mặt của Dương Tiêu rất sâu. Cúp điện thoại, Dương Tiêu rất lo lắng, anh thật sự không ngờ tới phía sau Phùng Tứ lại có một nhân vật siêu tàn nhẫn như vậy. Suy nghĩ kỹ, Dương Tiêu đã chợt hiểu ra. Đúng vậy, Phùng Tứ thống trị Trung Nguyên, kê thân với những ông lớn ở các vùng khác là chuyện bình thường, nhưng điều mà Dương Tiêu không ngờ tới là ngay cả sự tồn tại như Ẩm Kim Long Vương cũng không truy tìm được. Suy nghĩ một lúc, Dương Tiêu lấy điện thoại ra gọi, Bắc Hải Long Vương, đến Trung Nguyên nhận lệnh. Vâng, Điện Hạ, Bạch Hồng Đồ, lão tổ của nhà họ Bạch, Bắc Hải Long Vương đáp lại. Đồng thời, trong thiên đường Túc Sục Thành, một thanh niên nhìn Phùng Tứ diêu cọt, Phùng Tứ ra, đã cho ông cơ hội rồi, Vương Mã sẽ từ Đông Nam Á trở về sớm thôi. Bây giờ, bốn tỉnh Giang Nam, Phùng Xám ở sáu tỉnh Đông Hải đều quỳ xuống tôn sùng Vương, chỉ cần ông thuộc vệ Vương nhà tôi, địa vị của ông tự nhiên sẽ dâng lên như thủy triều, nhất định sẽ mạnh hơn ông co đầu rụt cổ ở thành phố Trung Nguyên. Thời gian cho ông không còn nhiều, thuận theo sẽ hưng thịnh, ngược lại sẽ chết. Nhìn thanh niên tỏ vẻ vô hại, trong lòng Phùng Tứ nhói lên dữ dội. Một tháng trước Phùng Tứ nhận được thư đầu hàng, lúc đầu Phùng Tứ cũng không quan tâm, ai ngờ thực lực của đối phương lại mạnh như vậy. Lấy tốc độ sét đánh thu phục được nhiều quân hùng trong bốn tỉnh Giang Nam và sáu tỉnh Đông Hải. Tôi có thể đầu hàng, nhưng các cậu có thể giúp tôi diệt một người tên Dương Tiêu không? Phùng Tứ ra căm hận nói. Thanh niên có thái độ ngạo mạn, khinh thường nói, Dương Tiêu. Loại đồ giống như con kiến, không cần Vương đích thân ra tay, tôi chỉ cần búng tay là có thể bóp nát anh ta thành thịt rồi. Như thể đứng trước mặt anh ta Dương Tiêu yêu như gà không chịu nổi, dê Dương Tiêu chẳng khác gì dê gà diệt chó. Lúc này, mi mắt phải của Dương Tiêu giật điền cuông, trực giác của anh mách bảo có lẽ sắp tới sẽ có cơn bão dữ dội. Đúng vậy, trực giác của Dương Tiêu rất chính xác. Một cơn bão lớn, một con bão lớn sắp quét qua nửa thiên phủ chi quốc, hoàn toàn sắp ập đến. Lúc này, mi mắt Dương Tiêu càng ngày càng giật mạnh. Anh có một cảm giác mà anh chưa từng thấy trước đây, không lâu nữa sẽ có một người quen có mặt ở đây. Chẳng lẽ là hung thủ thực sự đứng đằng sau vụ khu rừng mưa nhiệt đới 5 năm trước? Dương Tiêu lầm bẩm. Nghĩ đến việc 5/3 đồng đội của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng bị bắn máu tung tóe tại chỗ 5 năm trước. Trái tim của Dương Tiêu không khỏi rung động dữ dội. Ngay cả Ám Kim Long Vương đích thân điều tra cũng không truy ra được, rõ ràng bên kia rất hung hãn, Dương Tiêu hiếm thấy có chút căng thẳng cùng lo lắng. Đến đi, đến hết đi, hy vọng bão táp lần này sẽ càng hung hãn hơn. Dương Tiêu không kìm được nắm chặt tay. Uống nước đá 10 năm, rất khó làm mát máu. Bây giờ, sức lực của Dương Tiêu đã hồi phục đến 90%, khoảng cách đến gần thời điểm đỉnh cao đã rất gần. Nếu ở trong nước có thể Dương Tiêu vẫn sẽ nảy sinh mấy phần kiêng kỵ, nhưng ngay cả khi lây lại 90% sức lực ở trong nước, cũng đủ khiến Dương Tiêu hoành hành không sợ. Chỉ cần ở trong thiên phủ chi quốc, chỉ cần anh Dương Tiêu ở trên sân nhà, anh sẽ không sợ hãi. Dung Rango đột nhiên, bên đề đô gọi tới. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, ánh mắt Dương Tiêu dần trở nên đè dẫn, trong đầu không khỏi nhớ lại những năm tháng huy hoàng. Dương Tiêu tỉnh táo lại. Anh dứt khoát trả lời điện thoại, lão thủ trưởng, tôi đã xuất ngũ cả rồi, lúc này người gọi tới quê rồi tôi làm gì? Báo cho người một tin vui trước, Mộc Tuyết nhà tôi mang thai rồi, tôi sắp trở thành vú em rồi. Ha 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 ha, nhóc, tôi đã nghe nói về chuyện này rồi. Trong điện thoại truyền đến một chàng cười sảng khoái. Dương Tiêu dở khóc dở cười, nếu lão thủ trưởng đã biết, còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Tôi rất bận, biết thằng nhóc nhà cậu rất bận. Nên khi bia được tung tích của cậu, tôi đã không chủ động liên lạc với cậu rồi còn gì. Chuyện đó, tôi muốn nhắc cậu một chuyện, gần đây bên Đông Nam Á xảy ra bạo loạn rất lớn, một tên điên cuồng ở Đông Nam Á sắp về nước. Bây giờ, tất cả các quân hùng ở bốn tỉnh Giang Nam và sáu tỉnh ở Đông Hải đều cúi đầu trước người này. Ông già này có thể thầy được không lâu nữa lực lượng này sẽ càn quét qua Trung Nguyên. Cậu ở Trung Nguyên, cho nên ông già này cần phải nói cho cậu biết. Ông già nghiêm túc nói. Dương Tiêu ngạc nhiên, người đến từ Đông Nam A2.
sẽ là ai? Có lẽ đã lâu anh không chú ý đến thế sự, Dương Tiêu đã có ấn tượng mơ hồ về thế giới bên ngoài. Cụ thể cũng không rõ ràng lắm, tung tích của đối phương rất kỳ lạ, thân phận rất khó tra. Theo quan sát trực quan của tôi, người này có sức mạnh phi thường, có tầm ảnh hưởng quốc tế rất cao. Nghe nói người này sinh ra ở Đại Tây Bắc, nếu cần thiết, người của Long Ảnh bên, Đề Đô sẽ cho cậu tùy ý điều khiển. Ông già nghiêm nghị nói. Nghe đến hai chữ Long Ảnh, ánh mắt Dương Tiêu trở nên cuồn hút, Long Ảnh hả? Không thể không nói, ông già này tên là Lý Vân Long, là người có chức vụ trong Thiên Phủ Chỉ Quốc, đứng đầu toàn bộ Long Ảnh, từng là thủ trưởng cũ của Dương Tiêu. Long Ảnh, một tồn tại đặc biệt được thiết lập bên trong Thiên Phủ Chi Quốc. Bên trong Long Ảnh đầy rẫy những con người kỳ lạ, mỗi người đều có thủ đoạn xuất sắc, có kỹ năng độc đáo, hiệu quả chiến đấu vượt trội, đặc biệt chịu trách nhiệm về công tác an ninh của Thiên Phủ Chi Quốc. Nói trắng ra, khi trong nước có những thế lực xấu ảnh hưởng đến trật tự xã hội, người trong Long Ảnh sẽ đứng lên diệt trừ thế lực xấu, lập lại bình yên cho xã hội. Đồng thời, trong Long Ảnh có rất nhiều cao thủ, đại diện cho sức mạnh của Thiên Phủ Chỉ Quốc. Một khi có dự án cạnh tranh quốc tế, Long Ảnh sẽ cử chuyên gia thể hiện hình ảnh cao đẹp của Thiên Phủ Chi Quốc, cường quốc phương Đông. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập Long Ảnh, hầu như chẳng được cử đi mấy lần, đặc biệt là trật tự trong nước. Mặc dù trên khắp đất nước sẽ có một số băng nhóm xã hội đen, nhưng khi môi trường trong nước ngày càng tốt hơn, nhiều băng nhóm xã hội đen không còn ngang nhiên như trước. Cũng giống như Lý Thần Chiến, chỉ cần anh ta không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn, Long Ảnh sẽ không gây rắc rối cho anh ta. Nếu Lý Thần Chiến dính líu đến khiêu dâm, cờ bạc và ma túy, mà với quy mô lớn, Long Ảnh sẽ cử cao thủ đến tiêu diệt. Đúng, chỉ cần cậu cần, có thể điều động người của Long Ảnh. Bất cứ lúc nào, những người này chẳng phục ai chỉ phục cậu, Lý Vân Long nói. Dương Tiêu xoa mũi, đừng vội, không cần điều động Long Ảnh. Ở trong nước, tôi nghĩ chẳng có nhiều tồn tại có thể uy hiếp tôi đâu. Không phải Dương Tiêu khoác lác, mà đó là một sự thật. Bây giờ, thực lực của anh đã khôi phục 90%, lại có hai siêu cao thủ ám Kim Long Vương và Bắc Hải Long Vương hộ tông, anh hoàn toàn có thể hiên ngang trong nước. Chỉ là người bên kia là người Đông Nam Á, lại còn đến từ Đại Tây Bắc, quả là ngoài sức tưởng tượng của Dương Tiêu. Chớ quên, lúc mới bắt đầu Dương Tiêu đã đóng quân ở Đại Tây Bắc. Dương Tiêu quá hiểu rõ cao thủ ở Đại Tây Bắc. Có thể hạ gục vùng xám của bốn tỉnh Giang Nam và 6 tỉnh Đông Hải với tốc độ cực nhanh, người này quả thực có sức ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, nghe thằng nhóc nhà cậu nói thế thì tôi yên tâm rồi. Lý Vân Long cười sảng khoái. Ông biết Dương Tiêu mạnh như thế nào, anh là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chỉ Quốc, Lý Vân Long thật sự rất tin tưởng Dương Tiêu. Dương Tiêu cười nhếch mép, lão thủ trưởng, chăm sóc thân thể cho tốt. Xử lý bên phía Trung Nguyên xong tôi sẽ trở về Đê Đồ, đến lúc đó tôi sẽ giúp người chụp mấy bộ phim Nhật. Mấy năm qua tôi không ở, có phải đã xem không ít rồi đúng không? E hè mồ thằng nhóc khốn kiếp nhà cậu, sao lại ăn nói lỗ mãng như vậy? Tôi giống loại người như thế hả?